Thế là máy tạo đơn không biết đâu luôn. Hello mọi người nha. Em vừa nhận được quần nhà chị. Quần bò ưng vừa zin hách dáng mà chất phê dã man, biết thế lấy hai em. Tôi nói rồi, tôi nói rồi. Tranh thủ một lúc tôi sale là các bà phải lấy hai cái. Đấy, như hôm nay mà tổng kết trên này là các chị em mình phải vào lấy độ vài món. Vào chia sẻ livestream lên các chị. Nay là em tổng kết trên này luôn nha các chị nhá. Buổi cuối cùng live trên này luôn. Hẹn các chị em mình sang năm. Hẹn các chị em mình sang năm mình lại bung lụa tiếp. Hẹn nhau sang năm lại bung lụa tiếp. Kem chống nắng hôm nay tất cả còn có mấy chục tuýp hay sao ấy? À đâu, 165 tuýp, thấy nhân viên vừa báo. Mọi người vào nhá, các chị vào, các chị nhấn chia sẻ lên cho em ạ. Chia sẻ livestream. Hello gái xinh, hôm nay có bán kẹo ngậm không cho chị một combo? Có đấy bác ơi, bác lấy luôn. Bác lấy kẹo ngậm thì lên là 199. À lên là kẹo ngậm. Kẹo ho 199, 199.000 bốn hộp. Em bán luôn cho bản Noel hôm nay là cũng tổng kết nốt luôn rồi. 199.000 là bốn hộp đấy. Mọi người vào chia sẻ livestream lên nha các chị ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên em xem nào. Chia sẻ nhiệt tình lên nha các chị ơi. Tổng kết buổi cuối năm rồi đấy các chị. Toner còn hai combo luôn là ok bác Tuyên Phan nhá. Hai combo là 8 hộp luôn đấy. Mọi người vào chia sẻ lên các chị. Toner có đấy chị, toner chả biết còn bao nhiêu này, bán nốt cho các chị em mình luôn này. Dạ vâng, em để cho bác hai combo rồi bác Tuyên Phan ơi. Mọi người ghé like chia sẻ à. Đáng ra là hôm nay là phải báo với các chị em mình một bữa này. Hiện tại là trong nhà em còn bao nhiêu vitamin, với cả là còn bao nhiêu vitamin là phải bán nốt, không còn được được đâu ạ. Tại vì các chị biết vì sao không? Bị cắt hàng. Đây, vì yêu vì thương các chị đây. Vì yêu vì thương các chị đây ạ. Đây các chị nhìn này. Đấy các chị. Nên là chị bán được cho các chị em mình. Ví dụ như tại vì rằng là, thật ra là em nói thật, em bán cho các chị em mình những cái giá này là em không bán theo giá của công ty. Đấy là nói thật với các chị luôn. Như kẹo ngậm cũng thế, vitamin cũng thế. Nên là hôm nay còn những cái nào thì bán cho các chị nốt. Vitamin thì em vẫn muốn bán nữa đấy các chị. Nhưng mà để xem là thôi mình làm việc với công ty như thế nào đã. Tại vì họ bảo bây giờ mà bán thì bắt buộc phải bán giá là 2,15. Nên bắt buộc phải bán giá 2,15. Kẹo ngậm thì phải bán là rẻ nhất là 60.000 một hộp. Đó, mà không có những cái chính sách miễn ship, miễn siêu các thứ gì đâu. Cái này là em bỏ tự bỏ tiền túi ra đấy các chị. Có, hôm nay tổng kết nốt cả túi, túi còn bao nhiêu cái chắc tổng cộng chỗ này còn tầm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 này, 22 này, 24 này, 26 này. Em còn tầm khoảng, hết rồi đúng không? Chỉ có đây thôi. Còn tầm khoảng 30 cái túi thôi. Tầm khoảng 30 cái túi. Tại vì túi trên này 30 cái túi của em đã là bao nhiêu tiền rồi. 30 cái túi em cũng sẽ bán tặng hết luôn. Có serum chút chị kẹo chốt gửi cũng có. Bác lên là serum 200 nghìn em bấm luôn cho. Kem ngày kem đêm có nhá. Nay là buổi cuối. Đắp mặt nạ xong có cần rửa lại không chị? Nếu như mà da em da dầu thì em nên rửa lại bằng nước sạch. Đấy, còn nếu như không thì da em, da mình da bình thường, da khô, mình có thể tiếp tục những bước skin care da khác luôn. Nhá, không cần phải rửa lại. Nên là ví dụ như mình da dầu thì mình cứ nên rửa lại. Đấy, còn không thì mình cứ thế là mình tiếp tục các bước skin care da khác. Ok, cho chị Tuyên Phan có serum 200 này. Mọi người vào, em đếm luôn cho chị cái kẹo ngậm là đếm luôn 8 hộp riêng ra nhá. Chốt của chị kia hai combo rồi đấy. Chả hết là không có hàng nữa.
kẹo ngậm là cứ 199.000 bốn hộp, em miễn ship nay là buổi nay cho các chị em mình thôi. Chứ vì đấy em vừa cho các chị xem tin nhắn đấy, đang bị khiếu nại về giá. Đang bị khiếu nại về giá đấy các chị. Vitamin chờ em mình ơi. Em ơi kéo vitamin ra đây chị luôn nhá. Vitamin các chị vào các chị ghé các chị em mình chốt luôn. Bạn kia xả đơn rồi nhưng cứ vào hỏi xem đêm. Ghét thế không biết. À hỏi xem là sao đơn kia chưa đi. Hỏi Huyền đó chị. Đấy chị vừa ngó đấy. Làm sao? Không, khách đấy khách cũ. Đơn đấy làm sao? Mình đắp mặt nạ nhà Giang chả rửa lại bao giờ, đắp xong da rất mềm đấy bác Hoàng Minh Hương. Những chị nào mà da khô các chị đắp xong nó sướng lắm luôn ấy. Đã đời cho các chị em mình. Vitamin các chị lên nhanh vào đây cho em luôn nhá. Chị ơi, đấy là nước hoa anh chờ nó chia đâu. À, nước hoa. Rồi rồi, đây đúng không? Đúng là cái ông này. Ok, serum 200 chị Liễu Bùi đó kìa. Serum là còn có xíu, hôm nay Ngọc chở được một ít lên đấy nữa thôi nhá. Vâng. Là hết đấy, không có còn nữa đâu. Em nói luôn là nay em bán buổi cuối đấy các chị. Túi có quay trắng đằng sau thứ hai xuống chưa có lên. Nhá, túi có quay trắng từ sau, từ trên xuống kia là 6 triệu 7. À, 7 triệu 6 chứ. 7 triệu 6. 7 triệu 6 hay là 7 triệu 7? Nhá chị nhá. Em mới đắp mặt được 2 lần mà mềm da lắm. Đấy, phải chịu khó đắp. Em lên cho các chị em mình hàng nhà Giang cái gì cũng ok. Cảm ơn bác nhá. Vitamin em không quảng cáo thêm nhiều nữa. Được chưa, không quảng cáo thêm nhiều mà tất thần thật đây này. Này bà có chở ý nào lên không? Không. Thế thì tất tần tật có bao nhiêu thôi. Ôi, là không còn nữa luôn. Tại vì rằng lần sau sẽ phải cân lại giá. Giá nó sẽ là 210 với 215 nghìn. Vì rằng là bị Ngọc đang bị khiếu nại về giá. Nãy vừa cho các chị xem tin nhắn đấy. Chết rồi. Cho các chị nhìn luôn tin nhắn luôn. Chứ không phải là không, nên là hiện tại là đang bị cắt hàng nha các bác nhá. Thế em còn bao nhiêu đây em bán cho các chị em mình. Còn cái vấn đề đấy để cho Ngọc làm giá sau. Tất cả các chị em mình đã chia sẻ live stream rồi, 1 tuổi bắt đầu ăn được cho em hết rồi nhá. Con chị nào mình biếng ăn ạ, lười ăn ạ, không hấp thụ ạ, hay bị táo bón ạ, thì các chị em mình dùng cho em luôn nhá. Thứ nhất này, nó là sáng mắt, chắc răng, bổ não, chắc xương ạ, chống táo bón. Đấy là những cái công dụng của nó đích thực luôn. Còn một cái điều mà các chị không thể phủ nhận được ở con vitamin này, ngày nào em like quần áo các chị vào, các chị cũng thấy khách vào feedback đúng không? Con nhà các chị em mình ăn không ngừng nghỉ. Ăn nhiều một cách dã man, nó không phải là tăng cân nha các chị nhá. Nó không phải là thuốc tăng cân, mà nó là vitamin kích thích ăn ngon ngủ ngon. Các chị em mình chỉ cần cho con nhai độ 2 ngày 3 ngày, các chị thấy rõ luôn là cứ nhai xong là nó thèm ăn à. Cứ đi học về cái là lục cơm à. Hôm qua có bạn bảo rằng là chả bao giờ thấy đòi ăn là cái gì. Thế mà bây giờ đi học về là tự vào ăn cơm. Đây hết hàng đấy chị. Tự vào đòi ăn cơm luôn các chị. Lên comment vào đây cho em là vitamin 148. Những chị nào đã chia sẻ live stream rồi các chị lên nhanh nhá. 148.000 một hộp. Chia sẻ live stream được hỗ trợ miễn ship. Được chưa? Em chỉ áp dụng serum 200. Ok chị Nguyễn Lương kìa, em ơi nhặt mấy lọ serum ra rồi em nhá. Lên comment rõ vào đây cho em là vitamin 148. Nói luôn là hôm nay các chị mà không chốt, không chốt được nữa luôn nha. Nốt chuyến này thôi. Chứ các bác mình bây thấy giờ là giá này em chết em rồi. Hương nhà em còn phải xóa bài luôn mà. Phải xóa bài vì bị khiếu nại giá. Em ơi thả luôn nha. Vitamin 148 này. Ok em cho chị Hà Đỗ 1. Cho chị Hoàng Minh Hương 1. À, anh đẹp trai quá. Chị Hoàng Minh Hương có cho chị Phạm Minh Minh 1. Nga Trịnh 1. 4 hộp cho chị Hương Hiếu. Hương Hiếu là 4 hộp. 1 cho chị Diễm Quỳnh. 1 em cho chị Mai Lan Đinh. Lên rõ vào đấy cho em. Hôm trước chị lấy 5 hộp cho bé nhà em. 2 hộp em cho chị Kim Dung Lê. Serum mà chị Đặng Thị Loan kìa serum. Ok chị Đặng Thị Loan. Cho chị Thu Cao 1 hộp. 2 hộp cho chị Nguyễn Thu. 2 hộp cho Phạm Thúy. 1 cho chị Linh Mạnh Nguyên. 1 cho chị Quỳnh Mai Anh. Hà Đỗ có rồi. 1 cho chị Nguyễn Thu Hoài. Mình lên giúp em là vitamin 148. 148.000 cho các chị. Ok em cho chị Hoàn Phan có luôn vitamin 148. 2 lọ cho chị Khánh Ngọc. 1 cho chị Thoa Triệu Thị. 2 cho chị Phạm Thu. Hai chị Phạm Thu có luôn này. Đấy là còn có một thùng đấy, thùng này với đây thôi đúng không? Hết. Hai thùng đấy cuốn rồi thì chắc cồng cành được mấy nữa đâu. Lên gió vào đấy cho em là vitamin 148. 2 hộp em cho chị Khánh Dương này. Em nói thật các bác mà nhìn bom nhà em không dám cân luôn. Sam lên 18 cân đấy. Bom cũng lên nhưng không dám cân luôn. Bà Tuyên không cho cân. Bà Tuyên bảo không có được cỡ nó. 2 hộp em cho chị Khánh Ly ạ. Chị Phạm Thúy là có 2 rồi chị ơi. 148.000 em chào bác Nhung Dương nha. Lên vào đấy cho em là vitamin 148.
148.000. Các bác ơi, hôm nay các bác chia sẻ nhá. Em Ngọc mang lên cực kỳ là nhiều đồ hay ho luôn. Vậy, ngày hôm nay Ngọc like đến tận 6 giờ tối luôn đấy các chị. Ngày hôm nay em sẽ ở đây đến chiều và em sẽ like. Nói chung là nhiều mã lắm và chuyến xe của ngày hôm nay em trở lên là 150 triệu luôn. 150 vậy triệu tiền quà mang lên để tặng cho các chị luôn. Vãi luôn. Rất nó lên trước cả em luôn cơ mà mọi người. Rất nhiều đồ hay luôn. Ví dụ như là bột trắng răng này, bật mí thế nhá. Lên trước cả em luôn các chị. Em còn chưa lên nơi đó mò lên rồi các bác. Đấy tại vì em bảo hôm nay em live buổi cuối. Em ơi, bới cái chỗ kia ra mà còn bao nhiêu cái dây buộc tóc bỏ ra đi để tí nữa chị tặng kèm. Comment vào đây. Ok, một cho chị Trần Thanh có luôn này. Hello Nguyễn Thủy, hai hộp cho chị bé sóc bé đẹp này. Còn chị nào chưa được sen đêm đừng hỏi nữa chị ơi. Sen đêm dừng hàng rồi làm gì còn. Sen đêm ngừng sản xuất rồi. Lúc bán các chị em mình, lúc bán các chị em mình cứ sợ là ui chắc nó bốc phét. Nó ế đầy ra. Đúng không ạ? Nhưng vitamin cũng thế, chuyến sau các chị em mình sang năm em bán cho các chị em mình chắc phải bán 210 chứ làm nào. Không thì ít phải 199. Vitamin á? Ừ. Chứ bây giờ làm nào không có hàng, không được hàng. Hai hộp em cho chị Thanh Trà. Lên rõ và để cho em là vitamin 148 đúng các chị em mình kèm với cả số lượng lên cho em nha các chị nhá. Hai lấy hai hộp ok cho chị Nguyễn Thị Tuyết. Nguyễn Thị Tuyết hai hộp vitamin luôn này. 148.000 chia sẻ livestream em hỗ trợ miễn ship cho mọi người luôn ạ. Nhưng các chị em mình vào các chị em mình phải chia sẻ livestream nha mọi người. Nhưng mà like này thì là sẽ like xong rồi xóa nhá các chị nhá, chứ không chết. Chắc là like này hôm nay sẽ là tại vì ok một hộp cho chị Minh Minh Châu. Like xong xóa à? Ừ, chứ còn để giá này chết các chị ạ. Thêm một cho chị Trần Thanh vào của chị Trần Thanh cộng thêm một hộp đi em ơi. Sắp hết rồi. Rồi chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em là vitamin 148 nhá các chị nhá. 148.000 một hộp. Hỗ trợ miễn ship cho các chị em mình. Nay cũng chốt được hôm sau đừng có lúc em lên quần áo các chị vào các chị hỏi. Một hai hộp em cho chị Mai Hiên, hai hộp cho chị Mạnh Kiên Nguyễn. Hai hộp em cho chị Tuyết Cong, em nói thật. Bản thân em này em là người bán. Trước khi mà em chưa bán thì em cho thằng bom nhà em nó dùng. Hai hộp em cho chị Chi Võ đuôi 626. Nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Hai hộp cho chị Đinh Thị Huệ. Vitamin kích thích ăn ngon nha các chị nhá. Để lên chưa để chị xem à? Tức là con các chị em mình mà kiểu lười ăn biếng ăn ấy. Chắc là em nghĩ là chỉ lười ăn biếng ăn như cái thằng bom nhà em là cùng thôi. Mỗi một lần bê bát cơm là nó chui được góc nào là nó chui à. Nó trốn, nó không ăn. Pha sữa ra nó còn lậy mình ấy các chị. Bà Tuyên bảo, bà Vũ nhà em bảo, ôi dồi ôi mẹ mẹ ơi nó còn lậy luôn. Nó còn lậy luôn. Nó không có ăn đâu thì các chị em mình có thể mua giờ bạn ý. Nói chung là không có bữa nào là ăn hết dưới một bát cơm mà một bát đầy luôn. Chị nào qua lấy đơn thường xuyên thì các chị thấy dạo này con nhà em trộm vía nhưng bà ấy, bác không cho cân. Hai lọ em cho chị Lá Quách, hai lọ cho chị Khánh Linh, một lọ cho chị Hồ Liên. Ban đầu em cũng cứ nghĩ là ừ thôi thì Ngọc nó bán thì mà Ngọc bảo rằng là dùng tốt lắm vì thằng cua nó dùng nó cũng ăn được. Thế là em bảo rằng là ừ thế cứ cho một hộp vào đấy. Em cũng cứ nghĩ là bổ sung vitamin thôi. Nhưng không ngờ đến lúc con nhà mình đòi ăn, mình bế nó. Ngồi trên xe cùng với mẹ mà đòi ăn cứ mẹ ơi bom đói. Xong quay ra thì thật sự luôn là nhà không thiếu gì ăn mà tự dưng con lại kêu đói. Thế là quay ra mới bảo bà Tuyên, bà bảo bà ơi thế 3 giờ nó dậy bà không cho nó ăn à? Bà không cho bom ăn à? Nói như bây giờ như thế luôn đấy. Thế là bác bảo 3 giờ dậy một bát cơm rồi, một hộp sữa da cun rồi, miếng táo rồi. Thế mà sao bây giờ đói? Bà vừa mới cho cái nhai cái viên kẹo dẻo mà mẹ mi mà kẹo dẻo của Ngọc đấy. Xong em ngỡ người ra mà em bảo kẹo dẻo nào? Thế xong bà bảo cái viên kẹo dẻo hộp xanh xanh mà của Ngọc mẹ mày đưa cho bà bảo ngày cho nó nhai hai viên đấy. Từ khi đấy em mới bắt đầu em để ý. Xong em mới nhắn tin cho Ngọc em bảo bao nhiêu tiền, Ngọc bảo tính 210. Nhớ các chị nhá, vì khi đấy em không có ý định bán. Em chỉ lấy cho bom dùng, một cho chị Thùy Tiên này, một cho chị Trang Kiên này. Con chị 4 cân uống được không? Một tuổi trở lên chị ơi sao lại 4 cân dùng? Còn một tuổi đến 10 tuổi là hai viên trên một ngày. Được chưa? Từ 11 tuổi đến 18 tuổi là nhai 3 viên trên một ngày. Phụ nữ có thai và đang cho con bú 3 viên trên một ngày. Bổ sung vitamin cho các chị em mình mua để dành. Hai hộp em cho chị Bạch Tuyết, hai cho chị Dung Hương, hai hộp cho chị Mỹ Duyên, một cho chị Tuyết Mai Phạm, một cho chị Phạm Thủy. 4 tuổi thoải mái mình ơi. Một cho chị Hoan Bùi. Trên này nó đều có hết luôn nên các chị em mình yên tâm. Được chưa ạ? Trên này toàn bộ đều có hướng dẫn tất cả cho các chị em mình trên này rồi này. Liều lượng như thế nào này, thành phần của nó có những cái gì này, công dụng của nó có những cái gì này. Đều có hết cho các chị em mình. Để các bác mình đọc. Hai hộp cho chị kem dâu tây, một cho chị Hà Trâm này, một em cho chị Kim Cúc này. Một đừng lên là một hộp 148 mình ơi, mình phải lên rõ cho em là vitamin nhá. Mình phải lên rõ cho em là vitamin 148.
Đặc biệt là ví dụ như con các chị em nào mà ok, một hộp cho Hồ Kim Anh này, hai hộp cho chị Tuyến Kim này, hai cho Thu Hương này, ba hộp em cho chị Nguyễn Hồng này, ba hộp cho chị Nguyễn Hồng. Đặc biệt là con chị em nào kể cả ừ thôi nó đủ cân rồi, nó không còi cọc gì, nhưng mà nó hay bị táo bón. Thi thoảng đứa thì bị táo bón, hoặc thi thoảng lại còn bị đi ngoài. Tức là cái đường ruột của nó không, cái nhu động ruột của nó không được tốt. Thì các chị em mình cũng nên mua cho các bạn ấy uống nhá các chị nhá. Cho chị Thanh Hiền một này, cho chị Phúc Đoàn có luôn một này, cho chị Hằng Nguyễn có luôn một này. Một hộp là 80 viên. Nó gần như viên kẹo dẻo, kẹo chip chip ấy các chị. Thanh Hiền có rồi mình ơi. Đấy là các chị em mình lên comment vào đấy cho em là vitamin 148 cho em luôn nhá các chị nhá. Con chị 4 tuổi ngày 2 viên trên một ngày chị ơi. Trên này nó đều có rồi. Nhá các chị, hai hộp em cho chị Nguyễn Diên có luôn này. Chuẩn bị hết à nha mọi người, hết trong đấy chứ em ơi, trong đấy còn mấy hộp nữa. Chị nào chưa được ạ? Một hộp là 80 viên ạ. Một hộp như thế này nếu như nhà các chị một bạn thì có rủi thể dùng được cho em 40 ngày. Bom nhà em đang dùng sang hộp thứ hai rồi. Ok, cho chị Nguyễn Thị Len có. Thứ nhất là nó bổ thêm vitamin, đấy là cái điều đầu tiên. Nó kích thích ăn ngon ạ. Nó kích thích cái nhu động ruột hoạt động tốt hơn ạ. Khi mà cái nhu động ruột hoạt động tốt hơn nó sẽ gây thèm ăn ạ, gây đói ạ. Tiêu hóa tốt hơn ạ. Và nó có thành phần của diệp lục xanh, chống táo bón cực kỳ là tốt luôn. Sau sinh các chị dùng cái này siêu đỉnh nha các chị nhá. Ok, hai hộp cho chị Thu Thảo và chị Thu Thảo thêm vitamin này. Một cho chị Trang Nguyễn Thị Thu này. Một cho chị Trương Thị Mai Thi này. Trương Thị Mai Thi có luôn nhá. Nó là hàng của BBK luôn các chị. Được chưa các bác? Nó là hàng công ty Bắc Giang. À, hỏi chị Ngọc con hay ốm vặt uống đây, gì? Đây. Đó. Cái này cho nó kích thích ăn ngon lên, nó bổ sung thêm vitamin này. Nó tăng thêm sức đề kháng. Nhớ các chị nhớ trắng, nó gọi là nó giảm đi cái tỷ lệ ốm vặt đấy các chị. Từ 1 tuổi nhé chị Vui Hoàng nhé. Hai hộp em cho chị Hăng Lê ạ, từ 1 tuổi trở lên cho em ạ. Đúng rồi, một hộp chia sẻ em cũng miễn ship nay tổng kết rồi. Vào đi một hộp cũng được nhưng mà phải chia sẻ live stream vào đấy cho em luôn. Chị em nói thật, vào của chị Tuyết Mai, Tuyết Mai Phạm cộng thêm một hộp. Thật sự với các chị luôn, nhà em á, con nhà em á, không thiếu một cái gì. Một hộp em cho chị Minh Hằng. Em nói thật em phải sử dụng là không thiếu một cái gì luôn. Mà chả ăn thua. Trước đây này, Ngọc cũng tư vấn cho em dùng hồng sâm. Nhưng mà dùng bom cũng phải dùng hai liệu trình hồng sâm đấy nhỉ. Có bạn nhưng mà hợp, nó có cũng, bạn không? Nó cũng không hợp được hết ý. Đến lúc đến như cái này là em nói thật, em ban đầu em cũng nghĩ là ô chắc chỉ bổ sung thêm vitamin. Xong em bán thử một đợt, đợt đầu em bán có 120 hộp rồi này đúng không? Ừ. Có 120 hộp thôi. Xong dừng để xem. Dừng để nhận phản hồi của khách hàng. Eo ơi, đến khi các chị vào các chị toàn hỏi đòi lấy hai hộp, ba hộp. Xong em nhớ nhất là các chị vào các chị feedback bảo con nhà mình chưa bao giờ biết tự giác ăn là gì. Dùng vitamin mà tự ăn kêu đói luôn mồm. Khi đấy em mới bảo hoặc là ui, thế thì bắt đầu bán được đấy. Bắt đầu bán vì nhiều khách phản hồi lắm. Còn ban đầu các chị biết em bán có 120 hộp thôi, không bán nhiều luôn. Mà các chị vào các chị đòi lấy hai hộp. Em toàn bảo là thôi các chị lấy một hộp thôi, để về xem con mình dùng xem nó như thế nào đã. Ba hộp của chị Duyên Lê và thêm chữ vitamin. Một hộp cho chị Phạm Miên ạ. Một cho chị Dung Ngô ạ. Một cho chị Huyên Đông ạ. Hai hộp cho chị Hán Phương ạ. Hán Phương có luôn một hộp cho chị Tú Ngọc ạ. Thêm một cho chị Minh Minh Châu ạ. Một cho chị Băng Băng ạ. Hai cho chị Thiêu Lò. Ủa sao hết rồi? Một cho chị Hương Nguyễn ạ. Một cho chị Đức Thịnh ạ. Ai ra Ngọc lên Ba Vì mà không chở gì với gì ở nhà tí nữa mà like chứ. Có hàng thường xuyên không? Chị ơi, có hàng thường xuyên. Hai hộp em cho chị Nguyễn Vân. Nhưng tức là hôm nay được giá 148. Còn đâu sau các chị em mình có nhờ em đặt thì nó sẽ là 210. Vẫn có duy trì hàng thường xuyên cho các chị em mình. Nhưng đây là cái chuyến cuối năm em bán ở đây cho các chị là được 148. Các chị chia sẻ live stream là em hỗ trợ miễn ship. Nó như kẹo dẻo cực kỳ dễ ăn luôn. Như kẹo chip chip ấy. Về các chị em mình có thể thử nhai, bản thân em đã thử nhai. Đấy, tại vì em bị táo bón mà các chị em táo lắm luôn. Các chị bảo có những thời gian em phải duy trì em ăn khoai không thì các bác mình biết vì em táo. Cả nhà em, cả hai vợ chồng. Hôm trước bà Tuyên lên hỏi mật ong ở trong nhà tắm ấy để làm gì. Mẹ để bôi đít chứ để làm gì. Táo. Đấy. Thế bây giờ không dùng đến nữa. Bây giờ không dùng đến nữa. Tại vì rằng là nhai cái này nó chống táo bón tốt. Nó nhuận tràng ấy các chị. Diệp lục. Đấy, nó có diệp lục, nó nhuận tràng tương đối là tốt. Nên là nhiều chị ví dụ như các chị em mình mà uống diệp lục là em thấy cũng tốt đấy. Vì trong cái này nó chỉ có thành phần của diệp lục thôi mà đã tốt như thế rồi. Thì em nghĩ là ok, hai hộp cho chị Phương Phạm vào thêm chữ vitamin lên mới. Hai hộp cho chị Nguyễn Anh ạ. Một cho chị Đỗ Lệ Nhung ạ. Thêm cho chị Hoàn Phan ạ. Hai hộp em cho chị Mai Thị Lị, à Ma Thị Lị ạ. Tổng ba hộp và chị Đinh Thị Huệ như vừa nãy có một hộp hay hai hộp rồi. Đinh Thị Huệ thêm một hộp nữa là ba hộp ạ. Ok chị luôn này. Này nó cứ duy trì cho mình. Giá này mình bán cho khách thì khách sướng này. Nhưng mà các chị ơi không được. Lên giá không phải là lên giá một vitamin em cho chị Nguyễn Mai.
chị ơi mình chỉ cho con ăn theo liều lượng thôi nhá. Không phải lên giá là vì em bán đắt hàng mà em tăng giá, hay là vì cái hiệu quả của nó quá tốt mà em tăng giá đâu. Cho đưa rồi bà Ngọc đưa cái tin nhắn này cho các chị. Đây em cho các chị em mình. Một hộp em cho chị Hợi Nguyễn này, thêm hai hộp cho chị Kim Dung Lê này. Có chị ơi, nhưng mà các chị phải chia sẻ livestream. Em cho các chị nhìn luôn này. Hôm qua công ty gọi điện rồi đấy các chị ạ. Đây các chị, cho các chị nhìn. Em hôm qua Ngọc nhắn tin mà đúng thật sự luôn, không biết trả lời như thế nào. Đây cho các chị nhìn này. Hai hộp em cho chị Hà Hiền, hai hộp cho chị, một hộp cho Hà Hiền, một hộp cho chị Tuyển Min. Bị cảnh cáo rồi đấy. Đây các chị nhìn cho em luôn tin nhắn này, các chị nhìn cho em này. Là vì Phương nhà em có đăng giá đây này. Được chưa? Họ không cho bán giá này nhá các chị nhá. Họ gửi luôn cả cái liên kết này là cắt hàng. Đây các chị xem lại giúp em chứ bán thế kia, bán thế thì chết, bán được 10 hộp mà nhũng loạn thị trường, giá sập sập sàn luôn của sản phẩm ấy. Nên người ta để luôn trên cái Facebook này như nhà em là đấy, là đã một fanpage và không được bán nữa luôn này. Một fanpage là không được bán, bị cắt luôn sản phẩm này. Tại vì cái này người ta đã cân giá, cái giá nó rất là tốt rồi. Đấy mà em bán tặng 148 mà em mỡ hỗ trợ miễn ship được các chị rồi. Bé nhà mình dùng ăn được nhiều cơm hơn trước nè. Đấy bác Nga chị, em cảm ơn bác nhiều nhá. Có kem đêm của Juicy chờ em mình ơi. Nhiều chị feedback lắm. Sale ngày có, chốt cho chị sale ngày với. Bác lên là sale ngày 330. Vào của chị Hương Nguyễn cộng thêm một hộp kìa em ơi. Chị Hợi Nguyễn có rồi ạ. Vào của Nguyễn Thị Tuyết cộng thêm hai hộp kìa. Chị Phương Phạm có rồi chị ơi. Chị ơi sale ngày nha, em nói luôn sale của em chuẩn hàng bay. Em ơi vitamin một lọ cho chị Ly Mai. Đâu nhá các chị sale ngày còn mấy lọ? Của Nguyễn Thị Tuyết tổng là 4 hộp. Ok mình phần cậu nấm một hộp để cậu nấm ăn cho lớn. Còn lấy vợ. Nấm cũng ăn được đấy chứ. Cả bà bầu cả người lớn mà. Cái ok sale ngày 330 em cho chị Nguyễn Hương. Vitamin 2 hộp cho chị Nguyễn Hương. À quên Phạm Hương. Chị Duyên Lê là có 3 hộp rồi. 2 hộp vitamin cho chị Thanh Tâm. Vitamin là 148.000 giá của hôm nay chị gái ơi. Sale ngày là 330.000 miễn ship một hộp vitamin cho Thu Thủy. Còn mấy hộp sale ngày nữa em? Sale ngày lên cho em là sale ngày 330. Em nói luôn không bán pha ke, không bán hàng công ạ. Chuẩn chỉ cho các chị em mình hàng bay. Nên chị nào dùng quen sale ngày nhà em rồi thì các chị em mình lấy. Vitamin cho chị Nhung Nhung ạ. Thêm vitamin cho chị Quỳnh Mai Anh ạ. Người lớn ngày 3 viên ạ. Phụ nữ có thai đang cho con bú cũng 3 viên trên một ngày ạ. Đấy các chị em mình sau sinh vitamin thêm một cho chị Hương Nguyễn. Các chị em mình mà kiểu bị tháo bón ấy, sau sinh một vitamin cho chị Hoài Ngọc, một cho chị Hoàng Kiều Diễm. Lên vào đấy cho em là vitamin nha các chị nhá. Chị Hương Nguyễn là có hai hộp rồi đấy nhá, chị Hương Nguyễn nhá. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên. Ui giời hết dư nó hàng rồi còn đâu nữa. Vitamin một hộp vừa rồi mua, nhà Giang ăn vừa hết, thấy con ăn ngon miệng hơn. Trời ơi ok chị Hiên Ly ạ. Đấy chị Hiên Ly cũng một hộp. Hai hộp em cho chị Điều Giản Dị ạ. Dạ vâng chị Kem Dâu với cả chị Thiêu Lò Chuyển Khoản. Tuyển Min có rồi, thêm một vitamin cho chị Trang Nguyễn Thu ạ. Nào hết. Hết rồi đúng không? Vâng ạ. Những hộp cuối cùng nha các chị, không còn nữa. Vào của Ly Mai cộng thêm một hộp nữa chị em ơi. Ly Mai cộng thêm một hộp này. Những hộp cuối cùng là em nói luôn là hết nha các chị nhá. Hai vitamin cho chị Đặng Thu Hiền ạ. Nhập ra đi bà ơi, không đến lúc không còn. Hai vitamin cho chị Nguyễn Vân ạ. Hai vitamin cho Nguyễn Huệ ạ. Hai ạ. Hai hộp cuối cùng là hết. Đây đây hết chưa? Hai đây nữa. Đây nữa, bốn hộp cuối cùng. Bốn hộp cuối cùng là hết nha các chị. Được chưa ạ? Sữa rửa mặt em chưa lên, chờ em chút xíu. Dạ em chuyển khoản rồi, Khánh Linh đã chuyển khoản rồi. Chuyển nhanh thêm thế. Một vitamin cho chị Hồ Liên ạ, là còn 3. Ủ tóc chờ em ạ, vitamin cho chị Nguyễn Nga là còn 2 ạ. Đã nhận được rồi, 296 này của Thiêu Lò cũng đã nhận được tiền này. Lê Thị Huệ là chị nào đây? Ok, hai vitamin cho chị Hoàng Ánh Nguyệt ạ. Một cho chị Thu Nguyễn ạ. Hết. Dự bị một cho chị Nguyễn Thị Kim Điền. Hết các chị ơi, hết rồi. Này nhìn đi, bà nhìn đi. Này, bao nhiêu khách comment không còn nữa các chị ơi, thông cảm giúp em hết hàng. Hết hàng nha các chị, hết rồi, serum còn bao nhiêu nhất chị em ơi. Hết luôn không còn. Hết rồi các chị ơi, thông cảm giúp em ạ. Nếu như khi con các chị em mình mà dùng hết, các chị nhắn tin giúp em ở trong Zalo. Chị ơi em chuyển khoản. Trần Thị Hà ơi bác cứ gửi giao dịch và tin nhắn hết rồi, vitamin em không còn. Đâu, hết rồi không còn. Hết. Toàn thêm thêm nhưng có còn đâu, hết rồi. Serum này có 37. Serum thế 37 với trên này nhà mình có còn không? Hết. Đợi chuyến bay Nhật mới. Thế thì sang năm vét cả nhà cả cửa. Hôm nay chị nào mình lấy serum thì các chị lấy luôn 200.000. Hàng của em hàng bay nhá. Sao có 200? Bán nhầm. Thôi khổ lắm, bán kèm thôi. Hôm trước cho bán 230 nhưng cho bán 200 rồi. Bán nốt 200 cho các chị rồi. Hết vitamin rồi chị ơi. Nhà chị từ ngày ăn vitamin ăn ngon miệng lắm, phải mua thêm để dành.
Trời ơi các chị ơi, các chị, em cảm ơn chị Trang kiên nhưng mọi người không feedback vitamin nữa nha. Khổ. Không lẽ người ta lại tưởng là mua. Các chị feedback này mọi người cứ tưởng là ui dồi ôi, chắc là em thuê người để review quảng cáo. Em không còn hàng nữa đâu ạ. Đấy, nhận được feedback của các chị em mình nhìn em, nhìn em sướng luôn. Nhưng em hết hàng rồi. Không có còn luôn nha. Một serum em cho chị Nguyễn Huệ. Serum là 200.000. Da chị nào mình đang cái tình trạng này, da các chị khô quá độ. Được chưa? Da các chị em mình nó sần, tức là da các chị nó khô này, nó không được căng bóng này, không được mềm mịn này, thì các chị dùng cho em serum nhá. Vừa dưỡng trắng này. Được chưa? Cấp ẩm cho da này, phục hồi da cấp tốc. Da các chị em mình sau treatment này, ví dụ như sau peel da các thứ đấy. Hoặc là sau các chị đi lăn kim lăn kiếc gì về, các chị dù phải dùng cho em serum. Serum em cho chị Nguyễn Thị Tuyết 1, cho Thủy Yên 1, 2 lọ serum cho chị Thủy Tiên, 1 serum cho chị Lê Lê, 1 serum cho chị Nhung Trần. Hôm qua 1 serum em cho chị Trâm My, 200.000 một hộp nhá. Em không bán pha ke, các chị em nói luôn. Hàng công em cũng không bán, chỉ bán chuẩn cho các chị em mình hàng bay. Được chưa? Để an toàn cho các chị em mình luôn. Giờ mình mới vào răng là lên túi chưa em chưa. Serum em cho chị Trần Lý, lên cho em là serum 200k được miễn ship luôn. Nhá các chị nhá, lên vào đấy cho em nè. Nhưng mà các chị phải chia sẻ lên cho em. Nói serum các bác mình chốt nhanh luôn, chả lẽ không còn hàng cho các chị em mình luôn. Sướng dã man. Serum em cho chị Hà Trâm có luôn ạ. Chị Bảo Ngọc lấy chị Nám về bán. Ngọc có cái chị Nám nào hiệu quả không? Serum cho chị Duyên Lê ạ. Serum cho Minh Minh Châu ạ. Serum cho Đặng Thị Thoan ạ. Serum em cho chị Xuân Ngọc ạ. Serum cho Hoàng Hạnh ạ. Serum này bị mụn mình có dùng được. Mụn ở cái mức độ vừa phải thôi. Hoặc là sau khi điều trị mụn bác dùng được. Cho chị Anh Mai có luôn serum này. Bà có mang nước tẩy trang gì cho các chị không? Không, hôm nay không mang. Không có nước tẩy trang rồi. Serum cho chị Thanh Loan ạ. Serum cho Bạch Tuyết ạ. Còn chị nào chưa được các chị lên comment ở đấy cho em là serum nhá. Anh Mai có rồi ạ. À, còn viên đặt chả biết Ngọc có cầm không chứ em là em hết rồi. Viên đặt loại một viên á. Loại chị đó. Chị ơi chị hỏi viên đặt gì ạ? Em thì chả còn viên đặt gì ngày đâu. Hôm nay em Ngọc mang tặng quà cho các chị cái viên. Cái này này em vừa mới đặt hôm trước hết cứ hết kinh là em đặt. Em một, cứ hết kinh em đặt một viên. Các chị chỉ có đặt một cái viên này thôi mà cực kỳ sạch sẽ, nói chung là tí nữa em sẽ lên serum dùng thích lắm nhá. Chị Nguyễn Vân serum dùng thích lắm, em cảm ơn chị. Mặt nạ hình như còn hàng. Hôm qua chả thấy Thí Nguyễn đếm xem còn bao nhiêu túi mặt nạ. Đúng không? Ok, váy đẹp lắm, em cảm ơn chị Thủy Nguyễn ạ. Còn chị nào chưa được serum các chị lên vào đấy cho em là serum 200 nhá. Không em không bán phấn đâu. Em không dùng, em không có bán, thật sự với các chị luôn. Bán phấn các chị em mình dùng lâu nó to lỗ chân lông đấy. Các chị nếu như mà da các chị em mình nhiều khuyết điểm, các chị dùng kem lười hoặc là sên ngày đi. Sau đó các chị vỗ thêm kem chống nắng lên nó đẹp, nó mướt mát rồi đừng đánh phấn. Xong rồi lại sắp rửa chuẩn bị ra Tết là đến hè hiếc rồi. Hè hiếc các chị em mình đánh phấn vào để cho nó mốc du mặt à. Nhá. Cái kem lười cũng chả khác gì cái phấn. Thế serum em cho chị Hoài Ngọc có luôn này. Mới nhận được một đơn nhà Giang chưa bóc bóc Nguyễn Nhung. Da chị Giang càng ngày càng đẹp, trộm vía. Đẹp hơn cả da Ngọc nha. Trộm vía nhưng mà tại vì rằng là em chịu khó em bôi kem chống nắng lắm các chị. Với cả chịu khó đắp mặt nạ. Mặt nạ, mặt niếc các thứ, eo ơi các chị. Vậy ở nhà bận không đắp được, cứ lên đây cái rảnh là đắp mặt nạ luôn. Lỗ chân lông to thì thứ nhất các chị phải dùng toner này, mặt nạ này. Đấy các chị phải làm cho em đầy đủ các bước. Thứ nhất là mình phải rửa mặt sạch sẽ, sau đó mình dùng đến toner. Dùng đến cho em gọi là serum, sau đó mình phải dùng kem đêm khóa ẩm. Và lỗ chân lông to các chị em mình đặc biệt là thôi đừng có dùng phấn phiết gì nhá. Càng dùng phấn phiết các thứ nó càng đẩy lỗ chân lông các chị to, nó tích tụ vào làm thành mụn cám, mụn kiếc các thứ luôn ấy. Rồi, tiếp cho các chị em mình luôn, bà mang dung dịch lên à. Dung dịch là để dưới nhà. Cái này là cái gì đây? Kem nẻ cho bé. Kem nẻ cho bé à các chị luôn đi. Cái này hôm trước mang sang cho Bom rồi đúng không? Comment serum em cho chị Trần Kim Anh có luôn. Mình chuyển khoản rồi. Ok chị serum chị Nguyễn Hồng Thúy. Chị xài serum toner, kem đêm chứ không khi nào dùng tới phấn chuẩn luôn bác, chỉ cần thế thôi, ngày đến bôi kem chống nắng là được rồi. Còn toner chờ em lát nữa em lên cho. Viên đặc sướng như nhà mình còn 2 hộp à? Vâng. Còn đấy chị ơi, chị lên nốt cho em. Em còn có 2 hộp, chị lên nốt cho em là sướng 85 nhá. Còn có 2 hộp thôi. Phương Harry có lấy mình lên luôn là sướng 85 này. Cho bóc luôn nhá. Sướng 85 à, 85.000 một hộp 10 viên nhá. Lên luôn vào đây này, em kèm cho các chị em mình còn có 2 hộp thôi. Cái này là xe khít, em còn kem đêm chờ em, các chị cứ từ từ. Lên hết. Lắm. Serum chị Phạm Thúy. Cái này các chị lên cho em là sướng 85 còn 2 hộp cho hết luôn này. Kem nẻ này bà bán bao nhiêu? Hôm trước tính cho Bom mấy? 150. Vãi, cái này bán bao nhiêu? 2 hộp sướng cho Phương Ari là hết luôn kìa. Ok chị Phương Ari có toner chờ em, có son cây á. Em chỉ bán son kem thôi, em không bán son thỏi đâu. Son thỏi nó bợt lắm các chị. Có đồng ý được miễn ship được thì bán, không thì thôi mẹ không bán đâu. Sướng 85 không còn, chị ơi hết sướng 85 rồi.
còn miễn ship nữa, 150 chưa miễn ship mà giờ còn miễn ship nữa. Bán giá không miễn ship. Không miễn ship á, không miễn ship hôm nay không, hôm nay đã nói. Viên đặt chờ em lát em lên cho. Hôm nay không có. 185 thì có 185 ở Tây nó mua. Bà 185 bà mang về nhà bà mà bà bán. Mẹ ạ. Kem nẻ cho bé nhá các chị nhá. Kem nẻ cho bé các chị, cái này nó an toàn. 20 phút rồi đấy. Không hương liệu nào, bao nhiêu phát giá đi để con biết. Ngọc mang lên đây, em không biết giá đâu, em nói luôn. Nhá các chị nhá, cái này là nhớ xong rồi đếm là ghi toa tí nhá. Comment vào đấy cho em luôn này. Bao nhiêu? Có lên kem chống nắng chị ơi. Thôi đừng miễn ship đi. Thì không miễn ship. Để cho các chị và để cho các chị lấy ấy, lấy hàng khác nữa. 100 150 à? Thôi đéo, 150 tính em 150 đấy các chị. Tính cho kia tính cho bom. Tại vì em bảo em có bán đâu, em không có bán, không có thời gian bán. Thế là lấy cho bom dùng, bom nhà em mặt nó nẻ tách này. Còn phải bôi cả cho bố nữa kìa. Chán lắm rồi ạ. Này các chị, cho các chị em mình luôn nhá, đừng so sánh với phá ke phá kiếp làm gì các chị ạ, kể cả hàng chuẩn Đức nha các chị nhá, hàng chuẩn Đức. Chị nào thích 100. Miễn ship gì? 120.000. Ôi giời ơi. 120.000. Miễn ship cho các chị em mình luôn, được chưa? Mua dùng thử đi các chị, dùng thử nhá. Mã này các chị lên comment vào đây cho em luôn là kem đẻ cho bé. Kem bé. Lên cho em là kem bé 120. Có 20 đúng không? Kem bé 120 nhá, miễn ship cho các chị em mình. Đấy các chị em mình cân nhắc rồi mua, có đầy người người ta bán rẻ hơn đấy. Các chị xem chỗ nào họ bán rẻ hơn các chị em mình mua. Còn đây em bán đây 120.000. Trên này hỗ trợ miễn ship cho các chị em mình kèm đơn. Được chưa? Chuẩn chỉ cho các bác mình, một hũ này dùng được lâu lắm luôn. Bom nhà em mới cho dùng ấy mà, các chị năm ngoái cũng cho dùng. Những cái hộp năm ngoái mở lâu rồi em chả có để lại nữa. Đúng rồi, cái này chỉ có mở em nói luôn trong một năm thôi các năm chị. Ngoái cho bom dùng rồi nhưng mà em năm ngoái dùng xong rồi một thời gian kiểu mùa hè nó không phải dùng. Em lại bỏ đi, thế là vừa mới bảo Ngọc mang xuống cho lọ mới. Kem bé 120, hai hộp cho chị Khánh An. Một cho chị Phạm Minh Minh. Phạm Minh Minh có luôn một em cho chị Khánh Linh. Một cho chị Quỳnh Cun. Quỳnh Cun này, dùng mỹ phẩm nhà Giang chưa? Chưa hết, đã mua thêm hai combo nữa để dành tích dã man. Em cảm ơn chị Hoa Anh Đào ạ. Cho chị Trần Lý có luôn kem bé. Serum cho chị Duyên Lê. Kem bé 120 cho chị Lan Hương. Ok, cho chị Kim Anh Nguyễn 1. Cho chị Hương Hiếu 1. Cho chị Đặng Ngọc 1. À, muốn mua Hoa Anh Thảo bà. Ô, quên Sơn mất từ. Quên mất hôm nay cháu không bảo bà mang tinh dầu Hoa Anh Thảo lên, có mang không? Có 5 chậu của 5. Cháu hết rồi, cháu lại phải lấy lọ để cháu dùng. Có muốn. Còn chị nào lấy kem bé nữa các chị lên cho em là kem bé 120.000 miễn ship luôn cho các chị em mình đi. Được chưa? Chị Khánh An là có rồi chị ơi. Giang còn kem lười chờ em, lát em lên cho. Kem lười còn mười mấy hộp em ơi. Con trai bảo mẹ mua giày cho con. Em Giang còn, em hết sạch rồi chị sen đá. Em không còn nữa luôn. Cái này các chị lên comment vào đấy cho em nhá. Thứ nhất này, nẻ niếc ok kem bé em cho dùng chị từ Hồng sơ sinh nhá các chị nhá. Dùng từ sơ an sinh. Toàn cả với trẻ sơ sinh. Kem bé em cho chị Thiết Mộc Lan này. Yên tâm cho em luôn. Ui bác ơi, nó là bôi mặt bôi miếc rồi. Còn nói chuyện gì, nếu như bác có con tay tay con nhà bác mình nó nẻ nó răm thì bác cũng bôi được luôn. Em còn kem dưỡng da tay không? Em còn, hôm nay em Ngọc vừa mang lên, mày giải thích cái gì? Tưởng chị hỏi là cái kem này có bôi được tay không? Xin ngày cho chị Hằng Nguyễn nhỉ. Vitamin 15 tuổi là 3 viên trên một ngày chị ơi. Vitamin em hết rồi, em không còn vitamin tổng hợp nữa đâu chị. Khổ, tưởng hỏi cái này có bôi được tay không, bảo lọ này mà bôi tay thì tiếc mẹ ra. Hôm nay có rồi. Hôm nay em Ngọc các chị em mình bôi bôi mặt vào đấy. Kem bé em cho chị Ngân Trần. Ok chị Ngân Trần, kem chống nắng em còn, chờ em lát em lên cho các chị. Mà kem chống nắng chị nào thích chốt cứ chơi luôn là kem chống nắng kèm quà đi, còn có 165 tuýp thôi. Kem bé cho chị Hoàng Chi. Thứ nhất này, kem chống nắng 188.000. Em tặng kèm một cái áo và em hỗ trợ miễn ship cho mọi người. Sơn đêm cháy hàng, em bảo sơn đêm không còn hàng, dừng sản xuất rồi. Riêng kem chống nắng không cần quảng cáo thêm vì còn có hơn 100 tuýp không thấm vào đâu cả hết. Còn ba hũ cuối cùng nha các chị. Nha các chị nha, collagen 601 là cái gì cháu chả có biết đâu nha. Dạo này không thấy thông báo Facebook chán thật chị Hiếu Huyền. Đấy, còn bao nhiêu kem bé nữa em ơi? 4 ạ. Kem bé em còn 4 hộp. Kem chống nắng kèm quà ok chị Hoài Ngọc có, cho chị Lê Lê có. Kem chống nắng kèm quà cho chị Lê Thủy có. Rồi ôi Tết nhất đến nơi rồi, đi đâu ra ngoài chỉ cần làm lớp kem chống nắng nhà em là rất đẹp. Mê cho các chị, da chị nào mình nhiều khuyết điểm hơn mình có thể dùng thêm sen ngày hoặc là kem lười nhá. Kem chống nắng nhà Giang còn mua để dự trữ kìa. Em cảm ơn chị Nguyễn Nhung ạ. Kem chống nắng kèm quà cho chị Phạm Hương ạ. Cho chị Lan Lương có ạ. Lan Hương có. Cho chị Ngọc Khanh có ạ. Cho chị Nguyễn Huệ có ạ. Lên giúp em là kem chống nắng kèm quà. Vẫn còn cả con tay bồng đúng không? Khách mà lấy hai tuýp kem chống nắng là sẽ tặng kèm một cái áo kia, còn trong đấy là có một cái áo tay bồng luôn nhá. Con áo tay bồng xịn luôn. Ok, kem chống nắng kèm quà chị Phạm Minh Minh có, chị Duyên Lê có, chị Thanh Phương, Thanh Nguyên Phương có luôn ạ.
lên giúp em là kem chống nắng kèm quà 188. Tặng một con áo, chia sẻ live stream miễn ship luôn cho các chị em mình. Kem bé em còn, kem bé là kem nẻ đấy. À, kem chống nắng kèm quà cho chị Thu Thủy, kem chống nắng kèm quà cho chị Đào Mến. Ok, cho chị Mai Hương một suất. Kem bé, kem nẻ bé này chị cứ lên là kem bé 120 nhá. Kem bé 120.000 miễn ship cho các chị em mình. Không bán hàng vơ vẩn đâu các bác. Tức là ok, dùng mỹ phẩm nhà chị Giang chỉ có mê thôi. Cảm ơn bác Hiếu Huyền ạ. Cảm ơn các chị em mình lúc nào cũng là yêu ái em. Ok, cho chị Nguyễn Thủy có luôn kem chống nắng kèm quà. Kem chống nắng kèm quà chị Gia Hân có, chị Châu Phạm có. Kem bé 120 cho chị Dung Lê có. Cái này là kem nẻ cho bé nhá các chị nhá. An toàn từ trẻ sơ sinh luôn rồi các chị. Cho chị Thanh Nguyên Phương có luôn kem bé 120. Về các mẹ muốn dùng cũng dùng luôn nhá. Mặt mẹ nào nứt nhiều quá, nẻ nhiều quá dùng cho em luôn. Hai hộp kem chống nắng kèm quà cho chị Nguyên Thuy Sầu. Kem bé cho chị Thùy Nguyễn. Còn một hộp kem bé cuối cùng là em hết ạ. Còn một hộp kem bé cuối cùng là em hết nhá các chị nhá. Chị nào chưa được nữa không ạ? Các chị lên comment vào đấy cho em luôn là kem bé. Kem bé 120 cho các chị em mình luôn, miễn ship luôn. Không cần phải nghĩ ngợi gì luôn. Kem bé cho chị Hoa Mai hết hàng, hết. Hết luôn kem bé, hết luôn kem bé rồi các chị. Em đang bán 150 này các chị ạ. Xin Ngọc đang bán 150 đấy. Hết kem bé nha các chị, cho cháu cái dầu phủ bạc kia đi. Đang khoái, đang thích cái dầu phủ bạc. Dầu phủ bạc. Dầu phủ bạc này bà Tuyên hôm trước đi tìm mãi không nhà ai còn. Bà Tuyên nhá, bà Tuyên là đi mua ở công ty là 330.000 chưa có miễn ship luôn. Không có miễn ship đâu, 330. Ừ, hôm trước hết mà. Tại vì hôm trước bảo sang bên nhà Thảo lấy chưa kịp lấy bên Thảo thì đã lấy. Bà đã mua chỗ khác rồi. 330. Toner có, đợi em kem chống nắng chị cứ lên là kem chống nắng kèm quà cho chị. Em nói thật luôn là mê luôn, serum còn đúng không? Vâng ạ. Kem chống nắng kèm quà cho bác Phạm Dũng. Sữa rửa mặt đợi em một chút nhá mình nhá, sữa rửa mặt bác chờ em. Kem chống nắng em cho chị Bạch Ngọc. Bạch Ngọc có luôn serum là 200 chị ơi. Chị lấy chiếc serum, chị lên serum còn bao nhiêu hộp, còn nhiều không? Yeah. Serum em còn có mấy hộp là em hết thôi. 12 hộp serum, đây một hộp nữa tính cho em. Rồi ạ. Em tính cả hộp này là em mới còn 12 hộp serum thôi. Em còn bằng này em mới có. Cái này được tiện cái là như thế này nữa nhá. Cái này là mình cứ bóp ra cái. Tức là khi về là tháo cái này ra. Ừ. Ôi đừng bà đừng tháo ra, nó là phọt mẹ ra trên lên chứ. Không, tháo ra được. Ừ. Đấy, xong rồi gạt nó xuống để nó bơm cái dầu lên. Ừ. Đó, xong rồi bơm thì nó sẽ ra đây đúng không? Nó sẽ phòi ra đây xong mình chải cứ đúng chải không? Này, đấy. Các bà ở nhà là không có phải đi nhuộm luôn. Ok, Phạm Thuy hai tuyếp kem chống nắng, Phạm Thu hai tuyếp kem chống nắng kèm quà cho chị Hiệp Tường một kem chống nắng. Nước hoa thì em chỉ còn nước hoa Miss Dior. Miss Dior là em đang tặng nốt 200.000. 5ml. Chứ không phải 200.000 cả cái chai to trà bá. Chỉ có pha ke thôi. Đấy, nước hoa, serum em cho chị Lan Nguyễn. Serum em cho chị Nguyễn Ngọc Thủy Trang. Thế là còn lại 10 serum đúng không? Em còn lại 10 serum. Dùng serum NMN Oxen với kem chống nắng nhà Giang. Đi làm ai cũng khen dạo này da căng, mịn, phỏng cả mũi. Trời ơi bác Ngọc Khánh. Kem chống nắng 188.000 chị nhá. Kem chống nắng là 188. Tặng kèm một cái áo, miễn ship cho khách chia sẻ. Ok, cho chị Hà Diện Oanh có luôn kem chống nắng kèm quà. Kem chống nắng kèm quà em cho chị Lại Quỳnh Mai có luôn ạ. Chị nào mà chưa được kem chống nắng là lên nhanh cháu hôm nay hết hàng. Chơi nào, chơi luôn cái đấy đi bà phát giá đi. Một toner ok chị Hoài Ngọc cho toner luôn. Đấy, hello bác Bảo Loan ạ. Về nhà là các bà này, các bà các mẹ là không có phải đi quán nhuộm nữa. Thứ nhất là nhuộm nó hại da đầu, cái thứ hai nó sót. Và cái thứ ba là ngồi đợi chờ rất là lâu. Cái này á làm lên màu đen nâu từ cái quả henna và cái từ cái lá henna và cái quả amna. Thì là sẽ là lên màu rất là tự nhiên luôn. Và các mẹ, các bà hay là kể cả những chị em nào mà máu xấu mà hay có tóc bạc ấy, là nhuộm là chỉ cần sau 9 phút thôi nha các chị nhá. Sau 9 phút là tóc sẽ lên màu đen nâu rất là đẹp luôn. Và giá hiện tại, giá công ty khi mà các chị quét mã vạch ra thì là đang là 330.000 đồng. Ok, thêm một tuyếp kem chống nắng là chị Lan Hương bao nhiêu tiền? Bà bán bao nhiêu? Cái này em chỉ kèm đơn thôi. Xem là nặng không em mới đưa chị một, chị xem là nặng không để chị kèm đơn cho khách. Một serum, một toner, ok chị Phạm Mai. Toner bác cứ lên là toner 199, lát em lên sau vì có mấy hộp thôi mà. Chị còn toner lên là toner 199, tương đối là nặng đấy. Một toner ok cho chị Trần Kim Anh, toner là các chị lấy nhanh nhá. Kem chống nắng cho chị Hiền Yến. Chị bảo, chào chị Ngọc và em Giang xinh gái, chào bác Vang Thùy nhá. Thúy Nguyễn không giấu có kem chống nắng rồi ạ. Cho chị Mai Lan Đinh có luôn kem chống nắng kèm quà. Kem chống nắng kèm quà, ok chị Anh Hoa Tạ có luôn ạ. Chị nào chưa được các chị lên là kem chống nắng kèm quà vào đấy cho em bao tiền. Cái này thì các chị em mình chốt nhanh luôn nhá. Cho các chị em mình. Ok, một toner cho chị như ý Cun này. Hiện tại giá niêm yết là 330, còn lại là em Ngọc thì đang bán lẻ tại nhà là 299. Toner cho chị Lại Quỳnh Mai này. Nước hoa bác đợi em lát em lên cho. Bao nhiêu tiền được? Cho bao nhiêu được cho luôn. Em nói luôn cái phủ bạc này thì em không bao giờ em bán đâu.
Đấy, bán cho các chị một lần về các chị em mình mua về tranh thủ một toner cho chị Hương Nguyễn. Tết thì tranh thủ Tết cho ví dụ như cho bố mẹ ông bà của mình đỡ phải ra quán. Đấy. Người ta có thể trải này thôi. Tự nhuộm được hoặc là các chị em mình có thể hỗ trợ một tí cũng được luôn. Em bán tặng luôn cho các chị em mình nhá. Đừng có vào bảo ui dồi ôi giá này chắc chắn là hàng pha ke khổ của em ra. Về nhà các chị quét mã vạch luôn, cao ra gửi lên công ty thoải mái luôn. Em tặng cho mọi người kem chống nắng kèm quà chị Bạch Ngọc có rồi. Kem chống nắng kèm quà em cho chị Thùy Dương này, sên ngày em còn mấy hộp đấy. Sên ngày chị lấy. Còn em cho luôn này. Nhưng cái này thì có mấy suất đây thôi nhá. Nếu như các chị em mình đã mua đang mua của bao nhiêu nhỉ? 19. 19. Có 19 hộp thôi đúng không? Đang mua của đứa em ấy thì các chị đừng so sánh giá vì đây là Ngọc đã mang lên trên này rồi chị đúng ân luôn. 230 được không? Úi giời. Miễn ship nữa. Miễn ship nữa. Khiếp rẻ hơn hẳn 100. Lại còn miễn ship. Một serum, một toner này, một sen đêm. Sen đêm không có hàng chị ơi. Kem chống nắng kèm quà chị Cấn Đằng Cường. Kem chống nắng kèm quà chị Trần Hương. Chị Diệu Hoa ơi, nếu như nhận em chỉ nhận được cho chị này một serum ạ, một toner ạ, một kem đêm ạ. À một không có sen đêm đâu. Và ủ tóc thôi chứ còn sen đêm nó không còn hàng. Chỉ còn kem đêm. Em cho các chị em mình luôn này. Không 230 nữa đâu. Bà bù ở đấy cho mẹ bù cho Giang 10.000, 220.000 miễn ship. 220 miễn ship, chị nào thích lấy các chị lên cho em là dầu phủ bạc nhá. Cái này lên cho em là dầu phủ bạc có mấy hộp em ơi? 19. Cái này thì hoàn toàn an toàn với cả da đầu. Kể cả các bà, các bác mình da đầu nhạy cảm các thứ ấy. Đi nhuộm nhá, hay bị xót xước các thứ nó hại da đầu thì mình dùng cho em cái này nhá. Lên cho em là dầu phủ bạc 2, đọc là 2 bao nhiêu quên mất rồi. 220. 220. 229 ở đâu? Liền thiệt. Dầu phủ bạc em cho chị Tuấn Tiến 1, nhặt luôn em nhá. Cho chị Kim Anh Nguyễn 1. Em cho chị Ngô Quỳnh Trang 1. Em cho chị 2 sen ngày cộng 1 kem chống nắng kèm quà. Ok chị Minh Phương ạ. Dầu phủ bạc cho bác Lan Nguyễn 1, không bán pha ke các chị yên tâm đi. Dầu phủ bạc em cho chị Trâm Lê ạ. Cho chị Trâm Mi có ạ, cho chị Nga Dương có. Trâm Lê kiểm tra tin nhắn luôn em ơi. Trâm Lê kiểm tra tin nhắn của chị Diệu Hoa là chốt một serum, một toner, một ủ tóc nhá. Còn kem đêm là sen đêm là không còn. Dầu phủ bạc cho chị Nga Dương ạ, cho chị Quỳnh Cun ạ, cho chị Phạm Khánh Ly ạ, cho chị Nguyễn Vân có ạ, cho chị Bích Lê có. Mua 350 đấy mà tiện không phải ra quán. Cứ thế là trải sâu là đen ngay. Đúng rồi bác Angela an tâm. Dầu phủ bạc em cho chị Ngọc Hà Nguyễn Thị ạ. Ngọc Hà Nguyễn Thị ạ. Kem chống nắng kèm quà chị Nguyễn Mai có ạ. Em ơi còn bao nhiêu hộp dầu phủ bạc? Trâm Lê chưa gửi địa chỉ số điện thoại. Em để thế đi để tí nó chốt thêm cho một người. Ok em cho chị Lan Nguyễn có luôn dầu phủ bạc ạ. Chị nào chưa được toner là 199.000. Toner còn có mấy hộp thôi. Chứ còn toner không bán được giá 199 nữa luôn. Thật sự với các chị em mình còn mấy hộp ở đây bán nốt cho các chị em mình đi thôi. Vì đáng ra là ok dầu phủ bạc em cho chị Hoa Anh Đào ạ. Dầu phủ bạc là 220, 230, 220. Về nhà 220 nhá các chị nhá. Cho mẹ này, cho bà như này. Hai kem chống nắng kèm quà ok chị Phạm Khánh Ly ạ. Đây là bà nhà em nhá các chị nhá. Một toner cho chị Anh Mai ạ mẹ. Bà nào trẻ này không? Đây bà em tóc vàng quá rồi. Chị nào? Còn mấy hộp nữa em ơi, dầu phủ bạc còn mấy? Dầu phủ bạc em còn 4 suất ạ. Dầu phủ bạc em cho chị Phượng Lê ạ, một toner cho chị Duyên Lê luôn ạ. Dầu phủ bạc em còn 3 suất là em hết. 220 được bác ơi, miễn ship được. Cho các chị em mình kèm vào đấy cho các bác mình cho nó. Thật ra cho nó vui dung dịch chờ em còn chưa lên được dung dịch. Mình ơi chờ em chút xíu. Em mới lên được có xíu à, chị chờ viên đặt ok bác cho con. Quên đấy lại cho con nhỉ mẹ. Dầu phủ bạc cho chị Phạm Mai ạ. Mẹ Ngọc cho chị đặt gạch. Cô con gái, cô con dâu nhé. Bác Liên này mua nhà gần nhà bà luôn đấy. À thế à. Cũng mua ở ngay đằng đấy. Một toner cho chị Hoài Thanh ạ. Hoài Thanh có luôn toner này. Một sen ngày em cho chị Nguyễn Lương ạ. Sen ngày phải đếm em nhá. Không là không có hàng nữa đâu. Không nhận cái này có lửa tiện thế chứ. Tiện. Thế thì mới bảo tiện cái này kể cả không tự phải trải phải cũng được. Còn mấy em ơi, dầu phủ bạc còn mấy? Không phải bao tay bao. Cho bác Trần Thị Đẹp có luôn dầu phủ bạc. Em còn một. Lên Hoa Anh Thảo, Hoa Anh Thảo có mấy hộp ấy lên cái gì? Em đã để một hộp hôm em dùng. Hôm nay em chỉ có mang 5 Hoa Anh Thảo và 5 mầm đậu nành thôi. Hoa Anh Thảo đây. Đang dùng với đứa nào khô khăn dùng đi, bác dùng cái này là cải thiện rõ rệt luôn. Thôi. Bây giờ 5 hộp em dành cho 5 chị em không để lại cho. Đợi em sữa rửa mặt có 5 hộp thôi, bán bao nhiêu bà bán nhá. Cái đấy em không có bán. Kèm cho các chị em mình thôi. Còn mấy dầu phủ bạc? Một ạ. Nước hoa Dior Mid Dior là em để là 200.000 5ml. Chị lấy chị lên cho em là H200 H200. H200 có 5ml thôi các chị, 5ml nhá. 5ml ạ. Em nói luôn là hàng chiết chứ em không bán pha ke ạ. Một toner cho chị Đặng Thu Hiền nhá. Ok chị Đặng Thu Hiền, kem chống nắng mình cứ lên là kem chống nắng kèm quà thôi, không cần phải comment cái gì dài dòng đâu các chị. Kem bé hết hàng rồi, kem bé em không còn.
Đấy, chị nào lấy H200 em cho chị Hoài Thanh 1 này. Cái này là mít Dior nha các chị nhá. Hôm trước chiết còn dư ra hộp, đáng ra là không định chiết ra. Cho chị một hộp hoa anh thảo nhé. Hoa anh thảo bao tiền kìa bà Ngọc ơi? Có 5 hộp thôi. Bán bao nhiêu con cho các chị bán. H200 em cho chị Nguyễn Ly này. Nhớ nhặt nước hoa ra nha em nhá. Cho một toner chị, ok chị Hoàng Hạnh có luôn một toner này. Chị Hoàng Hạnh có luôn một toner này. Chị nào chưa được các chị lên comment kẹo ngậm còn, kẹo ngậm ho còn. Kẹo ngậm ho là chỉ đếm 8 hộp ra cho chị Phan Tuyên rồi. Tuệ đếm rồi đúng không? Còn đâu để đợi em lát em lên cho. Nãy còn chị nào lấy nước hoa các chị lên là H200. Dầu phủ bạc còn mấy em nhỉ? Còn 1 ạ. Dầu phủ bạc em chỉ còn có một hộp duy nhất nhá. Chị nào mình lấy dầu phủ bạc các chị lên cho em dầu phủ bạc. Bảo cô lắm nay có khi phải lai muộn. Bao giờ? Comment vào đấy cho em là dầu phủ bạc cho em luôn ạ. 220 là 230 nhỉ? 220 ạ. 220 miễn ship dầu phủ bạc. Chị Đăng ơi có sen đêm không bao giờ có nữa. Sen đêm đợi sang năm nó ra bản mới. Nhá, còn cái bản đặc biệt của năm nay là hết dầu phủ bạc cho chị Bạch Tuyết kìa. Là hết luôn, dự bị cho người kia chưa? Ừ ok, thế để ra cho chị luôn đi. Tại vì cái này bán hộ Ngọc mình không thể nào mà mình để còn lại được. Dầu phủ bạc sử dụng như thế nào? Bà Ngọc đọc đi, bà Ngọc ơi, dễ lắm. Đây nó có hướng dẫn sử dụng hết luôn rồi các chị. Cho Ngọc hướng dẫn nhá. Đây nha các chị ơi, về nhà này. Các chị lắp cho em cái lược này. Xong các chị rút cái đằng sau ra. Đó, rút cái khóa này ra. Xong các chị bơm lên. Bơm cái này lên là bắt đầu dầu nó ra. Dầu nó bơm từ chai lên cái lược này này. Sau đó là các chị trải thôi. Đó. Về nhà các bà các mẹ tự trải được hết mà. Đâu có cần phải nhờ người đâu. Với cả sạch sẽ, không có cần phải dùng bao tay bao tiết gì cả. Sạch sẽ lắm. Còn khờ bà nào già quá rồi thì mình trải cho bà. Nhá. Dầu phủ bạc cộng H200 cho chị Mỹ Hoa Trương hết hàng không còn đâu nha các chị. Ok chị Mỹ Hoa Trương hết rồi. Hết luôn không còn. Nào hoa anh thảo bán bao nhiêu cho các chị đi. Cái này mà em hay nói với các chị em mình đấy. Em hay nói với các bác mình là Blackmore đấy. Cái mà em đang dùng ấy, Blackmore đấy các chị. Cái này thì thật ra này, sen ngày là 330 chị ơi, sen ngày 330 em bán chuẩn hàng đi bay nha các chị nhá. Cái này chị nào mà mình lấy các chị lên này, cho Ngọc bán nó có mấy hộp à? 5 hộp. Nhưng cái này thì nói thật em là chỉ có cao. Năm thôi. Chị được H200 chưa? Thảo Phương chưa thấy comment H200 mà nhỉ? Chị Thảo Phương comment lại giúp em đi ạ. Chị Thảo Phương em chưa thấy comment H200 của chị đâu. Chị comment lại hộ em nhé. Để em bấm tạo đơn cho. Đấy. Đà, Ngọc bán bao nhiêu? Cái này có mấy hộp để Ngọc ra giá thôi chứ em không bán nhá. Cái này các chị em mình nhờ cái em mua nhiều. Em còn có 5 mầm đậu nành và 5 tinh dầu hoa anh thảo. Hôm nay em mang lên đây luôn. Tiện em mang lên đây luôn. Ok chị Thảo Phương có H200 này. Hết vitamin chị ơi. Giờ mới xem được hôm nay có vitamin không. Trộm vía bé nhà mình ngày ăn hoài ý luôn ý. Ăn ngoài ý muốn luôn. Mày đọc nhanh quá mày. Ăn ngoài ý muốn tức là ăn được nhiều ngoài ý muốn luôn. Đừng ăn hoài. Đấy. Hoa anh thảo đây cho Ngọc chứ em không biết hoa giá anh đâu. Em chỉ biết uống thôi. Hả? Chưa nhận được em ơi. Nhận được 200 của tách. Chưa nhận được. Ngày hôm nay nha các chị nha. Ngày hôm nay em có 5 suất tinh dầu hoa anh thảo và 5 suất mầm đậu nành. Em dành tặng cho 5 chị. Mầm đậu nành hôm nay em sẽ để giá là 230.000 đồng, 229 đi. Còn tinh dầu hoa anh thảo duy nhất giá ngày hôm nay và có 5 chị thôi em sẽ để 468.000 nha chị nha. Các chị nha, bởi vì là hôm trước em vừa tính ra 495 xong. Em lấy uống còn 495.000 này. Hôm nay em để giá cho các chị là 468.000 đồng. Chỉ có 5 lọ thôi, 5 lọ. H200 là chị Nụ Nguyễn kìa. Còn mầm đậu nành sẽ là 229.000 nha các chị nhá. 229, em đang bán là 208. Thì hôm nay sẽ là 5 chị được mua giá 229. Còn tinh dầu hoa anh thảo sẽ là hoa anh thảo cùng mầm đậu nành cho chị Huệ Nguyễn kìa. Hoa anh thảo cho chị Phạm Thúy kìa. Tinh dầu hoa anh thảo tác dụng như thế nào? Cân bằng nội tiết ạ, nước nôi ạ, đẹp da, giảm mụn ạ, điều hòa kinh nguyệt ạ. Đó, em không bán nha mà là em uống. Nhưng mà đấy là những cái em thấy. Tinh dầu hoa anh thảo cho chị Ngọc Tâm ạ. Hoa anh thảo em cho chị Diệp Tường ạ. Hoa anh thảo em cho chị Đỗ Lệ Nhung ạ. Hết hàng các chị ơi không còn. Hết luôn rồi. H200 cho chị Nụ Nguyễn kìa. Chị ơi da em khô dùng serum mà chị. Em chưa dùng bao giờ. Đợi tôi tí tôi tư vấn lại cho. Ôi rồi hoa anh thảo bà mang 5 hộp bà mang làm cái quái khỉnh gì. Cả hàng trăm khách comment hoa anh thảo đây này. Thêm mầm đậu nành cho Phạm Thúy kìa. Một sen ngày cho chị Luyên Nguyễn kìa. Không còn tinh dầu hoa anh thảo nữa đâu các chị ơi, hết rồi. Chứ đừng có đi mua tinh dầu hoa anh thảo trăm mấy nhá. Nó chỉ có pha ke. Sao chị không được hả? Ôi chị Nguyễn Nhung có được đâu. Làm gì còn đâu. Còn mấy lọ mầm?
Em còn 3 lọ mầm đậu nành cái chị. Này bà nhìn đi, bà mang được 5 hộp mà cả trăm người người ta comment thế này thì bỏ cái gì này? Không phải đâu các chị ạ, hết hàng, cháy hàng. Dự là ngày mai phải có một chuyến bay về nữa thì đêm mai đáp đến Nội Bài thì ngày kia em phải có hàng. Lại lò dò ra người bán ấy gì? Lò dò sang bán. Các chị nhớ nhá, đây là 468 hay 486? 468. 468, sao mà nó bảo 495 là các chị em mình quạt luôn. Hết rồi, không còn đâu các chị ơi, không kịp chốt. À, không kịp chốt. Không chốt kịp. Khổ không đấy, đẻ không kiêng được, không chốt kịp luôn. Dạ được chị Huệ Nghiễm, Huệ Nguyễn là được rồi. Đấy các chị ạ. Huệ Nguyễn là được cả tinh dầu, cả hoa anh thảo rồi, cả hoa anh thảo, cả mầm đậu nành. Còn 2-3 lọ mầm đậu nành. Mầm đậu nành này uống chỉ mong đẹp da thôi, chứ các bạn đừng uống mong to rú nha. Em uống không có to rú. Phải có thời gian. Nó chả biết thời gian đâu, em nói thật. Phải uống nhiều. Các chị em mình uống cái này thì mướt mượt da này, đẹp da đấy các chị. Hết rồi, hoa anh thảo làm gì còn đâu các bác ơi. Ui giời đấy, giờ này vẫn các chị vẫn hoa anh thảo này, khổ thân các chị không? À, chuyến tới nhá, chuyến tới em sẽ mang nhiều à? Không có. Em mang được 5 hộp trong khi khách người ta đây này. Có mỗi hơn 300 người mà phải đến cả gần 100 người comment hoa anh thảo luôn. Đấy, nhìn đi, phải không? Chứ đâu phải nói điêu đâu. Khổ quá đi mất các chị ạ. Không có đâu. Một vitamin, không còn vitamin chị ơi, hết vitamin rồi. Chị thích hợp với... chị thích hợp hoa anh thảo. Em cũng thế mà bác Nguyễn Nhung, em cũng hợp cái đấy em uống. Kem lười còn bao nhiêu lên nốt là kem lười 250, còn mấy hộp em ơi? Nay nhận được quần bé, hạt điều nhà Giang, hạt rẻ cười nhà Giang ngon lại rẻ nữa, em cảm ơn bác Hải Ngọc. Hai loại này chị đang dùng ok lắm, cảm ơn bác Hoa Anh Đào. Còn bao nhiêu hộp kem lười, các chị lên nốt là kem lười 250 đi. Kem đêm đợi em, kem đêm chờ em chút xíu thôi bác. Dạ vâng, chị Hoài Thanh chuyển khoản. Mấy hộp? 14 ạ. Lên comment vào đây cho em là kem lười có ủ tóc luôn. Mầm đậu nành giá sao, mầm đậu nành bao nhiêu? Mầm đậu nành giá ngày hôm nay là 229 nhá các chị nhá. 229. Ủa, 220 mẹ đi còn 229. Ừ thì thôi 220. Em ơi sửa lại mầm đậu nành thành 220 thôi. 229. Sửa luôn vừa nãy chị nào đấy, hai hộp đấy. Sửa luôn. Mầm đậu nành 220 khỏi 229 nhá. 220 not 229. Kem lười em cho chị điều giản dị. Ok, chị điều giản dị có. Kem lười là 250.000. Kem lười này giới thiệu đi Ngọc ơi. Ngọc giới thiệu kem lười. Kem lười này nói chung là các chị thay tất cả các bước vào ban ngày, vào buổi sáng. Các chị chỉ cần bôi một lớp kem chống nắng và một lớp kem lười, quệt thêm tí son nữa là xinh luôn. Kem lười này nó cũng như là một loại dạng kem mà che khuyết điểm ấy các chị ạ. Nên là các chị không cần phải dùng thêm phấn hay bất kỳ một cái bước gì cả. Thế nên là người ta mới gọi là kem lười. Bởi vì ok. Được chưa? Có kem chống nắng lên, kem chống nắng kèm quà. Kem lười cho chị Hoa cỏ dại. Hai tuyếp kem chống nắng kèm quà cho Mai Hà. Giang còn gạ Ngọc. Ui bác ơi, đã lên đây rồi phải tri ân khách của em. Phải ôi, sâu sâu tí. Em giá dã man luôn. Mầm đậu nành cho chị Trần Thị Mận. Tri ân sâu sâu tí. Chị điều giản dị có kem lười rồi. Còn kem lười là 250 miễn ship. Kem lười cho chị Nga Dương ạ. Nga Dương có luôn này, kem lười cho chị Châu Phạm, kem lười cho chị Lê Thủy. Chị nào mà mình công việc của da mình nó nhiều khuyết điểm, kem chống nắng kèm quà cho chị Dương Ánh, kem lười cho chị Nguyễn Ngọc Anh, kem lười cho anh Hương Trần, kem lười cho Đào Mến. 250 miễn ship nha, trước 310. Trước 310. Dạ 250 miễn. Mầm đậu nành em cho chị Ngọc Tâm. Các chị chịu khó uống vào các chị ơi. Kem lười em cho chị Nam Nguyễn, kem chống nắng kèm quà cho Nguyễn Yến, kem lười cho chị Minh Thông. Còn bao nhiêu hộp kem lười em ơi? 4 hộp kem lười, cuối cùng một hộp đấy là còn cả hộp này mới là 4 đúng không? Kem chống nắng ok cho chị Nguyễn Thúy. Kem chống nắng là 188.000. Kem chống nắng của em là kem chống nắng 3 trong 1. Thứ nhất nâng tông, chống nắng, chống tiêu UV, bảo vệ da, kháng nước luôn ạ. Không gây bết rít gì nhá. Và nó có thành phần vitamin E dưỡng da luôn. Kem chống nắng kèm quà ok chị Lan Còi có luôn ạ. Ok Minh Thông chuyển khoản. Em cảm ơn chị Ngọc Bảo nhá. Mầm đậu nành cho chị Thúy mini kìa em kìa. Hết luôn mầm nhá các chị nhá. Mầm hết rồi đấy. Có vài hộp cứ lò dò mày 229 rồi rách ruột. Hết mầm đậu nành. Kem chống nắng kèm quà cho chị Huệ Nguyễn có. Cho chị Ngân Phạm có. Serum cho chị Thảo Phương có. Thảo Phương serum là còn mấy lọ serum tới đây mà. Đếm serum nhá. Có son bơ không cho chị một thỏi son bơ. Lát nữa mua sữa rửa mặt đi em tặng kèm cho mấy suất. Em ơi còn bao nhiêu suất son bơ? Còn 2. Đây này hai hộp đây này. 40 ạ. Đấy thế hôm qua đếm kiểu gì? Thế thì được. Kem chống nắng ok chị Lan Nguyễn ạ. Lan Nguyễn có luôn nhá. Chị nào mà mình lấy em ơi đưa cho chị sữa rửa mặt Susi. Sữa rửa mặt các chị đừng so sánh giá. Kem lười cho chị Ngọc Hà Nguyễn Thị. Ngọc Hà Nguyễn Thị có. Son bơ này em tặng cho chị nào mua sữa rửa mặt này. Nhưng mà chỉ được bao nhiêu suất đếm nhá. Sữa rửa mặt này thì em nói thật luôn là dùng sướng lắm. Nó đúng như cái tên gọi là sữa rửa mặt. Nó loãng, nó nhẹ.
các chị rửa, các chị massage một tí, nó làm sạch dịu nhẹ cho các bác mình. Da các chị em mình sáng đều màu, cho các chị ủ môi như hết hàng rồi, viên đặt em còn chưa lên, kem lười. Ủ môi không. Người ta hôm nay người ta... Thế à? Ủi, ủ môi mini mini. Không mini nhưng mình người ta mang lên tặng các chị. Kem chống nắng, kem quà cộng kem lười, ok chị Phạm Hòa. Chị cứ ngồi yên đấy, đợi viên viên đặt chờ em. Sữa rửa mặt đừng lên là sữa rửa mặt, nếu như lên sữa rửa mặt là 150.000, chị chỉ được một tuýp sữa rửa mặt thôi. Nhưng chị phải comment cho em là S150. S150 thì chị sẽ được tặng một cây son bơ. Nào em ơi, đưa chị một cây son bơ. Lên giúp em là S150 nhá. Này cái này thứ nhất là làm sạch dịu nhẹ, mềm da, không gây kích ứng, không bị căng da cho các chị em mình, và giúp da các chị em mình trắng sáng đều màu. Lên giúp em là S150, 150.000 một tuýp. Em tặng kèm cho các chị em mình một cây son bơ cho các chị em mình luôn này. S150 ok chị Ngọc Hà, Nguyễn Thị 1 này. Em cho chị Khuyên Trương 1. Các chị em mình cho chị Hoàng Chi 1. Khách nhà em còn mua 12 tuýp mua hộ luôn khách lẻ. Thì các chị biết kinh dị như nào. Ok cho chị Điều Giản Dị 1, cho chị Diệu Hoa 1, chị Trần Thị Đẹp 1, cho chị Thiết Mộc Lan 1, cho chị Hoa Mai 1 suất, Minh Minh Châu 1 suất. Lên vào đấy cho em là S150, cho chị Nguyễn Hồng 1 suất. Sữa rửa mặt này dùng da đã lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Nhung ạ. Cho chị Thùy Dung 1 suất. Cho chị Châu Phạm 1, cho chị Hương Đặng 1. Thiết Mộc Lan có rồi mình ơi. Lên vào đấy cho em là S150 nhá. 150.000 một tuýp sữa rửa mặt này. Cho chị Lan Còi 1 suất, nhà em là ông chồng nhà em là nghiện sữa rửa mặt này luôn này. Cho chị Duyên Lê 1 suất. Đéo mẹ đi đâu có thể quên không mang son cho vợ, nhưng sữa rửa mặt là ông ấy nhớ à. Ok cho chị Thúy Kim 1 suất. Duyên Lê có rồi ạ, lên cho em là S150 ạ. 150.000 một tuýp, em tặng kèm cho các chị một cây son bơ miễn ship. Còn được ít nữa thôi nha các chị nhá, không còn. Cái này là mày Ngọc còn mang thêm ít son bơ nữa chứ không làm gì còn hàng. Kem chống nắng chị Anh Kim, nhắn cho em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn. Cho chị Nguyễn Thúy Hoàn có luôn này. May quá hôm sinh nhật Giang săn được 2 tuýp bác Ngọc Khánh. Sữa rửa mặt này dùng thích lắm, em cảm ơn chị Mai Duyên ạ. Các chị feedback nhiều dã man luôn vì em nói thật. Khi em bán cho các chị 220, 230 một tuýp, em tặng đây có 150. Cho bác Phạm Dũng có luôn 1 suất này. S150 là một sữa rửa mặt, em tặng cho các chị em mình một cây son bơ. Rồi qua cho các chị em mình còn phải lên mẫu liên tục. Đừng lên là sữa rửa mặt. Nếu như chị lên là sữa rửa mặt là chỉ được nguyên cái tuýp sữa rửa mặt không thôi, không có được tặng kèm đâu. Nên chị hãy lên cho em là S150. Đấy, tức là mình được sữa rửa mặt, còn mình được tặng thêm cây son serum em cho chị Nguyễn Ly, là được tặng thêm một cây son dưỡng bơ nữa. Nên là có tội gì đâu, chỉ cần comment đúng mã cái là các chị em mình có lợi, chị em có lợi gì đâu. Ok chị Yến Hà, em chỉ có mỗi cái lợi này này. Đấy, chị Yến Hà có luôn S150 rồi. Thì về đúng rồi còn gì nữa. Các chị một comment sữa rửa mặt là nhân viên nó chỉ đặt cho các chị, chốt cho các chị mỗi sữa rửa mặt không thôi. Ok cho chị Bạch Tuyết có S150 này. Chưa nhận được đơn sữa rửa mặt nay lại mua tiếp. Cho chị Nguyễn Ngàn có S150 này. Ok S150 cộng kem chống nắng kèm quà cộng kem đêm. Ok chị Nguyễn Lam này, sữa rửa mặt chị không lấy, mua 2 thỏi son. Ôi dồi bác ơi, không còn son, son em để đây em tặng kèm cho các chị em mình được thôi. Cho chị Minh Thông có luôn S150. Xem là của chị Hoài Thanh là có những sản phẩm gì thôi. Toner cộng với H200. Chị Hoài Thanh S150 em cho chị Thanh Vân Trần. Toner em có rồi, chị lên là toner 199. Cho chị một kem đêm nhé, chị bận không xem được. Ok chị Thanh Loan một kem đêm. S150 em cho chị Hà Nguyễn này. Hà Nguyễn có luôn ạ. Chị nào chưa được các chị lên cho em là S150 nhá. 150.000 miễn ship, tặng kèm cho các chị em mình một lọ, một cây son bơ cho các chị em mình luôn. Serum còn mấy em? Còn có mấy? Kem chống nắng kèm quà ok chị Nguyễn Thúy. Hà Nguyễn có S150 rồi, toner ok em cho chị Yến Hà. Còn 6 hộp serum S150 chị Nguyễn Thúy. Nguyễn Thúy có luôn ạ. Son bơ em không bán bác ơi. Son bơ có đâu mà bán bác, còn có ít em cho nốt em tặng kèm sữa rửa mặt là hết ý mà. S150 cho Mai Hà. Ok chị Mai Hà. Serum cộng với cả S150 ok chị Luân Tranh. Ok Luân Tranh, serum là còn 5 nữa. Serum 200.000. Còn 5 hộp serum là hết, chị nào chưa được các chị lên comment nhá. Có chị nhường son cho. Ok thế chị Hoài Thanh kìa. À nghĩa là sao? Chị nhường son cho người khác, chị Hoài Thanh là sao nhỉ? Không, chị không có lên sữa rửa mặt đâu. Serum là 200.000 chị ơi. À ui giời, ư được, thế bấm đi, bấm đi em ơi. Được ok chị Hoài Thanh ạ. À. Rồi ôi. Được nhá chị nhá. Rồi em lại sướng quá. Em lại mừng quá. Rồi serum là 200.000 chị ơi, còn có 5 hộp serum thôi. 5 lọ serum là em hết luôn à. Tiếp luôn này. Lên ui nhưng mà cái này có đắt không? Bây giờ hỏi xem nhiều chị thích không đã. Có chị thích không? Có chị nào thích không? Dạ vâng, ok chị Hoài Thanh. Có chị nào thích không?
Các chị nào mình thích không? Này em bán cho cái này là nhị hoa nghệ tây, hay còn gọi là Safarong nữa các chị. Serum chị Hoàng Duyên. Có được, được chị Hoài Thanh ơi, được nhá chị nhá. Đây. Lọ thủy tinh luôn nha, không phải là lọ thủy tinh, không phải là lọ nhựa. Đấy đây các chị nhìn này. Có chị em nào mình thích cái khoản này không? Hôm trước em nói với các chị đấy là em nhờ Ngọc lấy hộ về để xem có ngủ ngon hơn không. Không ngờ nó ngủ đéo biết chả biết ăn gì luôn. Đúng rồi, Safarong ạ. Nhưng nó có ít thì không có nhiều đâu. Cái này thì thời gian gần đây này em like này, em lại các chị em mình thấy em hay uống nước nóng đấy. Là em cứ lấy ok S150 cho chị Thúy Mini, xong em cứ uống một cốc nước nóng xong em cho độ sợi hai sợi vào. Em cho một sợi hai sợi vào thôi các chị. Với một cốc nước hãm ra là các chị em mình uống được. Các chị có thể mang các chị uống cả ngày cũng được luôn. Đẹp da. Cái này cũng cải thiện nội tiết rất là tốt luôn cho các chị em mình luôn nha các chị nhá. Hả? Kem đêm là 195 chị ơi. Có bán không? Sen thì sen chị nào? Sen có chị nào các chị bán không? Có chị nào có các chị em mình mua không? Rất là nhiều chị sang bên nhà em Ngọc đang mua cái lọ là 150.000 một lọ này. Khách nhà em ấy, khách nhà em là dò sang bên nhà Ngọc mua đấy các chị. Nhớ cho em nhá, nó là lọ thủy tinh đây này các chị này. Một lọ này là 1 gram. Chị hai tuyếp kem chống nắng kèm quà. Ok bác Phong Nguyễn ạ, kem chống nắng chuẩn bị hết hàng, các chị em mình chốt nhanh nhá. Cầm, cái này cầm máy đi, cầm máy quay. Cầm máy quay à, quay cam quay cam sau chứ. Ờ cam sau để cho các chị nhìn thấy cái sợi này. Đó. Đấy các chị nhìn cho em luôn nhá. Tối thế. Đây rồi. Các chị nhìn thấy chưa? Sợi to nhá. Không phải là hàng vụn. Iran luôn. Chuẩn cho các chị em mình hàng xịn. À, có kem ngày, à, quên kem đêm là kem gì? Một kem đêm em cho chị Liễu Bùi, kem chống nắng cho chị Trần Kim Dung. Đúng rồi, em uống loại này. Đúng rồi, em uống loại uống à uống này uống thích lắm. Em uống 1 năm rồi đấy bác Nông Thị Dự. Đây em bán cho các chị em mình luôn nhá. Cháu phải để lại luôn 5 hộp. Thôi, có 34 lọ thôi. Thế thì 34 phải để lại 2 lọ. Không, thôi có 34 lọ. Hết rồi, cái lọ nhà hết rồi, còn đâu? 34 lọ chia cho được là hai chị là à được chia hai là được bao nhiêu chị? Bán một cặp luôn đi. Bán cả 2 lọ luôn. Thế thì bán 16 thôi. 34 là 16, còn đây chị để đây rồi. 34 là 16 không, chị để 2 rồi. Không, bán đi. 34 là thì chuyến xong về là chẳng 16 thì sao? 32 hộp chẳng 16 combo. Có mà chúng mày sai á. Chả là 16 combo, 16 set. 24 chị em nghĩ là 24 nên là chia thành 12 gì? Đây tức là 34 hộp thì mình để lại 2 hộp đây nha các bạn. Thì là còn chốt cho được 16 người. À, kem chống nắng chị Trần Kim Dung có ok chị Trần Kim Dung này. Thôi mình bán đi. Ủ môi còn ủ môi mini chờ em. Cho các chị em mình luôn nhá. Em đang bán 150 một hộp nhá. 150 một hộp đấy là việc của bà về nhà bà bán. Đã lên đây rồi đừng có bán lãi cao. Không ý là đang một đấy. Chứ bây giờ bán bao nhiêu? Đã bán cho bao nhiêu khách 150 của mình rồi. À giả các chị ơi. Chị nào mua? Ủ mỗi đợi em ạ. À, hai lọ kẹo biếng ăn không còn chị ơi, vitamin biếng ăn hết rồi. Em cho các chị em mình luôn nhá. Đến mới nhất đấy nhá các chị nhá. 100 đến mới. 195.000 đồng hai hộp. Nhớ cho em là hộp của nó nhỏ nhỏ xinh xinh như này này, bóc qua chọc đi. Đây đây. Em ơi pha cho chị. Đây các chị. Đã để lại luôn rồi thì cần thì bóc, không cần không cần bóc ở đây nữa, đây mình bóc luôn cái này rồi các bạn ạ. Đây lên comment ở đây cho em luôn. Chứ đừng đi mua ham những cái hàng rẻ làm gì các chị. Đây sợi nó phải ra sợi luôn nha các chị. Ủ môi mini chưa lên chị ơi. Comment ở đây cho em luôn là mã. Cái này các chị lên comment cho em luôn là mã. Đừng lên dài quá. Lên vào đây cho em luôn là T195. 195.000 là hai hộp cho các chị em mình luôn ạ. Nói nên các chị em mình có thể mua về các chị em mình dùng thử. Mình không có điều kiện mình mua cả lạng cả cân đúng không ạ? Lô đây các chị ạ. À, kem đêm, đúng rồi kem đêm là kem juicy. Nói đi các chị em mình thật sự luôn kem là mình lỗ thế. Cái mình không có điều kiện để mình mua cái cả cân cả lạng về đúng không? Thì mình mua thử về mình dùng cho em luôn nhá. Mỗi một lần dùng lâu mà. Cái này cũng dùng được tương đối là lâu. Tại vì mỗi một lần em pha một cốc nước em chỉ thả có hai sợi thôi. Đúng rồi. Mà đấy chỉ thế thôi. Là nó vàng ra luôn cả cốc luôn đấy các chị. T195 em cho chị Nguyễn Nhung một này, cho chị Bích Lê có này, Thiết Mộc Lan có này, Nguyễn Thị Tuyết có này. Cái này rất tốt cho chị em mình, đặc biệt chị em phụ nữ luôn. Cho chị Hoa Anh Đào có luôn này. Lên giúp em là T195 nha các chị. Công dụng của kem lười á, là em lười bôi những cái gì thì em dùng cái đấy nó có hết. Tức là nó có trắng da, nâng tông, mướt mịn, thay cái lớp make up bình thường luôn.
Em chỉ cần vã lớp đấy là em ra ngoài tự tin nếu như da em nhiều khuyết điểm. Nhá. T195 cho chị Nguyễn Minh Anh có, cho chị Thùy Linh có, cho chị Thanh Hoài có. Các chị lên vào đấy cho em 195 là hai hộp mình ơi. Hai hộp nhưng không mất ship cho các chị em mình nữa luôn. Em giá dã man luôn. Ép chứ, mẹ may còn chưa ép xuống 189 rồi. Còn cho được thêm 6.000 nữa là được rồi đấy bà. Đó luôn, lên vào đấy cho em là T. Quá kinh khủng. T195, ai bảo lúc đầu ra like rõ ràng nói là mang hẳn 150 mấy triệu đúng không chị? Cho chị Đào Nguyệt có luôn, ok chị Bích Lê chuyển khoản. Đào Nguyệt có luôn T195 này. Bột trắng răng đi chị ơi kìa, từ đợi em một chút đợi xíu. Đợi tí. Nhá các chị nhá, đợi em chút xíu. À, cái này nó là Savarong mình ơi. Nhị hoa nghệ Tây, T195 cho chị Thúy Kiều. Kem lười là 250.000 nhưng hết rồi sao đúng không? T195 em cho chị Nguyễn Nga có, T195 cho chị Nguyễn Thị Hòa. Kem lười là 250 còn 3 hộp thôi nhá. Đấy. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên nốt cho em là T195 còn bao nhiêu suất nữa mình ơi? 4. Trừ cái này chưa? Rồi. Trừ rồi đúng không? Ờ còn 4 suất nữa thôi. T195 cho chị Ngọc Hà, Nguyễn Thị. Uống như nào? Cái này đơn giản lắm bác. Cái này bác chỉ cần cho nếu như bình thường bác hãng như pha trà một cốc nước. Cốc nước sôi bác giả cho em 2 sợi vào rồi bác uống như bình thường thôi. Đặc biệt tốt là uống chống nắng, chị lên là kem chống nắng kèm quà em lên rồi đấy ạ. À, kem lười em cho chị Trần Thị Mận nhỉ. Đấy là các chị em mình gọi là thả 1-2 sợi vào trong cốc nước các chị em mình uống cho em. Nếu như các chị đi làm công sở các chị có thể mang đi uống thay cho em nước cả ngày luôn. Đấy nhá chị nhá. Ok kem lười cho chị Nguyễn Mai là còn lại một kem lười đúng không? Là còn lại một kem lười đúng không? Kem lười cho Nguyễn Thúy Hoàn là hết luôn kem lười kìa. Hết luôn kem lười, hết kem lười rồi chị ơi, kem chống nắng kèm quà cho chị Huyền Huyền. Cái này còn chị nào chưa được các chị lên là T195 nhá. Với cả cái này nó ngủ ngon này. Các chị đẹp da này. Các chị trộn với sữa chua đắp thì thôi rồi. Nếu như cái này mà các chị đắp mặt được nữa thì sướng lắm. Tức là các chị em mình nó như mà tiếc các chị ạ. À, kem lười em hết hàng mất rồi. Dây răng đeo có 120 củ đấy mà. Không còn, dây em đeo không bán. À, hết kem lười rồi chị ơi, không còn kem lười đâu đấy. Hết kem lười thì mọi người có thể chuyển sang sen đi. Kem chống nắng là 188.000. Em tặng thêm một cái áo là để khuyến khích đẩy mạnh cái tinh thần tự giác mà dùng kem chống nắng đi. Không đến lúc không cứu vớt được làn da đâu. Dù đắt dù rẻ kem chống nắng các chị em mình nên dùng ngày 1, ngày dùng 2 lần, 3 lần. Rồi còn mấy combo T195 nữa em ơi. 1, 2, 3. Đấy chị nào chưa được các chị lên là T195 nhá. Ok cho chị Hương Cao có luôn hai hộp đấy. Lọ thủy tinh luôn các chị. Lọ thủy tinh luôn nha các chị nhá. 195.000 hai hộp. Nét đến 2024 luôn các chị ạ, dùng thoải mái. Đấy các chị em mình mua đấy combo về các chị dùng thử. Ngủ ngon này, đẹp da này. Nói chung là cái này công dụng của nó kinh khủng lắm. Người ta quảng cáo thì nhiều lắm nhưng có cái là em thấy ngủ ngon thật. Hôm nay còn ngủ mẹ đấy. T195 cho Ngọc Dân Bùi. Hôm trước em phải nhờ Ngọc lấy đấy các chị. T195 cho em nhá. Ngọc Dân Bùi có rồi không? Còn một combo nữa. Còn một combo. Còn đây để mang về. Em hôm trước em lấy về nhà em dùng gần hết rồi. T195 cho em. Kem đêm là 195.000. Kem đêm mình lên là kem đêm 195. Kem ngày là 185.000. Sen ngày là 330. Cho chị một sen ngày nhé. Ok chị cấn nụ. Tết nhất đến nơi rồi các chị em mình ra ngoài muốn xinh xắn. Thì ngày đến tối đến mình chịu khó mua hai kem chống nắng được tặng quà. Một kem chống nắng cũng được tặng, một kem chống nắng được tặng một áo, hai kem chống nắng được tặng hai áo, yên tâm cho em luôn. Tinh dầu hoa anh thảo vừa hết xong chị ơi. Tinh dầu hoa anh thảo vừa mới hết xong chị ạ. Nào tiếp tục có chị đến là trắng răng kìa, bà Ngọc lên trắng răng đi. Trắng răng. Được. Để cho Ngọc lên trắng răng tí nha các chị, sao mà táo thâm này. Sao mà nhiều chị. Thâm nhưng ngọt là được rồi nhé. Thâm nhưng ngọt là được rồi. Đây, nhiều chị hỏi bột trắng răng đây. Hỏi từ chuyến trước em lên nhà Giang đã nhiều chị hỏi rồi, sau là nhiều chị cũng sang bên Facebook của em hỏi. Bao nhiêu bà cứ vào hỏi em là bán bột trắng răng. Bột trắng răng. Kem ngày cho chị Mai Hà kìa, kem ngày bột trắng răng này là làm từ lá ổi nha các chị nhá. Hoàn toàn là đều thiên là nhiên. Mọi thứ đều là từ thảo mộc hết. Nên là và cái nguyên liệu chính của nó là từ lá ổi. Dùng cực kỳ là thích luôn. Và khi các không nó có khóa đây rồi. Và khi các chị sử dụng là về nhà thì các chị sẽ chấm. Các chị lấy kem đánh răng như bình thường và các chị chấm vào bột này. Sau đó là các chị đánh luôn lên răng. Và sau khoảng một tháng thôi thì các chị sẽ thấy là răng bật tông luôn. Thậm chí là khách nhà em có những người bảo là không cần phải đi lấy cao răng nữa. Thực sự là cực kỳ là tốt luôn. Hàng này là hàng của Thái Lan. Và trước đây là em bán nói thật là trước đây là 180.000 một lọ luôn. Bởi vì là giá cực kỳ là cao. Giá cực kỳ là cao, không hề rẻ tí nào. Hôm nay thì lên đây bán bao nhiêu cho các chị? Lại Giang còn mặt nạ gói 30 miếng nữa không? Em còn chị Như Trần không? Giang đó, ép giá em thôi mà chưa. Bao nhiêu mà bán bao nhiêu, bán cho các chị bao nhiêu nào? Lại miễn ship nữa.
Kèm đơn thôi, tôi chỉ bán kèm đơn thôi. Kèm đơn cho các chị có đơn thì được. Kèm đơn thôi, không bắt bà phải bỏ chi ship mã này nữa được không? Được. Thì là chỉ kèm đơn thôi. Thế thì được. Vì thế nó thì em để luôn cho các chị là thôi nhá, những chị nào mà xa nhà em mua 150, 180 rồi thì đừng có tị nhá. Hôm nay thì em sẽ để cho các chị là 99.000 một lọ. 99.000. Chị nào lấy lên 99 nhưng mà chỉ kèm đơn thôi, không được kèm miễn ship đâu. Thôi, không được miễn mình ship có thể đâu. Kèm những sản phẩm, đưa chị cái kéo, đưa cho bác cái kéo gì. Mình có thể lấy kèm kem chống nắng, kem đêm ạ, à, sên ngày ạ. À, hoặc kem là kèm những cái sản phẩm khác cho em luôn ạ. À, hoặc là kèm thêm ủ tóc các thứ nhá các chị. Hàng này là hàng em tự bay sang Thái em lấy nhá các chị nhá. Bột trắng răng. Chị dùng toner trước, kem đêm sau, đúng rồi chị ơi. Rửa mặt xong đến toner đến serum xong rồi đến kem đêm khóa ẩm. Đấy, chị nào lấy bột trắng răng các chị lên cho em luôn. Đây các chị này. Lên cho em là bột trắng răng 99.000 ạ. 99.000 thôi thì những chị nào mà sai như em là mua. Mùi bạc hà nữa. Bạc hà pha với lá ổi. Thơm lắm, các chị không? Thơm. Đó. Cái này có khi hết các chị nha, các chị nha. Đúng rồi, hết hôi miệng này, sạch cao răng luôn này. Và các chị đừng có nghe như cái kiểu là tinh than tre ở trên TikTok các kiểu nhá, đang bị bóc phốt đấy. Bóc phốt thật ra là cái đấy dùng cũng được. Cái đấy em thấy dùng cũng được nhưng có cái là nó hơi đen nữa. Ừ, đấy. Mình phải cẩn thận. Đây, các chị sẽ dùng cái sản phẩm này. 99.000 một hộp nha các chị nhá, kèm đơn. Nào, hôm nay thôi. Lên luôn là kẹo bột là trắng, lên cho em là trắng răng là được không? Trắng răng em cho chị Hồng Phượng 1, Nguyễn Thị Len 1, Trâm Mi 1, Mỹ Hoa Trương 1, cho chị Thùy Linh 1, Nguyễn Thu 1, Hoa Anh Đào 1, em cho chị Hương Lương 1, cho chị Linh Mạnh Nguyên 1, Thảo Phương 1, để có một hơi thở thơm mát hãy thử đi các chị. Cho chị Thảo Phương có Lan Nguyễn 1, Liễu Bùi 1, Mai Hiền 1, Dung Lê 1, Thanh Hoài 1. Thanh Hoài 1 cho chị Nguyễn Minh Anh 1. Chị Liễu Bùi có rồi ạ. À. Em cho chị Phạm Linh 1, Ngọc Dân Bùi 1. Cho chị Thúy Kiều 1, chị Nam Nguyễn 1, chị Bích Lê 1, cho chị Bạch Tuyết 1, chị Hương Lan 1, cho chị Hà Nguyễn có ạ, hết vitamin rồi mình ơi. Cho chị Diệu Hoa 1, cho Tuyển Min 1, cho chị Lê Lê 1 trắng răng, kem tại quên Nguyễn Thanh Thúy có, Phạm Thùy có, Minh Tông có. Cho chị Yến Nguyễn có, Ngọc Hà Nguyễn Thị có. Ngọc Hà Nguyễn Thị có này, cho chị Trần Kim Anh có, Trúc Vân có. Em cho chị Thoa Triệu Thị có, Nguyễn Thanh Thúy có rồi, Thanh Ngân có. Thêm một cho chị Hoa Anh Đào, một cho chị Hoàng Chi ạ. Minh Thông có rồi đấy, nay thỏa mãn các bác mình rồi nha. Đấy, thỏa mãn các chị, cho chị Trần Kim Dung có, Dinh Nguyễn có. Thỏa mãn các chị em mình chưa? Chả suốt ngày nào cũng vào. Giang ơi, Giang lấy bột trắng răng nhà Ngọc về bán đi, dùng thích lắm. Giang không okay. Bán, nhưng mà hôm nay em mang lên đấy các chị. Mặt nạ cộng trắng răng cho chị Đào Mai, serum cộng trắng răng cho chị Nguyễn Thị Nguyện. Ngày nào chả có các chị vào hỏi. Giang nó bảo là em mua bán, vì em bán răng sứ tự dưng em quảng cáo thế thành lố. Cho chị Phạm Mai có, Trúc Vân nhắn địa chỉ điện thoại và tin nhắn đi chị ơi. Hai hộp cho chị Hương Nguyễn, một cho Luân Tranh, viên đặt chờ em chị ơi. Thêm cho chị Hương Lương ạ. Em nói luôn này, chứ em bây giờ em dùng răng sứ, mặc dù em cũng đánh, nhưng bây giờ em dùng răng sứ em không muốn không tiện quảng cáo. Bây giờ lại bảo rằng là ui mẹ chị răng chị thì răng sứ, chị bảo chị đi bán bột trắng răng, nghe nó nực cười nên em không có bán, em chỉ có dùng thôi. Ủ tóc cộng trắng răng ok, chị Nông Phượng trắng răng, chị Ngân Phan có. Không còn vitamin đâu chị Phạm Miền ơi, khổ thân kìa, trắng răng với... Một toner cho Yến Nguyễn nhá. Làm thì cứ bấm tạm trắng răng với cả vitamin cho chị Phạm Miền nhá. Ok chị Phạm Miền. Có khách nào xả đơn. Kem nẻ chân tay có, đợi em ạ. Trắng răng em cho chị Băng Băng có luôn ạ. 99.000 một hộp. Cái này vừa thơm nữa các chị, thơm. Nó mùi thơm mùi lắm. Thảo mộc nhá. Trắng răng cho chị Ngô mộc. Quỳnh Trang ạ. Đấy, như các cụ ngày xưa là hay giã lá ổi ra ấy các chị. Giã lá ổi ra để đánh răng, để cho nó trắng răng ấy. Hoa Anh Thảo em có bán đâu chị. Đây sẽ là bạc hà trộn với lá ổi luôn. Đây là đánh trắng răng cực kỳ là thích. Sau một tháng là các chị thấy bật tông rồi à. Trắng răng cho chị Phạm Minh Minh. Hôm trước có chị nào còn bảo mới mua nhà Ngọc về dùng có 2 tuần nó trắng hơn. Ừ đấy. Chẳng biết đâu. Xong cứ gài em bán mà em có bán đâu. Mà 150.000 một lọ các chị ạ. Mà thôi hôm nay ra nó ép giá em đó. 99.000 kèm đơn. Cho chị nào tiện chốt thì chốt. Kem nẻ của bé em hết rồi. Kem chống nắng kèm quà ok chị. Cỏ đậu phộng. Cỏ đậu phộng có luôn này. Trẻ em có dùng được không? Sâu nhà em dùng đấy chị. Sâu nhà em dùng luôn. Bột trắng răng em cho chị Vui Trần có. Cho chị Hoàng Minh Hương có. Em cho chị Kiều Diễm có. 99.000 nhá. Từ 6 tuổi mà các chị. Từ 6 tuổi thôi mà nó hoàn toàn từ thảo mộc thôi trẻ em. Sâu nhà em đang dùng đấy gì? Đâu có sao đâu. Sâu nhà em nó dùng. Cho phải cho sâu dùng cái đợt từ đợt nhưng mà các chị em mình kiểu phải biết đánh răng cơ, nó cứ phải 6 tuổi phải như sâu nhà em. Còn rồi này à? Phải như sâu nhà em ý các chị ạ. Còn các lọ cuối cùng. Hai lọ em cho chị Hương Trần kìa. Còn 3 lọ. Đấy, nhưng mà sâu nhà em thì tuần em chỉ cho đánh có lần thôi à các chị, lần 2 lần thôi. Cho kiểu nó thơm, cho nó đi học bạn bè, cho nó cũng gọi là nó tự tin hơn đấy các chị. Còn đấy.
Còn chị nào chưa được nữa các chị lên comment nhé. Trắng răng em cho chị Thanh Nhạc có luôn này. Để lại cho chị hai lọ nhé, để hai lọ mang về quê. Thôi bán đi, đến kia kìa. Cho chị, ok, cho chị Nguyễn Thủy Dung có này. Cho chị Lan Còi có này. Chị Hoa Bỉ Ngạn có này. Hết vitamin rồi, cho chị Ngọc Lương có. Hết hàng rồi. Hết rồi, trắng răng không còn nữa đâu nhá các chị nhá. Trắng răng hết hàng, trắng răng em bán cho các chị kèm đơn vào đấy cho các chị thôi. Cho các chị nào, cái này là mặt nạ ngủ sao, cái này là bản mini à? Mang lên bản mini tặng các chị thôi. Cho ủ môi này, trắng răng hết hàng rồi mình ơi, kem chống nắng kèm quà cho chị Trang Nguyễn Thị Thu. Hết trắng răng rồi các chị, không còn trắng răng. Ủ môi mini bán kèm cho các chị có đơn rồi thôi. Chứ chị cũng không có miễn ship được cho các chị em mình đâu nhá. Cho các chị em mình em tặng luôn, tặng cho các chị em mình 55.000 kèm đơn. Lên cái này luôn, nhớ chị nào lấy kèm. Tí nữa cái đấy lên sau đấy, 55.000 kèm đơn cho các chị em mình luôn, ủ môi mini nhá. Đừng so sánh với pha ke ạ. Cái này em đã hướng dẫn trắng răng hết rồi. Trắng răng có dùng với, có chứ chị. Mình phải dùng kem đánh răng, đánh răng xong rồi mình bóp kem. Các chị lấy kem đánh răng như bình thường, xong các chị chấm vào bột, xong rồi đánh luôn, không cần phải qua nước nữa. Hết hết trắng răng rồi. Đánh luôn. Lên là ủ môi 55, đừng lên là ủ môi mini, mà lên giúp em là ủ môi 55 đi, xong em bấm cho. Chuẩn cú pháp hộ em nhá, có vài hộp à. Có vài hộp cho chị. Đấy, ở nhà em còn. Em ơi đưa chị cái hộp đây để chị, để chị bấm. Lên là ủ môi 55 nhá. 55.000 em bán kèm đơn cho các chị thôi, để đây cháu thả. Ủ môi 55 à. Ủ môi 55 mà chị Trần Kim Dung có. Cho chị Phạm Linh có. Cho chị Minh Thông có. Cho Ngọc Hà Nguyễn Thị có. Em cho chị Diệu Hoa có. Cho chị Linh Mạnh Nguyên có. Em cho chị Hương Lương có. Ủ tóc cộng ủ môi, ok, chị Thương Híp có. Chị Hương Lan có. Hương Lan có luôn này. Ok, cho chị Nguyễn Huệ có này. Cho chị Tuyết Mai Phạm có này. Cho chị Mai Lan Đinh có này. Hai lọ, ok, cho chị Hương Trân này. Một cho chị Hoàng Ánh Nguyệt này. Một cho chị Khánh Ngọc này. Một cho Nguyễn Nga này. Một cho Đinh Thị Huệ này. Ủ môi dùng như nào? Dùng cho em như son dưỡng thôi chị. Cho chị Nam Nguyễn có luôn này. Lên giúp em là ủ môi 55.000 em kèm đơn cho các bác mình kèm vào đấy nhá các chị nhá. Thảo Phương có ủ môi cộng ủ tóc luôn, ok chị Thảo Phương rồi. 55.000 cho các chị em mình. Tức là nó kể cả nứt nẻ chảy máu luôn ý. Các chị em mình dùng cho em ạ. Tối đến các chị em mình đi ngủ các chị bôi cho em một lớp nhẹ nhàng thôi. Còn nếu như môi các chị nhiều da chết, các chị bôi cho em một lớp dày hơn một chút xíu. Sáng hôm sau dậy các chị rửa mặt, các chị lau đi nó ra hết cả da chết. Mà môi các chị hồng hào mịn màng luôn. Ok, cho chị Dinh Nguyễn một này. Thêm một ủ môi cho chị Ngọc Hà Nguyễn Thị. Một cho chị Trâm My này. Một cho chị Nông Phượng này. Rồi còn chị nào kem chống nắng kèm quà chị Trang Nguyễn Thị Thu có rồi chị ơi. Kem chống nắng kèm quà Trang Nguyễn Thị Thu có rồi. Đang chờ serum, vừa hết serum mất rồi. Ơ Nguyễn Minh Anh lên luôn là serum 200 đi, chả hết. Em còn có 3 hộp serum thôi. Kem đêm cộng với cả toner, ok chị Huyền Huyền ạ. Mình lấy serum là mình lên luôn là serum 200.000 đi. Ủ môi em cho chị Trúc Vân, có Trúc Vân để nhắn tin cho em. Cho cọc ấy, xem chưa, kiểm tra cho chị đi. Ủ môi 55 ok, em cho chị Vui Trần có. Chị Nguyễn Thị Nguyện có. Cho chị Hoa Anh Đào có. À em mua hôm kia rồi, ừ thế đi chờ. Ủ môi em cho chị Nguyễn Thị Kim Điền có. Đúng rồi, em đang lên nốt ủ môi mini đấy. Đấy còn chị nào chưa được nữa các chị lên nốt cho em nhá. Ủ môi mini cho các bác nhưng mà dùng được lâu lắm à. Tiện lắm. Đấy còn chị nào chưa được, ủ môi em cho chị Hương Cỏ Dại có. 55.000 nhá. Đấy nhỏ nhưng dùng được lâu lắm các chị. Mềm môi, mịn môi, hồng môi cho các chị em mình. Kể cả đang nứt nẻ chảy máu mà các chị bôi cái mai môi các chị em mình dịu liền luôn. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em luôn. Ủ môi cộng ủ tóc em cho chị Hằng Nguyễn này. Ok, chị bánh mic không có ở trên này chị ơi. Bánh mic lát nữa gì mà like ở kho thì chị vào chị hỏi của em nhá. Sen ngày còn đúng không? Đặng Nhài. Còn. Còn mấy hộp sen ngày đấy? Chị lấy chị lên là sen ngày 330 nhá. Sen ngày 330 chị lấy chị lên comment cho em luôn. Ủ môi em còn 6 hộp ạ. Ủ môi còn 6 hộp, chị nào chưa được các chị lên cho em là ủ môi nhá. 55.000 cho các bác mình kèm đơn luôn cho các chị luôn. Loại này là loại mini nhá các chị nhá. Nó là mini đấy các chị chứ đừng vào bảo ôi em bán ủ môi hàng pha ke à, chết em. Đấy chị nào chưa được, ủ môi em cho chị Ma Thị Lị có. Kem chống nắng kèm quà ok cho bác Linh Mạnh Nguyên có. Dưỡng tay dưỡng chân lát nữa lên sau đi chị ơi, chờ em chút xíu nhá chị nhá. Hôm nay nhiều mã lắm các chị cứ các ở chị lại em mình cứ từ từ. Rồi còn chị nào chưa được ủ môi nữa, còn 5 hộp cuối cùng các chị em mình lên nốt luôn cho em này. Đâu em ơi, cho chị luôn đâu. Luôn cái gì? Tẩy lông. Tẩy lông tẹo nữa. Ok, sen ngày 330 cộng ủ môi cho chị Đặng Nhài này. Ô, sữa rửa mặt là chị lên là S150 chị ơi. Em ơi sữa rửa mặt này là còn bao nhiêu suất tặng kèm kem son bơ dư? Ờ son bơ chỉ có hạn thôi. 7. Em còn 7 suất cuối cùng. À, ủ môi 55 ok cho chị Thúy Lùn. Thúy Lùn nhớ kèm kem chống nắng là 188.000. Kem chống nắng là 188. Em tặng kèm một cái áo và miễn ship. Chỉ áp dụng cho khách chia sẻ livestream. Mình lên giúp em là kem chống nắng kèm quà. Ủ môi cho chị Kim Hồng Anh Nguyễn này. Ủ môi là em kèm đơn cho mọi người nhá. S150 cho chị Hồng Vân Viên Đạt chờ em chị ạ. Này các chị em mình chưa lên được tẩy da chết, còn nhiều mã các bác mình đợi em nhá. Không có chống tụt ở đây đâu.
đang like ở trên kho đằng sau gỗ kệ là em like trên bao bì S150 cho chị Hoa Bỉnh ạ. Còn mấy suất serum mã là serum 200k. Còn mấy suất nữa em ơi, 5 à? Còn ạ. À còn đấy nữa. Ủ môi em cho chị Phạm Thu. Sen đêm hết hàng, sen đêm không có hàng ở đâu các chị. Nhiều người hỏi sen đêm lắm hết rồi, không còn, chỉ còn kem đêm. Kem đêm cho các chị là serum 200.000 cho Thúy Lùn. Đấy, chị nào mình lấy cái này các chị lên ủ môi cộng với cả sữa rửa mặt, ok chị Tuyến Mạnh vào, của chị Tuyến Mạnh sửa thành S150 vào đấy. Kem chống nắng kèm quà cộng ủ môi, ok chị Nguyễn Đào. Rồi em hết luôn ủ môi nha mọi người. Kem chống nắng kèm quà cho chị Thu Đặng. Sữa rửa mặt này các chị lên là S150 là 150.000, em tặng kèm một cây son bơ đây này. Còn nếu như các chị lên kem chống nắng thì chỉ là được 150.000, được một tuýp sữa à quên, lên là sữa rửa mặt thì chỉ được nguyên tuýp này thôi. Đấy, như lên là S150 là em tặng kèm một cây son bơ. Chị nào chưa được các chị lên comment nhá. Qua mã cho các chị em mình luôn. Lên luôn này đi. Cái đấy gọi là cái gì? Mặt nạ ngủ đúng không? Mặt nạ ngủ. Giống như cái ủ môi á, giống như thế này. Kem đêm loại gì vậy? Kem đêm Juicy chị ơi, kem đêm Juicy còn mỗi loại serum mà chị Phương Hà. Có mỗi 20. Còn một lọ serum nữa là hết nhá. Có mỗi 20 hũ. Cái này nó là mặt nạ ngủ. Chị nào mặt nạ ngủ vẫn khô thì lấy. S150 cho chị Nguyễn Thị Thu Uyên này. Kem nẻ em bán rồi chị ơi. Chị nào mà da mình cực kỳ khô các bác mình lấy cái này. Đấy, nhưng mà tuần các chị em mình chỉ cần dùng cho em độ 2 lần 3 lần thôi. Nó như kiểu gần như mặt nạ nhưng bôi qua đêm đúng không? Bôi qua đêm luôn. Serum hết hàng rồi, đúng không? Serum cho nốt cho chị Nhung Nguyễn là hết luôn. Cái này bao nhiêu mà bán mà người mua. Ôi giời. Nhưng mà nó xíu xíu thôi nhá các chị. Cho chị một kem đêm ok chị Quách Huệ. Kem chống nắng chị lên là kem chống nắng kèm quà. Thêm S150 cho chị Nguyễn Hồng. Cái này các chị lên vào đây cho em luôn là cái này gọi là cái gì được, gọi là mặt nạ ngủ. Lên cho em là mặt nạ ngủ nhá. Mặt nạ ngủ em tặng cho mini đấy. Mặt nạ ngủ mini em tặng cho các chị em mình kèm đơn thôi, 55.000. Chị nào mình về mình dùng thử nhá. Mặt nạ ngủ chị nào mặt mình khô quá ấy, khô nhiều nó nứt nẻ nhiều, các chị dùng cho em nhá các chị nhá. Nó cùng hãng với cả cái ủ môi đấy các chị. Lên là mặt nạ ngủ nhá các chị, 55.000 một hũ cho các chị em mình xinh xinh thôi. Nó có xíu thôi à. 20 hũ. Đấy các chị lên là mặt nạ ngủ nhá. Mặt nạ ngủ em để cho các chị em mình 55.000. Kèm vào đấy cho các bác mình luôn. Kem chống nắng chị cứ lên là kem chống nắng kèm quà. Chỉ cần lên chuẩn cú pháp cho em là kem chống nắng kèm quà thôi. Mặt nạ ngủ em cho chị Nguyễn Huyền có này. Mặt nạ ngủ cho chị Nguyễn Thị Len này. Mặt nạ ngủ cho bác Ma Thị Lị này. Da các chị em mình nhạy cảm, da các chị em mình nó khô, khô nhiều ấy, mùa này mùa hanh khô các chị có thể lấy. Cho chị Trang Kiên có mặt nạ ngủ này. Em không có bán đâu các chị, Ngọc mang lên để kỷ niệm làm quà cho các chị em mình chứ. Còn bán cái này như chị đợt nọ em bán là 89.000 kia. Đây bán cho các chị kính kèm quà là cái gì ta? Hai tip dưỡng tay nhé. Đợi em tí đi chị ơi. Ok, mặt nạ ngủ cho chị Thùy Dung có luôn này. Thùy Dung có, em chưa lên được túi bác ơi, cứ từ từ nha. Cứ từ từ, nay chơi cho các chị kem chống nắng kèm quà. Ok, chị Nguyễn Thị Thu Uyên này. Kem chống nắng thì nó gọi là đỉnh của chóp luôn cho các chị rồi. Đấy, các chị lên cho em là mặt nạ ngủ cho em nha các chị nhá. Mặt nạ ngủ 55.000 thôi, các chị em mình có thể mua thử. Mặt nạ ngủ thả cho chị Phạm Linh 1 này, cho chị Ngọc Dân Bùi 1 này. Còn chị nào chưa được các chị lên cho em là mặt nạ ngủ cho em luôn nha các bác. Chị nào chưa được các chị lên nè. Dưỡng tay dưỡng chân còn bao nhiêu? Dưỡng tay dưỡng chân bán kèm đơn thôi chứ khổ thật đấy. Mặt nạ ngủ em cho chị Bình Bùi này. Mặt nạ ngủ cho chị Ngân Phan này. Hộp nó bé xíu à. Ok chờ em lát em lên túi cho. Em có mặc áo đâu em đâu. Mặt nạ ngủ cho chị Minh Thông này. Da chị nào khô quá thì các chị em mình lấy thử. Chị Nguyễn Hồng em thêm cho chị S150 rồi đấy chị ạ. 32 kem tay. Bao nhiêu kem tay, bao nhiêu kem chân? 32 kem tay, 20 kem chân. Cái này em kèm đơn thôi nhá các chị nhá. Kem tay, kem chân cho các chị em mình. Kem tay thì nó có nhiều mùi hương lắm các chị. Nó có nhiều mùi nhưng tức là được các chị em mình không chọn. Công dụng như nhau hết. Công dụng của nó đều là như nhau hết. Dưỡng ẩm cho da cho các chị em mình. Cho tay các chị em mình nó mướt mát, mềm mịn. Chị nào nẻ răm, nẻ riếc các thứ ấy. Nói hay là các chị hay bị xà phòng ăn tay các thứ thì các chị em mình dùng cho em cho nó mềm nhá. Đấy em bán cho các chị em mình luôn này. Kem tay em bán cho các chị em mình. Chắc đọc quá xong. Mặt nạ ngủ bé có bôi được không? Dạ không chị ơi. Mặt nạ ngủ mình chị em mình bôi thôi. 99.000 một tuýp à? 99.000 đi sang chỗ khác mà bán. Tao không bán 99.000. Em bán cho các chị em mình hôm trước mình bán là 79 đúng không? 79 nhá các chị nhá. Thì nay em tặng kèm cho các chị em mình luôn là 68.000. Được chưa, em tặng luôn 68. Các chị thích lấy kem chân thì lấy, mà lấy kem tay thì lấy đều 68.000. Được chưa mọi người? Các chị lên cho em là kem tay hoặc kem chân cho em luôn. Em tặng 68.000 kèm đơn thôi nhá. Chứ đừng có mua 68.000 đòi em miễn ship. Em chịu, đến hàng pha ke người ta không bán 68 miễn ship. Chứ đấy, nói gì đến hàng của em, hàng chuẩn cho các chị em mình ạ.
Đấy, các chị thích lấy kem tay, các chị lên kem tay, thích lấy kem chân, lên kem chân. 68.000 đồng em kèm đơn ạ. Các chị có thể mua kèm kem chống nắng, kèm sữa rửa mặt. Được chưa ạ? Rồi là các chị em mình kèm. Ok, kem tay 3 tuýp cho chị Phó Thủy. Kem chân em cho chị Ngọc Hà Nguyễn Thị. Kem tay cho Thảo Nguyễn. Kem tay cho Nguyễn Huyền. Đấy, các chị lấy cho em, lấy kem tay, kem chân. Kem chân chị nào mình gọi là nứt nẻ gõ chân để mua bôi cho nó hồng hào đẹp nhá. Kem tay cho chị Quách Huệ. Kem tay, kem chân cho chị Phạm Miền. Mặt nạ cộng với cả kem chân, ok chị Huy Thuận, mặt nạ 199 nhá. Chị Huy Thuận, kem tay em cho chị Hà Trâm. Kem tay cho chị Hằng Nguyễn. Sên em chỉ còn sên ngày thôi ạ. Kem tay cho chị Nguyễn Thanh Thúy. Nguyễn Thanh Thúy, tay cháu có dấu hiệu của tuổi tác rồi, bây giờ phải tích cực bôi cho lười bôi quá. Kem tay cho chị Huyên Đông ạ. Mặt nạ ngủ cộng kem tay cộng kem chân, ok chị Nhuận Tâm ạ. Kem tay cộng kem chân cho chị Phương Lâm ạ. Chị Phương Lâm có luôn. Kem tay cộng chị Như Trần ơi, chị lấy mặt nạ 199 hay là chị lấy mặt nạ ngủ, chị phải comment rõ giúp em ạ. Kem tay treat miên miên là cái gì? Kem tay chị Phạm Miên có rồi nhá. Kem tay cộng kem chân cho chị Lê Hải ạ. Chị có mặt nạ chị Minh Thông có rồi mình ơi. Một kem tay, một kem chân cho chị Nguyễn Thùy Dung ạ. Tẩy da chết chưa lên. Kem tay, kem chân cho chị Nam Nguyễn ạ. Kem chân cho chị Minh Hồng, Minh Hồng anh, Kim Hồng anh Nguyễn ạ. Kem tay cho chị Ngân Phan ạ. Nó còn có vài hộp, chị nào chưa được các chị lên nốt đi. Kem tay cộng với cả mặt nạ 199, ok chị Như Trần ạ. Lát kem tay và kem chân cho chị Mai Phụng ạ. Dung dịch có hàng rồi, mẫu mới toanh luôn đấy các chị. Kem tay cộng kem chân em cho chị Bình Bùi ạ. Chị nào chưa được ạ. Hai kem tay cộng với cả kem chống nắng kèm quà cho bác Phan Tho ạ. Ok, bác Phan Tho luôn ạ. Còn chị nào chưa được các chị lên kem tay kem chân đi. Đều 68.000 hết luôn nhá. Mùa này ai cũng nẻ luôn thật. Kem tay cộng kem chân cho chị Anh Hương Trần ạ. Nó quá là hành khô. Không nẻ mình cũng phải dưỡng. Vitamin hết rồi, kem tay cho Thùy Linh ạ. Kem tay cho Nguyễn Thị Ngọc Oanh ạ. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em kem tay kem chân nhá. Kem tay kem chân vào đấy cho em các bác ơi. Kem chống nắng đợi em, lát em mới đưa chị kem chống nắng để chị test cho các chị. Chị nào chưa được các chị cứ lên kem tay kem chân vào đấy cho em luôn. Được chưa ạ? Ui dồi, em nói thật luôn, kem chống nắng các bà mà không mua nó tiếc. Em nói thật luôn, bôi xong đấy lúc tối rửa tay luôn, vẫn cái bên mà mình bôi kem chống nắng vẫn sướng. Lên dung dịch đi, chưa lên được chị ơi, cứ từ từ đợi em, mình cứ lên kem tay kem chân đã. Để cho các chị chốt nốt ở đây, các chị nhìn cho em kem chống nắng này. Thứ nhất, nâng tông trên mặt em hiện tại là chỉ có mỗi một lớp serum với cả một lớp kem chống nắng thôi. Đấy, vỗ cái nó đã thẩm thấu hết luôn rồi các chị nhìn này. Thơm nhẹ nhàng mà bôi đã lắm, không có lộ vân kem một tí nào luôn. Sướng cho các chị em mình luôn, các chị nhìn này. Mê mẩn cho các chị. Giang hỏi, kem tay miền Nam không nẻ sai thoải mái chị ơi, xài cho nó mềm. Xài cho nó mềm. Ok, kem tay cho chị Hợi Nguyễn. Đâu phải nẻ niếc thì các bác mình mới dùng đâu. Các chị em mình chịu khó dùng dưỡng tay cho tay các chị em mình nó đẹp. Nó mềm. Cho có được cái đôi tay vạn người mê. Đấy, còn chị nào kem chống nắng nhà Giang dùng phê luôn. Em cảm ơn chị Huyên Nông nhá, thích cực kỳ luôn. Cái này nó là kem chống nắng 3 trong 1 luôn các chị ơi. Thứ nhất, chống nắng, chống tia UV, bảo vệ da, kháng nước ạ. Không gây bết rít ạ. Đấy, và một cái điều cực kỳ quan trọng các chị em mình dùng nhá. Nó có dưỡng da, các chị em mình bôi nó có thành phần của vitamin E, rất mềm da luôn. Ok, kem tay em cho chị Thị Hai Vũ ạ. Còn chị nào mình chưa được nữa, các chị lên comment vào đấy cho em là kem tay hoặc kem chân nhá. Đều 68.000 hết, các chị thích lấy bao nhiêu tuýp thì các chị em mình lấy thôi. Em chỉ bán kèm đơn cho các chị ủ tóc, còn bao nhiêu đưa chị ủ tóc đi em ơi. Còn có 2 thùng điếc. Có tí ủ tóc thôi mà. Kem tay em cho chị Ngọc Hà Nguyễn Thị. Kem chống nắng kèm quà cho chị Phạm Thùy. Kem tay kem chân đều 68.000 một tuýp nhá mình nhá. Mình thích lấy kem chân thì lấy, mà lấy kem tay thì lấy. Đấy, chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn này. Thơm. Bôi kem tay vào. Kem tay em cho chị Thu Hiền Bùi. Ok, chị Thu Hiền Bùi có. Kem chống nắng kèm quà em cho chị Đỗ Quế. Kem chống nắng là 188.000. À, còn từng này nhá. 188.000 em tặng thêm một cái áo và miễn ship cho các chị em mình kem chống nắng luôn. Kem tay em bán kèm đơn thôi 68.000. Kem chân cho chị Trần Tươi ạ. Ok, chị Trần Tươi này. Thêm một lọ kem tay, ok chị Thùy Linh thêm kem tay ạ. Còn 3 kem tay em cho chị Nông Phượng ạ. Kem tay chị Nông Phượng có ạ. Kem chống nắng em cho chị Phương Thơm ạ. Kem tay cho Như Ý Cun ạ. Đấy, còn chị nào chưa được các chị lên kem tay kem chân. Kem tay còn mấy? 1 2 chứ. 2 hay 1? 1. Kem tay còn có 1 là kem chân còn mấy? 7. Kem chống nắng kèm quà ok cho chị Thúy Kiều. Em ơi thích lắm luôn kem chống nắng các chị nhìn này. Nó mướt mượt mượt tay luôn. Các chị em mình kem chống nắng Phương Thơm có rồi, mình lên là kem chống nắng kèm quà. Các chị em mình bôi đến đâu nó căng bóng da mặt đến đấy cho các chị em mình. Kem tay em cho chị Hoài Thanh có luôn này, là hết kem tay hay sao vậy đúng không? Còn kem chân. Rồi hiện tại em chỉ còn kem chân là chị nào chưa được nhá. Các chị lên comment kem tay nhá, chị nào xả. Ừ, xem sợ có chị nào không nhắn tin lên thì chốt. Chốt dự bị 1-2 tuýp kem tay.
Này, ngày xưa mua trả góp cái điều hòa, giờ cứ thi thoảng là nhắn tin này. Em xin chào anh Vũ, hiện công ty Home Credit đang có chương trình vay vốn ưu đãi, em lên hồ sơ cho mình nhé. Hỏi mày có vay lại em tao cho. Chịu. Kem đêm là 195 mình ơi. Mặt nạ à, đợi em, kem chống nắng kèm quà em cho chị Hoan Đào. Kem chống nắng dùng ok lắm. Còn hai tip chưa bốc tem mà mua để dành. Mua đi chị, xong rồi đến ra Tết thì mới lại bán cho các chị em mình cơ. Ủ tóc là 150.000 miễn ship nhá. Ủ tóc này là 250ml chị ơi. Kem chống nắng kèm quà cộng kem chân cho chị Hà Quyên. Kem chống nắng này nó là kem chống nắng like nhá các chị nhá. Vô cùng dễ thẩm thấu luôn. Không bết như vật lý. Được chưa, không đổ dầu như những cái hóa học luôn các chị. Dự bị cho em vitamin được không? Không, em không dự bị vitamin gì đâu nhá chị nhá. Cái này lên comment vào đây cho em là ủ tóc 150 cho các chị em mình. Kem chống nắng em dùng đến 12 tuýp rồi. Em nói luôn là bà nào mua kem chống nắng về dùng 2 ngày 3 ngày không ưng, gọi điện gửi lại. Tôi banh cho đủ tiền. Mặt nạ ngủ như nào, mặt nạ ngủ là da mình nó khô quá. Nó khô nhiều quá, nó hay bị căng da hay nó bị đỏ má này này. Thì mình dùng cho em mặt nạ ngủ. Kem chống nắng kèm quà ok em cho chị Nguyễn Thùy. Nói ủ tóc các chị lên, chị nào mà đến giờ này rồi mà còn chưa mua kem chống nắng nhà em để em nói thật luôn. Vứt. Thật sự với các chị em mình luôn, đúng không các bác? Kem chống nắng nhà em để nói tính đến bây giờ ấy, đã có những chị dùng đến 6 tuýp, 7 tuýp rồi. Em còn dùng hết 10 đến tuýp thứ 13 rồi. Kem tay cho chị Hợi Nguyễn dự bị nhá. Rồi hiện tại là hết kem tay rồi đúng không? Rồi còn ủ tóc chị nào lấy các chị lên là ủ tóc 150 mềm này. Mềm lắm mà tóc nó kiểu bồng bềnh ấy các chị. Giảm gãy rụng rõ rệt luôn nha các chị nhá. À đấy lại nói giảm. Giảm gãy rụng rõ rệt luôn ấy. Hôm nay chứ không phải là không là e đỏ em chưa có lên đâu. Kem chống nắng kèm quà cho Hương Cao mà có 12 ấy đâu nhỉ? Hai kem chống nắng ok chị Thái Lê Khương Thảo dùng, chị dùng được 7 tuýp rồi đang à. Đấy chị Phạm Thùy, chị Phạm Thùy còn đã dùng 7 tuýp em bảo rồi. Những chị mà dùng tầm độ 6 tuýp 7 tuýp là cực kỳ nhiều luôn, nhiều lắm. Ủ tóc em cho chị Nhuận Tâm à. Ủ tóc em cho chị Phạm Linh à. Cái này là ủ tóc keratin phục hồi. Kể cả tóc các chị em mình tóc nát dùng cho em cũng sướng. Ủ tóc em cho chị Mai Phụng, cực kỳ là thơm cho các chị em mình. Chuẩn cho các bác mình hàng bay không phải hàng cửa khẩu. Ủ tóc cho Bạch Tuyết, kem chống nắng kèm quà cho chị Đào Nguyệt. Ủ tóc 150.000 thơm nhỉ. Đấy. Tóc hồi từ hôm qua thì vẫn thơm luôn, giờ mở ủ tóc rồi vẫn thơm. Ủ tóc 100% mấy các chị ạ, chứ không phải pha tạp gì đâu. Kem chống nắng kèm quà cho chị Thiết Mộc Lan, ủ tóc cho Hoàng Chi, ủ tóc cho Hoàng Mai. Xếp ủ tóc nha em nhá, chẳng không còn nữa đâu. Ủ tóc là 150.000 không bán hàng cửa khẩu đâu các chị. Ủ tóc em cho chị Nguyễn Huyền ạ. Chị nào chưa được các chị em mình, nếu như các chị em mình mua thử ủ tóc những chỗ khác. Ủ tóc 150 cộng kem chống nắng kèm quà ok chị Tuyết Nhung. Ủ tóc cho chị Lê Hải, ủ tóc cho chị Thu Hiền Bùi. Chị nào mà mình mua ủ tóc em cho chị Thoa Du, các chị có thể mua hàng rẻ hơn những chỗ khác. Xong về một bên các chị dùng cái ủ tóc này, một bên các chị dùng cái ủ tóc kia là các chị cảm nhận được cái sự khác biệt của nó luôn. Ủ tóc cho chị Ngọc Hà, Nguyễn Thị. À, em mua kem hai kem chống nắng vậy kèm hai quà phải không? Đúng rồi bác ơi. Ủ tóc cho chị Minh Thông ạ. Ủ tóc em cho chị Anh Nguyễn Thị ạ. Chị nào chưa được ủ tóc các chị lên cho em là ủ tóc. Còn bao nhiêu ủ tóc nữa em ơi? 6 hộp ủ tóc cuối cùng nhá các chị nhá. 6 hộp ủ tóc cuối cùng, 150.000 miễn ship. Ủ tóc em cho chị Thùy Dương ạ. Thùy Dương có luôn ủ tóc này. Bác nào chưa được các bác lên vào đấy cho em là ủ tóc nhá. 150.000 cho các chị em mình thôi. Xong đến cho chị Viên Đặt đi, làm tí Viên Đặt cho các chị đi. Viên Đặt nhá, các chị em mình nên mua. Cái này thì nên mua, mua về để dọa bệnh cũng được. Mua về để dọa bệnh cũng được. Em nói thật, em thì em cũng học y hơn 3 năm rồi. Em cũng làm trong bệnh viện. Dọa bệnh. Ôi nhiều khi nhá, trong nhà, nếu như các bà cứ để sẵn ở trong nhà tắm, béo ngứa. Mà đến lúc lâu rồi không dùng vứt đi, lại ngứa. Có tin không? Nhiều khi nó như kiểu tâm bệnh ấy các chị. Ủ tóc dùng rồi ok làm em cảm ơn chị Niên Chu. Kem chống nắng, kem chống nắng chị dùng 4 tuýp rồi, dùng bao loại rồi mà không thích, dùng đến kem chống nắng nhà Giang mê luôn. Các bác cứ thử rồi sẽ bị nghiện. Đấy, em cảm ơn chị Trang Mít ạ. Bạn chị Hoàng Mai là được ủ tóc rồi. Kem đêm là 195.000 chị ơi. Chị nào dùng kem chống nắng nhà em xong cũng mê. Nó nâng tông này, nó mứt mịn mà nó không lộ vân kem. Cái này nhá các chị nhá, em bán kèm đơn cho các bác. Nếu như các chị em mình, tức là mình chỉ có thi thoảng nó ra nhiều khí hư thôi, không có những cái bệnh lý khác, thì các chị em mình sau khi mà hết kinh ấy, các chị đặt cho em một viên, em là tháng nào cũng đều đều như thế. Cứ đặt một viên thì cả tháng nó sạch sẽ. Đấy, tại vì cái cơ địa của em nó dễ viêm lắm các chị. Loại này nó này, dễ viêm lắm. Chống viêm nhiễm nấm ngứa này, mùi hôi này. Nói chung là một tháng các chị chỉ cần đặt một viên thôi. Còn tức là sau sau khi mà kiểu mình hết kinh ấy, đúng là mình đặt cho nó ra hết luôn cho nó sạch sẽ. Đấy, nó làm sạch luôn. Còn nếu như các chị em mình mà kiểu nấm ngứa,
nhá, các chị đang bị nấm, bị ngứa, mình đang bị mắc những cái bệnh phụ khoa, thì mình đặt cho em 3 viên liên tiếp. Được chưa ạ? Đấy, 3 đến 5 viên tùy vào độ các chị em mình viêm nặng, viêm nhẹ các thứ ấy. Đấy, còn không thì các chị em mình bình thường mình chỉ mua độ viên 2 viên về, hoặc mua 2 viên 3 viên về. Em nói thật, cái đấy không phải là các chị em mình bẩn mà nó bị đâu. Em đây này, 2 tháng rưỡi thay vứt hết quần lót một loạt. Quần lót giặt riêng. Được chưa ạ? Thế mà thi thoảng em vẫn cứ ngứa. Các chị ơi, nhiều khí hư vì cái công việc của em nó thức khuya nhiều, nó thay đổi cái nội tiết. Đấy, nó dễ viêm nhiễm lắm. Nên em cứ sau khi hết kinh là em đặt một viên. Thế là cả tháng sạch luôn. Mình mới sinh xong thoải mái. Chị ơi, không vấn đề gì hết luôn nha các chị nhá, dùng được hết luôn. Đấy, các chị em mình chỉ có trừ bầu bì cho các bác mình thôi. Một hộp nó chỉ có một viên thôi. Một viên duy nhất thôi mà chị nào sạch sẽ một tháng một viên là được à? Ok, chị Út Trang có luôn kem đêm này. Đấy các chị em mình, à, chị ơi em đổi toner sang serum được không? Hết serum. Serum không còn hàng, hết sạch serum nhá Huyền Huyền nhá. Cái này chị em nào mình lấy, mình lên comment vào đây cho em luôn là viên đặt. Em bán kèm cho các chị em mình thôi. Em bán kèm cho các chị em mình 75.000 một viên. Úi giời. Em nói luôn em bán kèm. Các chị đang mua là 99.000 một viên đúng không? 99 đến 110.000 là một viên. Ok, một kem đêm cho chị Hồng Vân. Em bán tặng kèm luôn cho các chị là 75.000 đồng một viên. Các chị lên cho em là viên đặt 75. Toner mình lấy mình cứ lên là toner 199. Lát em giới thiệu, em hướng dẫn các chị em mình sau. Đấy, còn chị nào mình lấy viên đặt nhá. Các chị lên là viên đặt 75k. 75.000 là một viên thôi nha các chị. Đấy, nên chị em nào mà mình cần, mình cảm thấy cần dùng, các chị em mình chưa lên tẩy da chết, đừng comment và hỏi những cái ngoài lề các chị ơi. Ví dụ như các chị em mình, những mã mà các chị lên này, thì các chị có thể lên kem chân là còn mấy hộp này. Sữa rửa mặt lên là S150 còn mấy suất này. Rồi là các chị em mình kem chống nắng kèm quà là 188.000 này. Kem đêm là 195 này. Kem ngày là 185 này. Sên ngày là 330 này. Đấy, chỉ có thế thôi. Nhá, là những mã em đã lên rồi, với cả ủ tóc là 150 này. Rồi viên đặt, 2 viên đặt cho chị Nguyễn Huệ. Viên đặt 75 cho chị Thảo Phương. Các chị lên vào đấy cho em là viên đặt 75.000 đồng một viên, em bán kèm thôi. 3 viên đặt em cho chị Nguyễn Thu. Bán kèm cho các chị em mình thôi. 3 hộp viên đặt, 3 viên đặt em cho chị Nguyễn Huyền. 75.000 đồng một viên nhá các chị nhá. Một hộp này là một viên luôn cho các chị em mình. 2 viên đặt em cho chị Hương Cỏ Dại này. Đấy, các chị lên vào đấy cho em là viên đặt 75k. Nói chung là mua về dọa bệnh các chị em mình để sẵn một hộp hai hộp vào đấy. Là chị ngứa ngáy gì các chị em mình đặt, hoặc không thì cứ hết kỳ kinh các chị em mình đặt cho em một viên cho nó sạch sẽ nhá các bác nhá. Thế thôi là cả tháng các chị em mình nó sạch, nó không có bị ngứa ngáy các thứ gì đâu các chị. Lên comment vào đấy cho em là viên đặt 75 cho em luôn nha các chị. À, viên đặt thái hộp 10, viên đặt thái hộp 10 viên lần này không? Dạ không, cái đấy là xe khít chị ơi. Không, một viên đặt em cho chị Liễu Bùi này. Kem chống nắng kèm quà cũng kem đêm cho bác Nam Nguyễn này. Ok, bác Nam Nguyễn luôn ạ. Chị nào lấy viên đặt các chị cứ lên cho em là viên đặt 75.000 đồng nhá các chị nhá. 75.000 đồng cho các chị em mình luôn. Các chị em mình vào, các chị chịu khó chia sẻ đi. Cuối live hôm nay em còn dọn kho trên này, những cái gì nó còn ít là em còn lên nốt cho các chị cơ. 2 viên đặt em cho chị Bạch Tuyết này. Đấy, các chị em mình cứ mua thử lấy một viên về mà dùng. Nói chung là các chị em phụ nữ mình thì không nói trước được điều gì đâu. Thật sự đừng bảo tôi sạch, tôi chả bao giờ viêm nhiễm. Nó đâu có phải là do bẩn, bẩn nó mùi hôi bên ngoài thôi. Chứ nó đâu, 2 viên đặt em cho chị Hoàng Mai ạ. Kem đêm cộng kem chống nắng kèm quà cho chị Phạm Trang ạ. Chứ đâu phải là bẩn, là nó bẩn nó chỉ là một phần nhỏ thôi, nó còn quan trọng do cái nội tiết. Do cái yếu tố công việc của các chị em mình. Sữa rửa mặt lên là S150 chị ơi. 150.000 viên đặt một viên em cho chị Khánh Ly này. S150 2 viên đặt em cho chị Nguyễn Ngọc Anh này. S150 nhá, 150.000 em tặng kèm cho các chị một cây son dưỡng bơ còn mấy suất em ơi. Lên vào đấy cho em là S150 nha các chị nhá, 150.000. Viên đặt em cho chị Quách Huệ một viên luôn này, các chị lên là viên đặt 75k. Viên đặt em cho chị Thoa Du một này, 3 viên đặt cho chị Kim Hồng Anh Nguyễn này. Đấy, các chị em mình cứ có cái sức khỏe phụ nữ của mình thì nó không. Viên đặt một viên em cho chị Phạm Thùy này. Chả nói trước được điều gì. Nên bây giờ nhiều anh cứ vào lại cứ thấy vợ lại tháng này 7 ngày đến kinh. Sau rồi lại mấy cái ngày cuối cùng lại ngứa ngáy các thứ, các chị em mình nó cũng mất tự tin đi á. Đúng không ạ? Thì các chị em mình nên nhá. Mình nên có, mình mua mình để vào đấy, mình thi thoảng ví dụ cần là mình có mình dùng luôn. Chứ bây giờ các chị bảo đang ngứa ngứa ngáy ngáy mà ngứa chỗ nào ngứa chỗ đấy nó khó chịu lắm. Thế lúc đấy mình lại đi bắt đầu đi mua hàng với đi đặt hàng à. Đúng không ạ? Mà đâu cần bị đâu mà. Đấy, các chị em mình còn ok, Nguyễn Ngọc Anh chuyển khoản này. Còn các chị em mình ví dụ như mà mình muốn sạch sẽ cả tháng thì cứ sau kỳ kinh các chị đặt cho em một viên nhá. Sau kỳ kinh các chị đặt một viên này. Cho chị luôn kẹo ngậm luôn em ơi, kẹo ngậm ho các chị lên cho em luôn. Cái này là cái bà đưa cháu dùng đấy đúng không? Xịt tóc đấy đúng không? Còn đúng một thùng. Xịt tóc đợt nọ dùng này. Đợt nọ dùng nó mọc quá đà.
Đấy, nó mọc quá đà nhưng nó mọc hết sớm hết cả bên dưới này này. Tóc con đấy các chị, tóc con mọc đấy. Kem chân, chị Hợi Nguyễn có kem chân kìa. Chị một dung dịch luôn nhé, dung dịch phải đợi lát nữa đó chị ơi. Vì dung dịch nó có mấy loại liền cơ. Viên mặt này nó tan phía trong luôn, đúng rồi chị ơi. Nó có tan trong nhưng nó vẫn có đẩy ra ngoài nhá chị nhá, tức là nó tan rồi làm sao nó thấm một phần vào cái niêm mạc của mình thôi, còn đâu là nó cũng chảy ra ngoài chứ, đúng không ạ? À, nhá. Đấy, còn chị nào mà chưa được nữa các chị lên comment ở đấy cho em luôn, bản Noel với bản Tết đấy các chị. Cái này còn có mấy suất thôi mà. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn là kẹo ngậm 199, 199.000 4 hộp miễn ship cho các chị em mình. Đây là cắt hàng rồi nha các chị nhá, không có nữa đâu. Nói luôn là giờ bán cho các chị em mình 60.000 một hộp cơ. Thì 4 hộp này đã là 240.000, không miễn ship là thành 270 rồi. Đây em bán cho các chị em mình có 199.000 4 hộp luôn ạ, không mất thêm tiền ship nữa. Cái này là giảm ho này, giảm kích ứng cổ này, được chữa nhanh lành những cái tổn thương ví dụ như viêm loét họng này, chống vi khuẩn bám dính này. Đấy, hỗ trợ long đờm nhá, rất là tốt luôn cho các bác mình luôn. Đấy, kể cả con các chị em mình không ho thì ngày ngậm cây, không ngắn ho thì cho ngày ngậm 2 cây. Đấy, các chị em mình lấy các chị lên cho em là kẹo ngậm 199 cho em luôn ạ. 199.000 4 hộp và các chị em mình được miễn ship luôn nhá. Lên nhanh vào đấy cho em là kẹo ngậm 199. Còn bao nhiêu cái dây hồ ly nữa em ơi? Còn bao nhiêu cái dây hồ ly? Ui dồi ôi, ngồi lúc mà mỏi hết cả lưng luôn các chị ơi. Dầu phủ bạc cái nào lên rồi nhấc ra đi em. Cái nào mà lên rồi nhấc ra để chị nhìn chị còn biết luôn chứ. Cái kia là cái dầu cù là đúng không? Mũi đốt, mũi điếc các thứ đúng không? Mũi đốt rồi ho hắn rồi cảm thiết các thứ là bôi một tí vào. Lên cho các chị em mình dây hồ ly em còn mấy cái. Đấy, hôm qua cho các chị xem đấy. Em đeo đến cả nửa năm rồi. Đến hôm sinh nhật em vừa tháo ra để em đeo cái này lên mà nó vẫn cứ sáng choang luôn các chị ơi. Cho chị miếng mít sấy em ơi. Comment ở đây cho em luôn là dây hồ ly nhá. 118.000 một cái. 118.000 miếng zip dây titan nhà em đẹp kinh khủng luôn. Đấy, chị nào lấy dây hồ ly lên luôn cho em là dây hồ ly 118 miễn ship nha các chị. Còn mấy cái em ơi? Comment vào đấy cho em là dây hồ ly nhá. Giang nói lại viên đặt đi. Em lười quá. Nói loạt rồi, em không buồn nói loại nữa luôn. Cái đấy bác nào cần? Một tháng các chị đặt một lần. Cái đấy là trị viêm nhiễm nấm ngứa, rồi là khí hư, rồi thì là các mùi hôi ấy. Nếu chị nào mà có mùi hôi ấy thì là các chị làm mà sạch sẽ thì cứ một tháng các chị hết kinh xong các chị đặt một viên vào thì là nó sạch sẽ cả tháng luôn. Còn chị nào bị nặng thì tháng đặt 2-3 viên. Sau đó là nói chung là chị em phụ nữ chúng mình mà kiểu gì cũng có tí khí hư rồi là có những người nấm người ngứa ấy thì là các chị cứ đặt vào cho chả tránh khỏi được. Mẹ mình đúng sạch rồi. Như thế mà còn nấm triền miên. Đúng rồi, các khổ chị lắm, đi khám. Em còn phải đi xét nghiệm cả máu mà các chị. Phải đi xét nghiệm cả máu. Dây hồ ly cho chị Phạm Bảo Hân này. Dây hồ ly cho chị Ngô Thùy, dây hồ ly cho chị Hoa Phạm. Tại vì thật ra là cái đấy chị nào mình cần các chị em mình mua. Nên để sẵn 1-2 viên trong nhà. Đó. 2 viên đặt cho chị Thu Hiền Bùi. Dây hồ ly cho bác Hợi Nguyễn. Còn có mấy cái rồi, bác nào lấy dây hồ ly các bác lên comment luôn nhá. Cái dầu cù là cái bà lên. 2 viên đặt cho bác Sang Văn Sang. 75.000 một viên ạ. Kèm đơn. Vitamin em hết sạch. 75.000 một viên kèm đơn. Đây kèm đơn. Cái đấy kèm đơn. Kèm đơn. Có ít thôi mà. 1, 2. Cái này đi Thái. Em vừa bay Thái chuyến hôm trước. Chưa Tết chắc thôi chứ đi chứ ra Tết mới bay tiếp. Có chứ, vẫn phải bay một chuyến. Vẫn một chuyến nữa. Kiếm thêm tí chứ. Giờ có hai bà giúp việc rồi thì lo gì. Kiếm thêm tí. Đây này, nhiều chị là thích cái này lắm. Em nói thật, nhiều chị là thích cái món này cực kỳ luôn. Dây hồ ly cho chị Hảo Phạm. Kèm đơn thôi. Cái này thì như kiểu là mẹ giờ này bật quạt. Bà giới thiệu đi. Dầu cù là của Thái nhá các chị nhá. Dầu cù là xanh của Thái này. Đó. Hai viên đặt cho chị Tuyết Nhung. Em nói thật là em đi Thái nhá, mẹ chồng em dặn không dặn cái gì cả, chỉ dặn bảo là con ơi, 2 năm dịch đến giờ là con không có đi Thái được, mẹ hết dầu cù là để dùng rồi. Đấy. Thì bây giờ cả là các chị sẽ chị nào mà cần dầu cù là thì sẽ lên cho em dầu cù là nhá. Dầu này em nói luôn là hàng này là hàng đi bay và em mua tại hiệu thuốc của Thái. Hiệu thuốc của Thái và em về em bán.
Còn lại là ngoài ra nó còn có hàng fake cũng có, mà hàng cửa khẩu nhái lại cũng có. Nói chung là 20-30 nghìn một lọ cũng có. Nhưng mà tại sao em bán 150 nghìn một lọ mà khách vẫn mua ầm ầm luôn? Bởi vì là hàng chuẩn, chính hãng thật sự luôn. Hai viên đặt cho bác Phạm Dự Phường kiểm tra tin nhắn luôn. Chuẩn, chính hãng thật sự luôn. Bởi vì nếu mà để nó nói hàng fake cho 19.000 vào á, nhập đầy luôn. Nhưng mà không bao giờ được hàng chuẩn như thế này. Đấy, những chị nào mà đi Thái. Ui, to này dùng đến đéo bao giờ mới hết. Thì thế, 150.000 mà bao nhiêu. Xong bán cái loại nó bọn nó bán cái lọ nó chỉ như thế này thôi này, đến đây thôi này. Ui dồi ôi, không, chả bỏ. Đây các chị này, dầu cù là của Thái này. Những chị nào đi Thái rồi, mua tại hiệu thuốc rồi thì biết là nó bao nhiêu tiền đúng không ạ? Còn lại là em bán 150.000 mà vẫn đắt khách luôn. Hôm nay kèm đơn nhá, kèm đơn cho nhà Giang. Bao nhiêu? Ôi nặng. Ờ nặng là có lọ thủy tinh. Hàng xịn okay. Luôn. Tự tay em đi Thái em mua. Kem chống nắng kèm quà cộng 2 viên đặt cho bác Hoàng Dung. Hoàng Dung kìa. Đấy. Đây em phải đưa ra chia cái ảnh. Chia đâu. Cái này thì kể cả ví dụ như mà em thấy cái này bảo muỗi đốt bôi mà đang sưng cù sưng kịt cũng nhanh tan lắm. Rồi ngã nghĩa các thứ bầm tím bôi cũng nhanh tan lắm. Ho hiếc các thứ ấy. Thấy bảo bôi cho em ho hắng cảm kiếc ấy, thấy bảo bôi cũng gọi là hiệu quả các lắm. Các mẹ các bà cực kỳ thích cái loại này luôn. Hoa anh thảo em hết hàng rồi mình ơi, không còn hoa anh thảo. Các chị em nào mình có thể mua kèm đơn cho em luôn. Cho em nói thật luôn là những cái hàng này em không có thời gian để em bán đến đâu. Nay tiện Ngọc lên thì em bán. Đấy, dầu cù Ngọc bán đây, kinh đây. Lắm. Đợi em. Em cũng không đăng bài cơ mà. Ngọc bảo đăng bài mà bán. Serum hết hàng chị ơi. Serum hết hàng. Dây ổ ly còn đúng không? Dây ổ ly là 118 miễn ship. 118.000 miễn ship nhá, dây ổ ly đấy ạ. Lên giúp em là dây ổ ly 118. Đây các chị này, giá hiện tại quên em mua tại hiệu thuốc này, tự tay em chụp đây này. Đó. Vào Facebook Ngọc mà xem các chị. Đấy các chị nhá, chứ không phải là hàng cửa khẩu, hàng vớ vẩn đâu. Đấy, mua tại hiệu thuốc đây. Nó là dầu cù là chị. Đấy. Dầu cù là. Đấy, toàn bộ là tự tay em chụp hết. Nói thứ nhất là này, nó nhiều công dụng lắm. Kiểu nói chung là nó mẩn, nó bầm, nó tím. Các chị em mình bôi nó cũng nhanh này, nhanh xoa tan này. Xoa bóp cho em này. Đau mỏi người mình. Đúng kiểu rồi. Mình xoa, mình bóp, mình massage ấy các chị. Dương rồi cảm lạnh này, trái gió trở trời, ho nghẹt mũi này, côn trùng đốt này. Nói chung là rất là hiệu quả luôn. Em đây vào Facebook mà em. Các chị vào Facebook của Ngọc mà xem. 150.000 hũ to vật vã, em vẫn công khai giá mà em có nói điều đâu. Chứ không phải là hũ nhỏ đâu. Tại vì bình thường cái này là em thấy bác em mua là cái nó chỉ cái hộp nó chỉ nhỏ nhỏ đến đây thôi, mỏng mỏng như này này. Đấy, mỏng mỏng như này thôi, đến đây thôi. Nó chỉ bằng tầm ui chết rồi. Nó chỉ bằng tầm khoảng 1/3, 1/4 hộp này thôi. Đấy, 1/3, 1/4 hộp này thôi mà đã là mua đã là 70 với cả 75.000 một hộp rồi. Đấy. Chị đào mình lấy cái này các chị em mình lên luôn nhá. Bao nhiêu tiền được? Thôi hôm nay tặng các chị nhá, tặng các chị kèm đơn thôi đấy nhá, không nặng này là tôi chết đấy. 998 đi. 98 đi, nhưng chị nào mà mua 150 bên nhà em đừng tị nhá. Em nói thật là ngày hôm nay em chỉ lên đây em có tặng quà thôi. Nói rằng luôn này, 98.000 lời được mấy nghìn? 3.000. Thế thì bù nào được cước nhà mình, tôi chịu. 3.000, thôi. Phát này là em không ép giá đâu, ai cần thì mua. Nói thẳng. 3.000. Các chị lên comment vào đấy cho em là lên là dầu cù là. À lên là D98 luôn đi cho nhanh đi. Chị nào lấy lên D98 nhá. Nhưng mà hộp này to lắm các chị. Đừng lên là dầu mà lên là D98. Giờ ấy chữ giờ 98 đây các chị nhìn. Thế đáng ra chỉ cái hộp nhỏ nhỏ này thôi kèm đơn thôi. Không phải cái đấy hàng cửa khẩu nó nhái lại nhiều lắm không có muốn bán. Đấy hàng chuẩn đấy. Tự tay em đi sang Thái em mua đấy dầu cù là. D98 khiếp to. Dùng một lâu mới hết. Đây các chị này. Kem chống nắng cộng D98 cho chị Phạm nhà Thị Lý kìa. Nhà nào cũng lên có một lọ nhá. Em kèm đơn thôi nhá. Này. D98 cho Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Đấy. D98 cho Hương Trần. D98 cho Phạm Miền. Còn không bỏ đọc kem lười hết rồi. D98 cho chị Châu Phạm. Còn không có bó cái tiền công tôi đọc. Thôi đọc đi, tặng các chị, tặng các chị. D98 em cho chị Bạch Tuyết. Các chị mua nhiều tao có về quê làm quà. Còn cuốn. Tưởng à. Mày cái này phải cuốn xốp nổ chứ bà nghĩ trả được à? Mang quà lên để tặng thôi, em tặng các chị. D98 mà chị Hoa Anh Đào có, cho chị Trần Tươi. Ôi có rồi, cho chị Trần Vũ Như Hậu có, cho chị Phó Thủy hai hộp, cho chị Nguyễn Thùy có, em cho chị Hợi Nguyễn có. Tiện mà cái này các chị em mình về tiện dùng lắm. Kể cả người lớn trẻ em trái các chị đều dùng trời, hết trời cho trời em trời luôn này. Ho hắng các thứ này, bầm dập các thứ, massage cho em. Cho chị Đỗ Thương có. Ôi giời chị ơi, nó là cái dầu massage. Đấy, rồi là ví dụ như côn trùng đốt mũi miếc các thứ nó sưng nó sẩn ù lên ấy. Đấy, rồi là ho hắng các thứ trái gió trở trời này. Hoặc là kiểu gọi là mình bôi cho ấm ngực, ấm bụng ấy. Hoặc mình massage cho nó tan những cái bầm tím ấy chị. Đấy, các chị này. Đấy, đấy. Cho chị Nguyễn Nga có D98, Phạm Bảo Hân có D98, Phạm Dự Phòng có D98, Sang Văn Sang có D98. Cho chị Hiên Đỗ 1, kem chống nắng kèm quà cho chị Nguyễn Thị Len.
Đây là 98 em cho chị Hồng Nguyễn. Cái này em bán kèm đơn thôi nha các chị nha. Các chị mua kèm những cái khác vào để được miễn ship nha. Này là em bán 98.000 chỉ kèm đơn thôi. Còn nếu như các chị muốn miễn ship, các chị có thể mua thêm sữa rửa mặt, mua thêm kem ngày, kem đêm, mua thêm kem chống nắng, được chưa? Mua thêm kẹo ngọc cho chị Hồng Nguyễn một hộp, cho chị Lam Nguyễn một hộp. Nói lên vào đấy cho em là D. Các cụ 98 này này. Mã kem đêm, kem đêm chị lên là kem đêm 195 ạ. Đấy, cái dầu này có bôi được cho bé bé, chị bôi ít thôi và tránh mắt ra cho em nhá. Đấy, ví dụ như các chị em mình như cái đợt con gì đấy, con tép bôi gáy đấy đúng không? Ừ. Đấy, các chị em mình vẫn bôi được, nhưng tức là nó là chủ yếu, nó sẽ ví dụ như mà đau mỏi này, đó, bầm đó, tím đó. Này. Đấy, đấy các chị em này. Chồng em đi Lào, chồng em đi công tác Lào cũng mua đấy. Về dùng thấy hiệu quả cao đấy các bác. Lào với Thái nổi tiếng luôn mà. Em có nói điêu đâu. Eo em nói thật các bạn đừng có tin đi mua chị sẹo. Nói thẳng. D98 cho chị Hương Cỏ Dại Ngọc có bán kem chị sẹo không? Có bán, nói cũng tự ái thì tự ái. Kem đêm 195 cho chị Đỗ Thương. D98 em cho chị Thúy Vũ, em nói thật. Kể cả Ngọc có bán chị sẹo thì bán, nhưng em nói thật. Nó thật ra cái hiệu quả của nó rất là mờ nhạt. Kể cả dùng cái kem trị sẹo xịn đến đâu thì xịn. Ơ cái thùng bông để trang đó. Nha các chị nhá. Ừ. Kem ngày kem đêm có, đợi em tí em cho lên kem ngày kem đêm cho các chị em mình. Còn chị nào chưa được D98 các chị lên cho em là D98. Còn có mấy lọ? Còn mấy hộp nữa em ơi? Còn mấy lọ? Hết. 98.000 một hộp này luôn, to quá em nói thật. Đáng ra cái này em chỉ thích nó chỉ tầm 1/3 thôi. Thật sự. Đấy, ok, D98 em cho chị Hà Trâm tiện thì các chị em mình mua. Mua cái này các chị em mình mua cho ông bà nhá. Đấy, dặn ông bà là trái gió trở trời này đấy, đau chị, người, đau chị nào đau mà chuẩn bị quê, về quê ăn Tết ấy. Cái cạo món gió. Này làm quà luôn. Con này cạo gió nữa. Thích cực, tuyệt vời luôn. Cạo gió. Đấy, thì các chị em mình kiểu mình tiện thì mình mua ấy mà các bác. Chứ còn bảo tự nhiên mà bảo em đi bán hàng này em không có thời gian đâu. Vì nó gói kiếp đơn nó vất vả. Lọ thì lọ hũ hũ thủy tinh. Nói về cuốn kia các thứ đóng đơn mà nó nặng, lọ này cao to các chị nhìn đây này. Các chị bảo một cái lọ dầu gió các chị mua mấy chục nghìn. Hay cái lọ cao con hổ nó bé bé tròn tròn như cái đầu, quạ hơn cái đầu ngón tay một tí này các chị mua cũng mấy chục nghìn rồi. Loại chuẩn rồi đúng không ạ? Đây cái lọ này to tướng cho các chị em mình luôn. 25. Lên comment vào đấy cho em là D98 nha các chị nhá, 98.000 đồng. Ủ tóc còn mấy hũ em ơi? 5 ạ. Ủ tóc em còn 5 hũ cuối cùng, chị nào lấy lên là ủ tóc 150 đi. 150.000 miễn ship nhá, ủ tóc cho các chị em mình luôn này. Đấy, 150 miễn ship cho các chị. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em là ủ tóc 150. Tiếp cho các chị em mình luôn. Cho chị hai lọ vào của chị Ngoãn Đinh là hai lọ D98. Nào em ơi đưa chị kem ngày kem đêm chị lên luôn này. Bà Ngọc chuẩn bị dung dịch đi, chuẩn bị còn lên son xiếc còn chưa lên được nữa luôn cơ các chị. Cũng chưa lên. Lọ kem đêm của chị đâu, đây lọ kem đêm nhá. Nhà em hai vợ chồng dùng đến 4 lọ kem đêm rồi đấy các chị. Kem ngày thì thật sự là em dùng đến ít kem ngày. Vì ngày em bôi kem chống nắng D98 là dầu cù là Thái chị ơi. Ủ tóc 150 cho chị Hương Cỏ Dại là còn lại 4. Đấy các chị, chị Ngoãn Đinh là có 2 lọ D98 rồi chị nhá. Đấy các chị nhìn cho em luôn. Nó như kiểu thạch sữa chua luôn, các chị bôi đến đâu thẩm thấu đến đấy. Cái này nó mềm, nó mịn, dã man luôn, kem đêm nó thay bước khóa ẩm. Ví dụ như các chị dùng toner rồi, dùng serum rồi thì các chị phải dùng kem đêm để khóa ẩm. Đấy kem đêm của nó công dụng là gì ạ? Cái công dụng đầu tiên là khóa ẩm. Cấp ẩm, cấp nước cho da các chị. Giúp cho da các chị em mình căng bóng, nâng cơ, chống chảy xệ, chống lão hóa. Đấy, nó phục hồi da các chị em mình lấy. Kem đêm các chị lên là kem đêm 195 nhá. 240 em bán nốt 195 miễn ship cho các chị em mình. Sướng cực kỳ luôn, đặc biệt là cái mùa này, mùa hanh, mùa khô, mùa nứt, mùa nẻ. Người ta bảo rồi, bà khen con bà tốt, đến tháng 11 bà sẽ biết mặt con bà. Đấy, là nó rất là nhiều đấy. Cái nghĩa đen của nó luôn là tháng 11 là làm sao ạ? Hết serum không còn serum chị ơi. Tháng 11 là hay nẻ. Ủ tóc 150 cho Phương Harry là nó hay nẻ, hay nứt, hay dăm. Đúng không ạ? Mặt nó không được căng bóng. Đấy các chị em mình chịu khó, các chị em mình dùng kem đêm vào đấy cho em luôn nhá. Ok, một kem đêm em cho chị Nguyễn Thùy 195.000 ạ, còn có mấy suất kem đêm nữa là em hết rồi. Còn đâu là còn kem ngày thôi. Chị nào lấy kem đêm các chị lên là kem đêm 195 nhá các chị nhá. 195.000 miễn ship kem đêm em cho chị Hoài Ngọc. Không biết các bác như thế nào chứ. Kem đêm em cho chị Trân Vũ Như Hậu, kem đêm cho chị Ngọc Anh Lê Thị. Ủ tóc em cho chị Hồng Nguyễn. Đấy, 195.000 một kem đêm cho các bác, kể cả bán 240.000 không miễn ship. Một buổi live em bán không biết bao nhiêu. Nếu như chị nào mà lấy cả kem ngày cả kem đêm là được tặng một cái áo. Hoặc là lấy hai hộp kem đêm cũng được tặng một món quà. Kem đêm em cho chị Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Anh, kem đêm cho chị Nga Dương. Có những khách nhà em mua liền một lần toàn 6 lọ, 7 lọ kem đêm luôn. Kem đêm em cho chị Đỗ Lài.
Chị nào chưa được các chị lên comment nhá, dùng thích cực luôn. Đăng bài lên cái là khách cứ chụp vào. Cầm cái lọ Giang ơi còn kem đêm này không? Chị gần hết rồi. Đấy các chị lên vào đấy cho em luôn. Kem đêm 195 nhá, 195.000 cho các chị. Kem ngày là 185. Đấy chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Kem đêm em cho chị Diệu Hoa. D98 cộng dây hồ ly em cho chị Nguyễn Hương. Ok bác Nguyễn Hương luôn này. Dây hồ ly là 118 miễn ship cho các chị em mình. Đấy còn những chị nào chưa chốt được các chị em mình lên comment vào đấy cho em. Sữa rửa mặt này còn mấy suất tặng kèm cái này em ơi. Cái này các chị lên comment vào đây cho em là S150 ạ. 150.000 ạ. Là sữa rửa mặt em tặng kèm cho các chị một cây son bơ son dưỡng đấy. Và được miễn ship cho các chị em mình luôn nhá. Các bác mình lấy mình lên cho em là S150 cho em ạ. S150 cho em luôn. Kem chống nắng em lên rồi, chị lấy kem chống nắng cứ lên là kem chống nắng kèm quà thôi. Là auto em chốt đơn kem chống nắng là 188.000. Em tặng kèm một cái áo và em miễn ship luôn này. Tiếp cho các chị em mình em lên. Kem đêm em cho chị Nguyễn Thị Nguyện này. Ok bác, cái gì các chị có thể bỏ qua. Em ý, cái gì em có thể quên nhưng kem đêm với kem chống nắng là không bao giờ em quên bôi. Không bao giờ luôn các chị. Ờ còn kem tan mỡ còn chưa lên nữa đây này. Thế kem đêm là 195 chị ơi. Sữa rửa mặt mới là S150 chị nhá. Dung dịch Juicy không còn nữa rồi chị ơi. À, không không, sữa rửa mặt này nó vừa rửa sạch dịu nhẹ sướng lắm luôn. Rửa xong không bị khô da căng da đâu mà các chị em mình rửa xong nó là vì nó là làm sạch dịu nhẹ mà. Cái gì nhỉ? Kem đêm em cho chị Triệu Huế. Kem đêm là 195.000 chị ơi. S150 là sữa rửa mặt tặng kèm son bơ nhá. Còn có ít nữa thôi cho các chị này. À, kem đêm 195 cho chị Hồng Tươi này. Son thì mình lên là mã may mắn 188. Lên rõ vào đấy cho em luôn. Son màu đỏ cam nhá. Về đến đâu hết đến đấy luôn. S150 2 lọ cho chị Ngoãn Đinh. Ok chị Ngoãn Đinh có luôn S150 2 suất nhá. Thế có mỗi bằng này thôi. Hôm qua về được có mỗi 20 thỏi. Làm gì còn đâu hết rồi đây còn. Viên đặt em lên rồi chị The Duy ơi. Viên đặt điều trị viêm nhiễm nấm ngứa phụ khoa các thứ. Là mã viên đặt 75.000 một viên. À, kem chống nắng kèm quà. Ok chị Thủy Nguyễn này. Cái này các chị lên là may mắn 188. 210.000. Đừng đi so sánh với hàng pha ke với cả hàng công. Hàng công các chị về các chị đánh lên nước nó nhề ra. Nó có đẹp đâu. Nói thật kem ngày em cho chị Nguyễn Tâm kìa. Nói thật luôn, tẩy da chết chưa lên, đừng lên tẩy da chết làm gì vội chị ơi. Chưa biết có lên được đến cho các chị em mình, các bác mình từ từ đợi em nhé. Lên cho em là may mắn 188, 188.000 một cây son này. Son này khách các chị em mình vào bài đăng của em mà xem. Vào bài đăng của em mà xem khách vào feedback son nhiều dã man luôn. 188.000 một cây ạ, son có kem nẻ cho bé vừa hết rồi chị ơi. Kem nẻ cho bé em vừa hết lúc nãy. Kem đêm em cho chị Huy Cường Đặng, viên đặt 3 hộp cho chị Trần Nhài. Ok chị Trần Nhài, à, mua 2 kem chống nắng được tặng 2 áo khác nhau có chứ bác. Bác yên tâm em nói thật, không phải là bảo mình có tâm nhưng em thật sự rất là gọi là ưu ái cho các chị em mình luôn. 2 kem đêm cho chị Thái Lê Khương Thảo, kem đêm cho chị Nguyễn Tâm luôn này. Nguyễn Tâm có luôn này. Đấy son các chị viên đặt cho chị Nguyễn Nhung có luôn một viên đặt. Cái này các chị lấy son màu đỏ cam các chị lên cho em là mã may mắn 188. Được chưa? Em đặt bán nốt cho các chị chuyến này. Xong là phải bảo Ngọc gom cho để đến bữa nào khai xuân em mới bán. Gần đấy tăng giá. Tại vì rằng là nó giá nó cao em bán tặng cho các chị 188 kem đêm công dụng như nào chị ơi. Tưởng tượng đơn giản cho em nhé. Hai cái cây ấy, các chị để ở ngoài trời cả ngày. Tối đến các chị có nhấc hai cái cây đấy vào hiên nhà. Một cây các chị tưới nước, một cây các chị không tưới nước. Đặc biệt như cái cây hoa 10 giờ là nhìn rõ nhất luôn. Sáng hôm sau các chị ra các chị nhìn cây tưới nước và cây không tưới nước nó khác nhau như nào. Một cây được tưới nước nó sạch sẽ. Nó xanh tươi ạ. Nhìn nó tươi tắn, nó có sức sống á. Thì kem đêm công dụng của nó cũng như thế. Nó bôi để phục hồi da. Để cho da các chị em mình căng bóng, nâng cơ, chống chảy xệ. Nó tăng cái khả năng hấp thụ dưỡng chất vào da cho các bác mình. Mềm da để ngày mai, ví dụ như các chị có bôi những cái thứ khác nó không bị bê bết. Nó thẩm thấu rất là nhanh. Nhớ chị nhá. Và một cái điều nữa, cái điều đầu tiên của nó kem đêm là gì? Khóa ẩm. Là chuyện nó là một dạng kem khóa ẩm cho các chị em mình luôn. Son đúng rồi, son màu đỏ cam đấy chị. Nó là son màu đỏ cam đấy gì bác. Lên là may mắn 188. 188.000 một cái em ơi. Vào bài đăng đi chốt nốt đi Tuệ. Ừ, son ở trong bài đăng đi chốt nốt cho các chị luôn đi. Hôm nay chị vừa vào xem trên bài đăng. À, kem đêm em cho chị Duyên Lê này. Dầu cù là mã D98 chị ơi. Còn dầu cù là không em? Còn mấy lọ? Dầu cù là bác lên là mã D98. Đây này em này.
Vào chốt nốt cho chị mấy hai cây sao luôn này. May mắn 188 em cho chị Thanh Hoài một cây, thêm một kem chống nắng cho chị Dương Ánh. Ok chị luôn này, may mắn 188 cho chị Mai Duyên này. Kem nẻ bé chắc không dự bị được rồi. D98 cho chị Trần Nhài. S150 cộng một kem chống nắng cho chị Sương Ngọc Lan. Ok bác Sương Ngọc Lan này. Đấy chị nào lấy mình lên cho em luôn. Không biết mấy cây có được tưới nước không? Ôi ông định tưới thường xuyên anh Vĩ ạ. Đỏ cam nha các chị nhá. Nó là màu đỏ cam luôn ạ. Nói đây các chị nhìn cho em luôn này. Đỏ cam nha các chị. Hình như còn cả tông màu đỏ hồng hay sao đúng không? Đây các chị nhìn này. Nó là màu đỏ cam, chị nào mình lấy mình lên. Nó là màu 02 của BBA. Em để cho các chị là 188.000 nhưng lên chuẩn cho em là may mắn 188 thì các chị em mình mới được miễn ship nhá các chị nhá. Đấy những bác nào mà chưa chốt được các bác mình lên comment luôn này. Cho chị một mã dung dịch em lên cho các chị dung dịch. Dung dịch lâu lắm mới có hàng cho các chị em mình. Dung dịch nào. Không. Thế thôi. Khổ toàn thế thôi, không hiểu kiểu gì. Ok may mắn 188 cho bác Trân Vũ Như Hậu này. Kem đêm em cho chị Nhung Nguyễn này. Ok bác luôn này. Đây là cái mã son mà em bán nhiều nhất luôn. Khách vào bảo ui Giang ơi lên màu chuẩn lắm, đẹp lắm luôn. Nào cho chị luôn dung dịch. Cái gì? Tôi lấy mẹ. Các mẹ tưởng mẹ thế nào? Còn 5 thùng thì chờ nhường nốt còn gì nữa. Thảo hết, thảo cháy. Thế thì chắc bây giờ có mỗi bà Cường ở nhà đang làm chùm. Bà Cường đang còn cả hồng cả xanh đấy. Bà Cường nhiều nhất. Được chưa, dung dịch vệ sinh cho các chị em mình. Cái này là chống viêm cho các bác mình luôn này. Da bị mụn có dùng được kem ngày kem đêm không? Dùng được hết chị ơi. Trừ cái mụn trừ bọc. Các chị em mình mụn bọc, mụn viêm, mụn mủ thì các chị nên đi điều trị. Kem đêm em cho chị cốc cốc nhá, còn có mỗi mấy lọ dung dịch thôi các chị. Chả có bó bán. Nói luôn ạ, cái này lọ của nó tương đối là to, bản mới luôn các chị, bản mới là nó có chữ trong này này. Nói nhá các chị nhá. Chuẩn cho các chị em mình hàng nội địa luôn. Các chị em mình hàng Ba Lan, hàng nội địa luôn. Nội địa Ba Lan. Cái này các chị em mình chốt nhanh vào đây cho em luôn này. Dung dịch em bán cho các chị em mình. Bao nhiêu đây, thấy bảo 165 hay là bao nhiêu? Ôi rồi. Thế thì bán trên này sao được. Trên này nó nặng như này còn cuốn kia các thứ. Em để cho các chị em mình, các chị chốt nhanh luôn thế đi bán. Coi như là bán tặng cho các chị em mình nhá. Chỉ có duy nhất mỗi một màu này cho các chị thôi. Cái này là chống viêm, làm sạch dịu nhẹ cho các chị em mình chống viêm. Được chưa ạ? Đấy các bác mình lấy cái này này. Nó khử mùi hôi nhá. Nó cân bằng lại cái độ ẩm. Bản ok kem chống nắng em cho chị cốc cốc. Vì sao các chị em mình nó bị viêm, nó thay đổi cái nồng độ hoặc là cái độ pH hoặc là độ ẩm. Nói là các chị em mình nó hay gây lên đến viêm viết các thứ thì các chị dùng cho em con này. Chống viêm cho các bác, cái này thì kể cả chồng các chị dùng được. Con gái các chị em mình dùng được. Nha các chị nhá. Nói chuyện con gái mới lớn nha các chị em mình dùng được, chồng dùng được, bản thân chị em mình dùng được. Dùng một lọ này được lâu lắm, 135.000 đồng. Được chưa? Các chị lên comment ở đây cho em là dung dịch 135. Rửa được lâu lắm luôn các chị ơi. Lên giúp em là dung dịch 135 nha các chị nhá. 135.000 một hộp cho các bác mình có vài hộp à. Em vừa bảo Ngọc có tí xíu thì bỏ gì bán cho các chị em mình đâu. Lên vào đây cho em là dung dịch 135. Đấy các chị em mình chốt nhanh luôn. Em kèm đơn, các chị kèm đơn vào đấy cho em nhá. Đấy ví dụ như các chị em mình mua kèm kem chống nắng các thứ nọ kia vào. Viên đặt em lên rồi. Dung dịch 135 em cho chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1. Cho chị Tống Xuyến 1. 135.000 em cho chị Ngọc Hà Nguyễn Thị 1. Còn kem chống nắng lát nữa này sau Nguyễn Thị Ngọc Oanh có rồi mình ơi. Mình lên giúp em là dung dịch 135.000 một hộp cho các bác mình luôn này. Tranh thủ mà mua các chị ạ. Em nói thật bây giờ này rồi giờ các chị vẫn đang rửa bằng nước không à? Hả? Hay giờ này rồi vẫn ui dồi chị đang rửa nước dung dịch vệ sinh chầu không? Phát kè. Ok cho chị Quách Huệ một hộp, một viên đặt cho chị Triệu Huế. Ok chị lên comment ở đây cho em là dung dịch 135 nhá. 135.000 cho các chị em mình luôn ạ. Chị nào chưa chốt được các chị em mình chốt luôn về rửa. Cả hai vợ chồng một mình các chị em mình sạch thôi chưa đủ. Cho chị Hiên Đỗ có luôn một hộp. Một mình các chị em mình rửa thôi, sạch thôi chưa đủ. Chồng các chị em mình cũng nên rửa cho em nhá. Đấy. Em còn bắt chồng em rửa. Hôm trước ông ấy đòi ông bảo cái này có tắm được không vợ. Đấy. Xe có điên hả? Không. Rửa thôi. Lên vào đấy cho em là dung dịch 135 cho em ạ. 135.000 một hộp cho các chị em mình không. Không có cao dán cao dùng gì trên này đâu chị nhá. Màu nào cho các bạn đang dậy thì đấy, em chỉ bán duy nhất mỗi màu này luôn chị này. Dung dịch 135 cho chị Nguyễn Hương có, cho chị Nguyễn Anh có.
Cái này là chống viêm ạ, làm sạch dịu nhẹ, cân bằng độ ẩm ạ. Hai lọ em cho chị Hồng tươi ạ. Viên đặt mã là viên đặt 75k kèm theo số lượng. Một viên là 75.000, tí nữa em lướt lại cho mọi người sau. Nhớ là của chị Hồng tươi là hai hộp nhé. Chị nào chưa được các chị lên cho em là dung dịch 135 cho em luôn này. Ok, cho chị gà bông có, cho chị Mai Ngoan có này. À, kẹo ong em lên rồi, kẹo ong chị lên giúp em là mã kẹo ngậm 199. 199.000 bốn hộp luôn nhá. Em bán nốt luôn, còn có mấy suất nữa em hết rồi. Đấy, chị nào lấy lên là kẹo ngậm 199 ạ. 199.000 bốn hộp cho các bác mình nốt luôn là hết hàng. Em còn có vài hộp là hết. Đấy, còn chị nào mình chưa được dung dịch mình lên cho em là dung dịch 135 cho em luôn nhá các chị nhá. 135.000 cho các chị em mình luôn này. Làm miếng mít sấy cho đỡ buồn sầu với các chị. Nhớ là về cái này các chị em mình dùng được, chồng con các chị em mình đều dùng được nhá. Con các chị em mình, con gái đang tuổi lớn các chị mua cho các bạn. Dung dịch 135 cho chị Nguyễn Nhung có này. Giang lên sen đêm không có hàng ở đâu chị. Chị Mai Ngoan là có dung dịch 135 rồi chị Mai Ngoan ơi. Bác nào chưa được các bác lên comment ạ. Dung dịch 135 cho chị Quỳnh Linh có luôn ạ. Ủ tóc còn đúng không? Cho các chị kèm mà để các chị mua còn được. Còn mấy like ạ? Hai lọ ủ tóc thôi. Đâu à? Ủ tóc còn hai hộp. 150.000 miễn ship nha các chị. Lên cho em là ủ tóc 150. 150.000 miễn ship và lên kèm mã nào đấy. Chị nào lấy dung dịch nữa các chị lên, đâu còn hai thùng à? Vậy. Thế còn bao nhiêu để cho nó được đủ màu? Cái gì? Gì lấy đấy còn gì nữa à? Viên đặt hai viên cho chị Nguyễn Duyên. Ủ tóc dùng phê lắm. Em cảm ơn bác Nguyễn Nhung nha. Này. Có mấy kem tan mỡ lên luôn nha các chị luôn. Kem tan mỡ còn mấy hộp các chị lên đi. Tôi lên mã này có mỗi 12 chai. Có 12 chai rồi. Sản phẩm. Đấy. Chịu khó mà dùng vào. Đấy, đây, nhân viên nhà em nữa kia đây này. Em lặng này em lười xịt quá. Tính Giang lấy bưởi. Mít về bán đi, mít đắt lắm chị. Viên đặt tinh rồi. Dầu bưởi nha các chị nhá. Nào, chị nào hói tóc nào, rút tóc nhiều nào. Bao nhiêu bà nhờ em lấy hộ mà em có lấy đâu. Nay Ngọc có cầm lên. Chỉ có 12 lọ thôi bởi vì là em trả cho xỉ với lẻ hết rồi. Còn 12 lọ mang cho lên chị rồi. Lấy cái gì nữa? Mít. Mít. Bà lên luôn đi. Chỉ có 12 lọ thôi nha các chị nha. Chị nào hói tóc này, rụng tóc nhiều này. Đó. Những cái mảng như kiểu của Giang này. Có những cái mảng mà tóc không có lên được đó. Mảng cái kia là Giang đang lên tóc con đấy. Thì các chị dùng cái này đảm bảo là tóc con lên tua tủa luôn. Đó. Hôm trước màu đen nhìn còn rõ. Nhưng mà giờ nhuộm xong nó gần thành mẹ nó màu da ấy. Có 12 lọ thôi nhá, tinh dầu bưởi nhá. Tinh dầu bưởi ngày hôm nay tặng luôn cho các chị là 188.000 miễn ship. Được chưa? 188. Giá đấy là được chưa? Có 12 hộp thôi các chị. 12 lọ thôi. Đây, hàng chuẩn đây. Em tự đi lấy về đấy các chị ơi. 12 lọ á. 12 lọ. Đó, một lọ nữa đâu rồi. Đây. Đây, đây, đây. Thôi, khỏi đi. Có 12 lọ, chia ra nào. Có lỗ thì lỗ bao nhiêu? Ôi, lỗ nhiều lắm. 12 mà nhân với lại. Cho luôn đi. 179.000 miễn ship. 88 rồi. 179 luôn cho các chị, bớt cho các chị được luôn 9.000 đi. Vì có 12 hộp, bù có hơn 100.000 nữa chứ mấy. Bù có hơn 100.000 nữa. Thế. Đây có 12 lọ rồi nha các chị nha. Đấy. 179. Tóc con mọc nhiều lắm. Đây này. Thì nào mình thích ạ? Cho tóc nó chắc khỏe. Bà Tuệ dùng được 1 tháng rồi này. Các chị em mình, ví dụ như các chị em mình gội kiếc xong các thứ ấy. Hoặc là ngày các chị em mình xịt này. Xịt vào đây này. Tuệ nó ngại nó có thò đâu. Xịt vào đây này. Đấy, hoặc các chị em mình xịt vào những cái chân tóc cho nó chắc khỏe nhá. Xịt vào chân tóc cho em nó không gây bết biếc gì đâu. Lên luôn cho em là 179 miễn ship. Tinh dầu bưởi nhá các chị nhá. 179.000. Hay về. Cho 179.000 luôn. Có mấy hộp bỏ gì đâu. Em phải nhiều em bán em mới sướng. Xem một chị một đơn kem ngày kem đơn. Ngày Du Si và một mặt nạ. Chị này như không cọc mà chị này khách mới mà Ngọc Nguyễn này. Thì em nhắn tin không em xả đơn vì không nhắn tin trước đúng không? Kiểm tra tin nhắn cho cọc mới chốt. Ok 179 miễn ship cho Nguyễn Ngọc Oanh này. Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1 này. Viên ngậm 199 em cho chị Lan Lương kìa. Vitamin hết hàng không có nữa đâu mình ơi. Đấy các chị lấy cái đấy các chị em mình lên cho em là không lên là 199 179 mà lên là xịt bưởi cũng được. Xịt bưởi thì không phải là thành xịt. Xịt bưởi 179.000. Kem chống nắng kèm quà ok chị Ngô Quỳnh Trang ạ.
Kem chống nắng chuẩn bị hết rồi, còn có mấy suất. Sướng lắm, các chị cứ xịt vào những cái này này. Đây, tóc con mọc nhiều lắm, nó cứ tua tủa ra. Mà nó chắc chân tóc không? Ừ. Chắc chân tóc, 179.000 một hộp. Có vài hộp. Em mà đến giờ này bắt đầu đến giờ đuối rồi. Đợt này em không bán nước hoa chiết, vừa mới bán xong chị. Chị thích chiết của loại Mít thì o, chị lên là H200 200.000 miễn ship. Đâu rồi em ơi? H200 Mít thơ ngoài 200.000 miễn ship 5ml nhá, 5ml ạ. Còn các chị em mình muốn loại này H200 cho chị B-Boy. Em ơi bảo anh chiết luôn cái này để đóng đơn của chị kia đi. Còn kẹo ngậm, kẹo ngậm lên là kẹo ngậm 199. Còn nếu như mà mình muốn lấy cái này mùi nhà giàu, mùi tiền à, lướt qua một phát là biết ngay là mùi tiền luôn rồi. Thì các chị lấy cho em loại này lên là nước hoa 680, 680.000 10ml thôi nhá. 680.000 10ml. Ngày em lấy để em dùng. Nói em tặng cho các chị 680.000 là 10ml. Bác nào mình ăn chơi à, sang chảnh à, thì mình có thể lấy cho em con này. Con này là ăn nó thêm 13. 680.000 10ml, nói không với pha kè nha. Nói luôn à, hàng bill viết đầy đủ luôn. Mệt quá, Ngọc Lai gì nữa, Ngọc Lai đi Ngọc ơi, mệt quá này. Con lên kem tan mỡ đi. À kem ừ đấy, mỡ. Còn kem tan mỡ nữa. Quảng cáo gì nhiều đâu, có mỗi tí. Kem tan mỡ. Kem tan mỡ ông chất chị nào vô trượt lên luôn là kem tan mỡ 165.000 kèm đơn. Gần Tết rồi. Dùng làm đẹp đi. Em đang dùng này, em đang bôi với cả hôm nay cũng có ghen ghiếc gì đâu. Đang bôi với cả đang mặc cái quần sinh nhiệt. Không có điều kiện đeo gen thì là quấn cái màng bọc thực phẩm vào. Quấn cái đấy mới nhanh giảm, nhưng mà quấn cái đấy nó bị bứt rứt. Nhưng mà ấy, nhưng mà nhanh nó giảm, giảm lắm. Mồ hôi nó ra kinh khủng lắm. Mỡ mỡ nó chảy ra kinh khủng lắm. Thề luôn. Tháo ra mà thấy bóng bóng thấy lên đường. Lên. Không, em không cần trả đeo cô đâu. Nên cho em luôn là kem tan mỡ 165 nha các chị nhá. 165.000 một tuyếp. Kèm đơn cho các chị. Ừ, em còn có mấy tuyếp nữa rồi là em hết rồi. Ngày hôm trước bao nhiêu? Hôm trước bao nhiêu chị dặn luôn ấy. Comment vào đấy cho em luôn là kem tan mỡ 165 nha các chị nhá. Ừ, may mắn 188 cộng D98 hai lọ cho chị gà chip. Lệ Ngọc, comment vào đấy cho em là kem tan mỡ. Kem một tan mỡ là 100. Ôi một tẩy trang cho lên. Mà nó có ít thôi, tích đấy. Kem tan mỡ em cho chị Nguyễn Nhung có luôn này. Không có tự nhiên mà đẹp được đâu các chị. Các chị phải kiên trì. Phải chịu khó. Đặc biệt các chị sinh mở sau sinh. Các chị em mình nên dùng cho em. May mắn 188 chị Kết Vân Thanh Hà. Son đấy. Kem tan mỡ em cho chị Trần Tươi. Các bác mình cứ yên tâm, hôm nay em còn lên hết. Hôm nay nhiều mã. Còn rất nhiều mã lên cho các chị em mình lên. Giờ chia sẻ lên 300 tặng quà đi. Em tặng món quà này. Chia sẻ lên 300 lắm gì? Tặng lên mọi. Còn gì bán nữa đâu mà chia sẻ lên 300. Tôi hỏi thế này. Tôi về nhà tôi chở tiếp. Mỗi thứ còn có vài cái. Cái gì đó? Không còn gì bán. Lên lại viên đặt đi, mình vừa vào Ngọc đưa lại viên đặt cho các chị ngắm. Rồi viên đặt nào. Đút hết vào đấy, viên đặt đây nha các chị nhá. Một tháng một viên thôi. Đấy, một tháng là các chị cứ đút vào. Đút vào. Vãi. Đặt nhầm. Rồi thì cứ đút vào là đúng. Đặt vào tầm khoảng 2 phân nhá các chị nhá. Đẩy vào. Xong các chị nhớ lót cái băng vệ sinh hàng ngày vào để sáng hôm sau nó chảy ra cho nó sạch sẽ. Đấy, một tháng một viên thôi. Rất là sạch sẽ luôn. Viêm nhiễm, nấm ngứa, rồi là khí hư, rồi thì là hôi hám các kiểu. Em tan mỡ cho chị Dung Nguyễn. Có chị nào ở đây chưa bao giờ phải đặt thuốc không? Chắc chắn em nghĩ là không nhỉ? Ừ, nhất là bầu bí cơ, lúc bầu cơ. Kinh khủng. Hết bầu, thế là thôi. À đây, ôi trời ơi, quên. Có 10 lọ cho 10 chị thôi. Mày không bán thì tao bán. Thôi, cháu chả bán cho bọn bí. Thơm ôi, lắm. Nhiều chị thích mà, đúng không? Nhiều chị thích cái... Chồng húc vào đấy suốt á. Ừ, khổ lắm cơ, nhiều chị Lan thích. Lan á. Bà Lan kêu. Ừ, Lan. Lan bà Lan bảo mẹ xây rượu uống lên. Còn thằng Sơn thì nó bảo không ngồi em thơm nhưng mới mít chịu. Lúc hai bí mày này
viên đặt ok em cho chị Dung Nguyễn là viên đặt là 75.000 một viên. Thì Thảo nó vừa lấy mà, một cái màu đen, một cái màu trắng. Bác Phương, bác Phương à, mẹ đang thơm, để trên tầng con ly đập vỡ, tao điên quá, điên. Ly đập vỡ, vỡ ra, thơm đúng nửa tháng trong nhà luôn. Thơm. Ừ. Dòng này là thơm quá nên là Giang không có thích bán, nhưng mà hôm nay em có 10 lọ em mang lên em tặng nốt cho các chị. Đó. Nước hoa bím. Bình con này thương. Em thề với các bà luôn nhá. Kem tan mỡ em cho chị Minh Thông. Nói... Các bà chỉ nhỏ cho em một giọt, nhưng các bà không cần phải nhỏ trực tiếp vào trong cái đũng trên đâu. Em nói thật là em chỉ nhỏ cái đũng bên dưới này. Đúng một giọt tí ti thôi. Giặt xong vẫn thơm. Giặt xong rồi vẫn cứ thơm. Mà mẹ chả hiểu ma xui quỷ khiến gì. Giặt rồi mà những cái thứ khác giặt chung cùng với con quần silit đấy cũng thơm luôn. Đó, màu đen là thơm nhất, bán chạy nhất đây các chị này. Đúng rồi, bím. Chuyến Hàn em kem tan mỡ cho Minh Thông kìa. Một lọ kem đem cho Trương Dương kìa. 10 lọ thôi, bôi vào lại bôi đẻ. Vào lại đẻ. Có 10 lọ thôi, em mang lên đây em tặng các chị luôn. Bình thường là Giang đang bán bao nhiêu? Cái này là đợt nào mình bán là 310 đúng không? 310. Hôm nay em sẽ tặng luôn cho 310 các chị. Nhưng không miễn ship đâu. Hai viên đặt cho chị Chu Thị Chính. Hôm nay em tặng luôn cho các chị nhá. 250 miễn ship. Kinh. Có 10 lọ thôi. Các bạn kéo lại tưởng pha ke. Không, có 10 lọ thôi. Có 10 lọ thôi. Đấy, các chị nhá. Đây, các chị. Nhìn. Con này này. Nhìn tao mắt. Đợi em để em tìm cho em có còn tin nhắn của chị đấy không? Vì từ rất lâu rồi. Em bán cái này từ phải đến từ năm 2020. Bao nhiêu chị nhắn tin? Giang ơi, chị mua 99.000. Chị chụp này, Giang chụp cho chị cái lọ mà Giang đang dùng được không? Em chụp xong cái các chị mới biết là các chị mua phải hàng pha ke. Quá nhiều chị mua phải nước hoa bím hàng pha ke vì nó bán kinh mà. À, cho à, chị có hạt cười không? Không, chị cười cho em xem. Em không còn nước hoa 250 đâu chị ơi. Em chỉ còn cái nước hoa này, Miss Dior này là 200. Nước hoa 250 miễn ship là cái này. Tao lợi mày đấy. Mày ngồi ngay ngắn cho tao quỳ. Chị đang có mấy nước hoa 250 miễn ship. Em không còn đâu. Viên đặt cộng nước hoa bím cho chị Tu Thủy. Ok, nước hoa 250 cho chị Dung Nguyễn. Khổ. Đấy, nhẹ nhàng thôi em ơi. Tao. Được rồi, tao. Thôi cũng đến chịu. Nước hoa bim bim. Các chị lên comment vào đấy cho em là nước hoa bím 250 miễn ship cho các chị luôn. Có 10 lọ thôi. Có nơi bán 29k một lọ hoa à, nước hoa bím ấy. Lắm hàng pha ke đúng rồi chị ơi, Nguyễn Thị Ngọc Anh một lọ. Ai bán 29.000 một lọ nước hoa bím thì hãy cho em lấy vài lấy. Về khéo mẹ đang thung thủ găm cọc. Đang thung thủ, đâu đâu, đang kiểu khai khai thôi. Nhưng mà thêm tí nước hoa mà về lại thung thủ găm cọc luôn ấy. Ok, cho chị Nguyễn Trọng. Dùng được lâu lắm, một viên đặt em cho chị Hồ Liên. À, lọ này công nhận thơm xịt một lần, thơm mấy ngày. Em mua của Thảo, của Lan dùng hết mấy lọ rồi đấy chị Linh Miu. Nó dùng thật sự với các chị là nó thơm lâu lắm. Nước hoa bím em cho chị à. Cho chị Ngọc Hà Nguyễn Thị một. Cho chị Châu Phạm một. 10 lọ thôi. Có 10 lọ thôi, em nói luôn nha các chị. Về chồng các chị em mình nghiện, các chị đừng có kêu em, nhưng nhớ là cho ít thôi. Đúng một giọt cho chị Sương Ngọc Lan có luôn này. Chết mẹ, bán giá này tí là người ta ấy, người ta vẫn chấm một tí, người ta cho cái này lên trên người nó vẫn thơm được cả mà. Ok, một lọ nước hoa cho chị Bạch Tường Vi vào thêm 250 vào đấy em ơi. Mấy lọ rồi? Dùng xong chồng phê luôn, nhéo phải chồng còn ngất luôn ấy. Ok, cho chị Linh Mạnh Nguyên có luôn này. Mày đếm cho tao mấy. Ôi giời bà ơi, thế bà không thả vào, mẹ bà cứ ngồi đây bà hóng hớt thế thì làm gì còn. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 8 lọ rồi. Cho chị Huy Triển 1 là 9, Linh Nga 1 là 10, hết luôn này. Linh Nga là 1, Huy Triển là 2, Ninh Mạnh Nguyên là 3 này, Bạch Tường Vi là 4, Sương Ngọc Lan là 5, Châu Phạm là 6, Ngọc Hà Nguyễn Thị là 7 này, Nguyễn Trọng là 8 này, Nguyễn Thị Ngọc Oanh là 9 này. Ôi giời ơi, Dung Nguyễn là 10, Thu Thủy 11, em ơi. Thôi được rồi, 11 rồi. Rồi. Em đến thành 10 à? Em đến 9. Chị đọc lại cho mày nhá, Tuệ nhá. Hồi lúc nãy cơ mà, còn lúc sau em biết đâu. Hết rồi. Không còn nữa rồi các chị. Ôi giời ơi, các bà ơi, các bà giá này các bà đừng sang bảo với Lan Thảo nhá, rồi nó chửi em chết ấy. Hết rồi các chị. Hết. Hết rồi. Giờ đến tẩy da chết kèm đơn đi. Tẩy da chết còn bao nhiêu lọ? Tẩy da chết là nhiều bà kiện. Em nói luôn, tẩy da chết này 230, em bán tặng 155. Kèm đơn thôi, không miễn ship, tức là các chị có đơn rồi. Nước hoa bím hết hàng rồi. Nước hoa bím em hết rồi các chị. Em mang thật sự là em không có đam mê cái dòng này lắm vì nó thơm quá. Nhưng nó không có bị nồng. Nói thẳng, thơm sang. Trước em có kể với các chị em, em có một đứa em không có nước tẩy trang. Nó dùng cái này xong đến lúc tiền của nó mùi cái đấy luôn. Tiền của nó mùi nước hoa luôn.
Thật ra nói là nước hoa bím thôi, nhưng mà nhiều chị là cứ ta một, dùng cả được mà, dùng cả người mà. Đâu cho một tí phải... lên đây cái là thơm phức luôn các chị. Dùng cả ngày luôn, mấy ngày luôn. Sơn nó bảo vợ nó thơm như muối mít. Hôm nào nó vừa lấy thêm một lọ đen, một lọ trắng mà con Thảo nó chăm chịu khó dùng lắm. Đít vợ nó thơm như muối mít. Tao chắc tao không đến lấy. Tao không đến lấy. Tẩy da chết này có dùng mặt nó là mặt luôn mà chị. Tẩy da chết ngọc trai này, cái này là em đã đăng bài, em đã so sánh rất kỹ cho các chị với hàng pha ke rồi nhá. Đừng thấy em bán 155 lại tưởng em bán hàng pha ke. Lên comment ở đây cho em là tẩy da chết 155 kèm đơn cho các chị. Dùng được cực kỳ là lâu luôn nha các chị nhá. Chuẩn chỉ cho các bác mình luôn, hàng này xịn hơn con 95 chứ. 95 kia. Con này xịn hơn chứ. Các chị lên comment ở đây cho em luôn là tẩy da chết 155 nhá. Ok, em cho chị Tuyết Cong một hộp, cho chị Dung Nguyễn một hộp, em kèm đơn cho 155.000, tuần các chị tẩy cho em độ lần hai lần cho em là thoải mái rồi. Đấy, như em còn tẩy cả từ ngực này lên nữa cơ các chị. Đấy, cho nó đỡ bị sạm. Tẩy da chết em cho chị Lê Lê có, cho chị Nguyễn Trọng có, cho chị Thu Thủy có. Em cho chị Hoàng Dung có, kiểu thơm ngọt ý, nhỏ hai giọt thằng nào. À, giọt này, thằng em nó bảo chị xịt nước hoa à. Đấy, kem tan mỡ cho chị Huy Thuận kìa. Cái đấy chỉ cần nhỏ một giọt thôi cho em là ok rồi, có nước hoa bim bim đấy. Cái này các chị lên cho em là tẩy da chết 155.000 nhá. Cái này là giờ sale mới được giá tốt chứ. Đúng rồi. Trước cháu mùa cháu phải dùng hết mấy lọ này rồi nhỉ? 2-3 mấy lọ luôn, 3 lọ rồi. Nói toàn là 230.000. Này giá này các chị đừng so sánh với pha ke nhá, 155.000. Đấy, chị nào lấy các chị lên cho em luôn là tẩy da chết 155 nhá các chị nhá. Lên giúp em là tẩy da chết 155. Ok này, không còn vitamin đâu chị ơi. Tẩy da chết em cho chị Tuyết Mai Phạm có luôn này. Lên vào đấy cho em là tẩy da chết 155 chị ơi, sữa rửa mặt chị lên con này đi còn mấy suất? Không 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 có nước tẩy trang đâu. Còn 12 suất đúng không? Lên cho em là S150 ạ. À, tẩy da chết em cho chị Nga Dương ạ, nước hoa bím đấy nhỏ có dễ không? Dễ lắm chị, chấm cái là được. Chấm cái là được thôi bác. Comment vào đây cho em luôn là mã S150 ạ, 150.000 một tuýp sữa rửa mặt, và em tặng kèm cho các chị em mình một cây son dưỡng môi, son bơ nhá, và miệng ship luôn này. Này, cái này sữa rửa mặt đúng như tên của nó là sữa rửa mặt kem chống nắng, chị lên là kem chống nắng kèm quà đi. Còn có mấy suất kem chống nắng nữa là em hết rồi. Lên vào đây cho em là S150. Toner một lọ, ok chị Hoàng Mai có luôn toner này. Cho chị mặt nạ 199, ok chị Phạm Thủy có luôn mặt nạ 199 này. Tẩy da chết cộng một ủ tóc, ok chị Như Hoa này. S150 cho bác Trần Thị Phúc này. 150.000 cái này này, làm sạch dịu nhẹ này. Rửa xong mềm mịn cho các chị em mình nhá. Không có bị căng da, không có bị khô da luôn các chị. Rửa cái này siêu sướng luôn, chồng em đi đâu á, son của vợ mà dặn là không nhớ mang. Nhưng mà riêng sữa rửa mặt là nhớ liền luôn. Ok, một toner em cho chị Hồng Vân luôn này. Chị nào chưa được S150 các chị em mình lên nốt nhá, còn 11 suất cuối cho các chị em mình luôn ạ. Em còn 11 suất cuối cho các chị em mình. Chị nào chưa được các chị lên là S150 cho em luôn. Kem tan mỡ là 165 kèm đơn chị ơi. Hết nước hoa bim rồi chị ạ, không còn. Tẩy da chết là 155.000. Đấy, chị nào lấy các chị lên comment vào đấy cho em luôn này. Tẩy da chết 155, ok bác Trần Thị Phúc. À, kem chống nắng lên là kem chống nắng kèm quà, khỏi xem luôn đi chị. Kem S150 cho chị Triệu Huế. Kem chống nắng bán không biết bao nhiêu rồi, sợ thật. Khách nhà em chắc khách nào mới ít thì cũng phải dùng 2 tuýp, 3 tuýp kem chống nắng đi. Còn trung bình các chị dùng 6 tuýp, 7 tuýp rồi. Sướng cho các chị em mình luôn. Chị nào lấy S150 nữa các chị lên luôn cho em S150. Dung dịch em còn. Chị lên là dung dịch 135 hay sao đúng không? Vâng. S150 cộng với xịt bưởi và tẩy da chết à? Ok chị Hoàng Yến này. S150 em vào em sửa bill cho rõ ràng. S150 cộng xịt bưởi cộng tẩy da chết. Dung dịch bản mới toanh luôn. Có chữ trong đây nhá. Intima hàng nội địa Ba Lan. Đấy. 135.000 kèm đơn cho các chị. Nào cho chị luôn, sơn ngày còn mấy hộp? Còn mấy hộp á? Bông tẩy trang lên là B35 cho nó nhanh. Không, bông tẩy trang có 35. Bán kèm đơn mà, vào 35 bán 35 đấy gì. Nói rồi chứ cháu có bán nên là cháu mới bảo không muốn lên là vì như thế. Em mới đưa chị toner, kem tan mỡ chị Huy Thuận có rồi. Đây toner đây chị ơi. Toner nhá, 380.000. Thật sự hiện tại bây giờ cũng không còn giá 199 nữa đâu. Nhưng em vẫn bán tặng cho các chị là 199.000 miễn ship. B35 ok chị Thúy Lùn. Con này các chị nhìn cái bảng thành phần của nó, B35 cho chị thương ít là các chị đã muốn mua luôn rồi. Thứ nhất nó tái tạo da, giúp cho da các chị em mình đều màu.
Nó có các thành phần của vitamin C giúp dưỡng trắng da luôn ạ. Con này những chị nào mình nên dùng ạ? Da các chị thô sần, khô, tức là cái lớp sừng trên da các chị nó dày, lỗ chân lông nó to, không đều màu. Các chị dùng cho em con toner này, rửa mặt xong có thể cho ra tay vỗ trực tiếp. Toner này dùng thích lắm, em cảm ơn chị Hoàng Yến. Có thể cho ra tay vỗ trực tiếp lên trên mặt, hoặc các chị cho vào cái bông tẩy trang này, các chị lau lại một lần nữa để cho nó làm sạch sâu ạ. Nó hút hết những cái bã nhờn ở lỗ chân lông của các chị ra. Sướng kinh khủng luôn, con này xe khít lỗ chân lông, dưỡng da căng bóng. B35 cho chị Trần Phụ Thị Phúc này, B35 cho chị Nguyễn Trọng này. Đấy chị nào, lên áo khoác nam, không không kho này làm gì có áo khoác nam mà lên khoác nam chị. Kem chống nắng ok chị Bạch Tường Vi này, kem chống nắng các chị cứ lên là kem chống nắng kèm quà nhá. 188.000 em tặng kèm cho các chị một cái áo và miệng ship. Đấy bông tẩy trang lên là B35. Toner 199 em cho chị Thúy Lùn. Em nói thật, các chị em mình trước khi dùng toner các chị chụp lại da cam thường, sau đó dùng độ 7 ngày đến 10 ngày các chị soi gương các chị nhìn ra. Sen có phải đỡ mụn cám, được chưa, nó kiểm soát dầu nhờn tốt, đỡ những cái mụn đầu đen, sướng cực kỳ. Toner em cho chị Lường Thủy Ban, B35 cho chị Phương Harry. Đấy các chị lên comment rồi. Sao lại lên áo len lạnh. Nhà em hai cơ sở nha chị. Cơ sở Ba Vì trên này em chỉ có mỹ phẩm và túi sách, được chưa, còn quần áo các thứ là ở cơ sở Gia Lâm nhá. Ok, toner em cho chị Thượng Thưởng có luôn này. Lên vào đấy cho em là toner 199.000. Em cho chị Châu Phạm có luôn toner này. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em là toner 199. Xuống xem còn quá gì gọt tiếp em. Bà ấy em tôm cho cái gì vào mồm kìa. Ôi nhìn trộm như hai đứa nó kìa. Ôi xuống thế. Em nhìn này, cưng lắm luôn em ạ. Nhìn kìa. Ôi trời ơi, ở với bà cái thích chưa? Ngon nhỉ? Ừ. Ok, toner cho bác Trần Thị Phúc, toner cho chị Nam Nguyễn. Phần gì một lọ toner ok gì để mang về, toner cho chị Phạm Linh. Cầm cho cô một lọ toner về nhá. Tức là các chị em mình kem chống nắng kèm quà ok chị em dính. Rửa mặt xong mình dùng toner cho em ạ. Để làm gì ạ? Sạch lại một lần nữa, khi các chị rửa mặt có thể nó sạch bề ngoài, nhưng riêng các chị dùng toner để nó hút được cả những cái dầu thừa lên cho các chị em mình cơ. Đặc biệt là chị nào mà có cái máy điện di tinh chất nha, các chị cho toner này vào, cho vào cái bông tẩy trang nó, các chị em mình xoay một lần nữa nó vẫn lên những cái bẩn luôn. Nó làm sạch sâu ạ, nó cân bằng lại cái độ ẩm. Dùng thay đúng rồi, dùng thay bức nước hoa hồng, nhưng nước hoa hồng chỉ có một công dụng là cân bằng độ ẩm thôi. Còn riêng cái con toner này, công dụng của nó gấp 10 lần nước hoa hồng nữa cơ. Ok, chị Nguyễn Hằng đuôi 273 lấy toner nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nhé chị nhé. Mình nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn để lát nó cho nhân viên chốt đơn. Đấy, 199.000 cho các chị đóng đơn, cái này vất lắm các bác. Đóng đơn cái này vất. Này nhá, có một cái mã mà em còn chưa lên, kem tẩy lông. Lát lên cho các chị. Nhá các chị nhá. Tôm nó lại lấy cái gì cho vào mồm kìa. Bà giống đi rồi mà nó biết đi ra lấy cái đâu rồi. Ổn thế chứ lệ. Chị nào lấy toner nữa các chị lên cho em là toner 199. 199.000 cho các chị em mình luôn nhá. Bác nào chưa được các bác vào lại toner em cho chị Dung Nguyễn. Giang bán máy điện gì không? Em không bán máy điện gì đâu. Ngọc thử tìm hiểu một vài cái máy, loại máy điện gì. Tấm bác Tiến đẩy. Đấy, thì mới bảo Ngọc tìm hiểu một vài thứ xem nào. Có thì bán cho các chị, hôm nào mình bán sau. Nào, cho chị tẩy lông ở đây. Tẩy lông? Tẩy cả lông. Ơ, tẩy xong tẩy được. Thì cháu tẩy cả lông thôi, lần trước cao xong đến lúc nó mọc lên ngứa rách, nhưng mà tẩy đấy đỡ hơn. Tẩy xong thành chim trắng mồ côi. Toner cho chị Minh Thông ạ. Toner cộng bông tẩy trang cho chị Nhung Nguyễn ạ. Không, tẩy trên thôi, người ta thì chỉ tẩy trên, tẩy xung quanh thôi. Đó, trước hết. Khi đi không tẩy hết đâu, trước khi đi du lịch du liễu các thứ gì cũng tẩy. Túi đen dưới em chưa lên túi, với cả chịu khó tẩy lông nách đi. Em ơi, lông nách cao xong nó cứ sột. Đi tẩy đi triệt nó chưa hết đi. Xong rồi các chị mặc váy này là tẩy lông chân nó trước các thứ này. Cái này nhá, bao nhiêu? Bán bao nhiêu thì tao đang bán 108 đấy. Toner em cho chị Nguyễn Thị Nguyện. Ok, chị Nguyễn Thị Nguyện này. Có chị em nào kem tan mỡ, là mã kem tan mỡ 165 mình ơi. Nhưng mà phải chăm chỉ mua kem tan mỡ về, chăm chỉ thì mới mua. Chứ mua về mà các bà không chịu khó dùng, mua về phí tiền đó. Chết thì phải bán hàng bảo khách mua về cho phí tiền thì chắc cũng chịu luôn. Nhưng mà đấy là nói thật, thật sự đấy. Đấy. Tao đang bán 108.
Thôi, bà bán 180 kệ bà, cháu bán luôn. Kem tan mỡ cho Thúy Lùn có bao nhiêu hộp em ơi, bỏ đây chị Chi ăn luôn. Có mỗi 20 hộp thôi. Hàng của Pháp. Về theo bông tẩy trang với cả ấy. 100 lại miễn ship. 130 miễn ship, chị nào thích bông tẩy à quên, thích kem tẩy lông ạ. Đấy, cái này thì thật sự với các chị em mình là nó tiện. Các chị em mình tẩy bên đi nó tiện. Nó tặng kèm theo ấy. Kèm cái gạt cái gì, cháu biết rồi. Em còn tẩy cả vùng kín. Nhưng mà em đang phân vân có tẩy được ria mép không? Có, cứ bôi lên thì cho nó mềm ra xong rồi ấy. Này, em còn định tẩy cả ria mép đây này các chị này. Nó mềm lông ra là tẩy được hết. Các chị em mình phải để tầm khoảng độ 5 phút, 5 phút, 7 phút gì đấy cứ để một lúc. Xong các chị em mình, ví dụ như các chị quên hôm nay chả bán cho các chị cái cuộn, cháu tẩy xong cháu toàn lấy cái giấy cuộn mà xong để lau mặt đấy. À, cái đấy. Giấy đa năng. Ừ, cái giấy đa năng nhiều loại dai đấy. Là tẩm với nước ấm xong lau lại một lượt là nó sạch bong luôn. Đấy, tẩy nách, tẩy niếc toàn dùng là toner cộng kem chống nắng kèm quà cho chị Tạ Hương. Ok, chị Tạ Hương này, kem Juicy ngày và đêm, dùng thích như kem sen không? Em ơi, nó, ví dụ như mà mình hợp, mình thấy nó thích hơn. Vì sao ạ? Vì nó gọi là nó mềm miếc, ví dụ như mình chỉ cần cái độ gọi là cấp ẩm này, dưỡng da căng bóng này. Đúng ạ, đấy là ví dụ như những chị da mình không có sạm nám tàn nhang. Đấy, sen đêm thì nó chỉ thêm cái tác dụng là nó thêm cái hỗ trợ giảm sạm nám tàn nhang thôi nhá. Tẩy được lông mặt không chị, vừa mới hỏi đấy. Ngọc đấy gì tẩy hết đấy gì các chị hết rồi. Xong rồi các chị nhá. 5 phút là các chị lấy cái kia các chị cái này các chị em mình kem luôn. Các chị nào mình lấy tẩy lông các chị lên là tẩy lông 130, tẩy xong có rát không? Tôi chưa tẩy mặt nên tôi chịu không, bà ơi không tôi chưa tẩy mặt nên tôi chịu. Tôi chỉ có mấy tẩy chân, tẩy nách và tẩy lông bikini thôi, mà tôi là cái người nhạy cảm thật sự luôn, da siêu nhạy cảm. Bây giờ các bà đến các bà mang cho tôi một cái lọ sữa rửa mặt gì đấy đi. Đúng không ạ? Sữa rửa mặt hàng pha kè rồi đấy, tôi rửa cái là ngày mai các bà nhìn mặt tôi nó tơi bời hết luôn. Nên chính vì thế vì sao em không bao giờ em bán những cái loại mỹ phẩm linh tinh được. Vì da em nó rất nhạy cảm. Đấy. Em dùng tẩy lông này em cũng phải cháu phải dùng mấy ba lọ đấy nhỉ. Em tẩy nhiều chị nào lấy kem tẩy lông nhá, các chị lên cho em là kem tẩy lông 130 chị chuyển khoản nhé. Ok chị Đậu Nga, 130.000 miễn ship luôn ạ. Không bán hàng vớ vẩn, không em không bán bông rửa mặt đâu chị. Em không bán bông rửa mặt. Các chị lên comment ở đây cho em là kem tẩy lông 120 à 130 nhé, 130.000 miễn ship. Ngọc bán 180 hay 185 phải không? 130.000 miễn ship. 180 chưa miễn ship. Khiếp, mày thấy ngày bà chỉ cần bán mấy đơn thôi. Nói thật gì? Đấy là nói thật còn gì? Mẹ bán cho khách cái này 180.000 tổng cộng mà. Nhưng mà nhà bà cộng có 20.000 ship thì sao đúng không? Vẫn còn 30. Ui giời ơi kinh. Ok, tẩy lông 130 em cho chị Đinh Hạnh 1, cho chị Phạm Thị Lý 1, em cho chị Minh Thông 1. 130.000 nhá, không mất ship ở đâu mình ơi. Lên vào đấy cho em là tẩy lông 130 đi. 130.000 có vài hộp thôi. Chắc lại phải để thêm hộp nữa để về. Em nhiều lông lắm các chị. Em nhiều lông kinh khủng. Mùa này em còn ít tẩy. Quả dưa hỏng à? Không, bác bảo cắt đi, không được gì hết. Nó bị đấy là không quan trọng là bưng thuốc. Tẩy da chết 155 cho chị Nguyễn Vân kìa. Ok chị. Tức là em mùa đông này em còn ít đấy. Chứ còn mùa hè các chị thấy em tẩy vài ngày lại tẩy nách xong lại chân xong lại tay. Đó. Chị nào chưa được nhá, các chị lên comment vào đấy cho em luôn là tẩy lông 130, 130.000 cho các chị em mình luôn. Cái này là cái gì bằng? Dưỡng da tay nhưng mà lại kèm thêm cả dưỡng móng luôn. À, cái này là bọn làm móng hay làm đấy đúng không? Nó hay dùng đấy đúng không? Chị nào lấy các chị lên comment vào đấy cho em là tẩy lông 130 nhá. Tẩy lông 130 này. Đấy có ít bán. Lười lắm, chả buồn bán luôn, mệt lắm. Quá mệt. Thế thôi tao lại đem tặng các chị. Vãi. Tao tặng cho mình. Ôi Ngọc ơi là Ngọc ơi. Kèm đơn thôi, không xong rồi bà đi mà đọc. Tôi đếch đọc. Còn nước hoa bím không? Ôi dồi ôi, sang em Ngọc ngay, cái bà Phương Trần kia mua hàng nhà em Ngọc rồi. Kem chống nắng chị lên là kem chống nắng kèm quà. Cái này là nó dừng từ bao giờ rồi bà? À thế à? Chị bảo chị hỏi từ bao giờ. Đó. Máy bên mốc. Thế nên là khi bà bảo rằng là giá mẹ sao không quá đáng, không ghim tên bà lên cho khách nhìn. Ghim ở đâu? Đây này. Cái này nó từ bao giờ rồi, từ lúc còn ăn vitamin ấy, hộp gì. Đấy. Không có lên comment gì. Cái này để tặng cuối like, tặng cho những chị nào có được. Cho chị nốt mã. À em ơi, đưa chị kem chống nắng vừa nãy em làm một phát trên tay này rồi. Tẩy da chết em cho chị Nguyễn Thanh Thúy. Em làm thêm lớp nữa lên cho các chị nhìn, nó vẫn cứ gọi là, kể cả các chị em mình nhìn cho em luôn nhá, nó vẫn cứ gọi là
thẩm thấu cho các chị em mình siêu. Em bôi lên mặt thì các chị không nhìn được rõ cái độ nâng tông đâu. Vì mặt em đã bôi một lớp rồi. Kem chống nắng kèm quà cho chị Hà Thu, kem chống nắng dùng thích lắm, em cảm ơn chị Đặng Liên. Đây là em đã bôi một lớp rồi đấy các chị giờ này. Đấy các chị nhìn không? Hôm nay phấn đấu là không còn một cái hàng gì trong nhà nữa. Sướng không? Mướt không? Căng không? Em bảo rồi, kem chống nắng dùng thích kinh khủng luôn. Nói rõ nhất là bôi lên tay đây cho các chị em mình nhìn. Đây là tay em cũng bôi một lớp rồi. Nói đây cho các chị nhìn. Khi các chị em mình có rửa đi rồi nhá, cái bên các chị bôi kem chống nắng và bên các chị không bôi nó vẫn khác nhau. Da nó vẫn có độ mềm, độ đàn hồi và nâng hơn một tông luôn các chị nhìn này. Sướng kinh khủng cho các chị luôn, sướng không? Thẩm thấu cực kỳ nhanh, không gây bết rít gì luôn. Đẹp lắm luôn đây các chị nhìn này, bên không bôi với bên bôi nó khác nhau chưa? Đẹp lắm, che khuyết điểm tốt rồi các chị. Nhân viên check chị gửi hàng, tin nhắn gửi hàng cho chị. Dạ vâng chị Hà Thu. Nãy giờ em còn chưa nghỉ sướng luôn này, nó mướt mát, nó mềm lắm. Nghiện luôn, bôi kem chống nắng này nghiện luôn. Còn còn mấy lọ e đỏ đưa chị lên nốt đi em. Ờ hay nhở. Đấy, tí nữa thì chúng mày quên à, dọn nốt đi chứ còn gì. Lên là kem chống nắng kèm quà. Em để cho các chị em mình là 188.000. Em tặng kèm cho các chị em mình một áo. Tặng kèm cho các chị em mình một áo luôn và miễn ship. Đây còn có mấy lọ thôi, đến hôm qua mới bảo mang e đỏ lên. Hết e đỏ à? À, kem chống nắng nhà Giang thì mê lắm, em cảm ơn chị Hà Thu ạ. Kem chống nắng dùng thích lắm, em cảm ơn bác Nguyễn Hằng. Này cái này còn có mấy lọ e đỏ nhá. Nào không mua được tinh dầu hoa anh thảo thì mua tạm e đỏ đi, cải thiện nội tiết ạ. Nói đẹp da đẹp tóc cho các chị em mình luôn nhá. Kem chống nắng kèm quà, ok chị Liệu Ho Liệu He. E đỏ là 99.000 một. Một dung dịch cho chị gà chip kìa. Hai lọ. Hai lọ. Kem chống nắng kèm quà cho chị Thúy Hinh. Hai lọ e đỏ cho chị. Phải đừng có cười người ta nữa, khổ lắm. Hai lọ e đỏ cho chị Anh Hương Trần. 99.000 một hộp. Nhá các chị nhá, chị nào chưa được ạ. Còn có mấy lọ. Kem chống nắng kèm quà cho chị Hiên Nguyễn Thị. E đỏ cho chị Dung Nguyễn. Dung Nguyễn có luôn e đỏ. E đỏ em cho chị Thúy Lùn. Thúy Lùn có e đỏ luôn này. Em lên dung dịch rồi. Toner có được miễn ship chị ơi, toner 199 được miễn ship. Kem chống nắng kèm quà cho chị Phạm Thủy. Hai lọ e đỏ cho chị Quỳnh Liên. Ok chị Quỳnh Liên, em nói luôn mua kem chống nắng về dùng thử 3 ngày. Nếu như cảm thấy không ok gọi điện cho em Giang nhận lại hàng, em Giang banh lại tiền đầy đủ. Dùng rồi em vẫn banh lại tiền nhá. Cho chị Ngọc Hà Nguyễn Thị có e đỏ. E đỏ này em chỉ bán kèm đơn thôi nhá các chị nhá. Chị Ngân Lê có lấy thêm gì không? Ngân Lê một lọ e đỏ. Em bán kèm đơn cho các chị em mình. À, dầu gù. Dầu cù là chị ơi. Dầu cù là. Dầu cù là. Đang cho con bú uống đi, sau sinh các chị em mình khô hạn mà. Nên mình uống cho em luôn. Dầu cù là D98. D98. Dầu cù là D98 kèm đơn đấy các chị. Giang lên lại mã đi để chị lấy chờ em, lát nữa em lên cho. Nào còn 5 lọ e đỏ, chị nào chưa được các chị lên nốt. Ủ tóc là hình như hết hàng rồi đúng không? Dầu cù là ủ mã tóc D98. D98 cho chị Triệu Huế. Dầu cù là chai to tướng, lọ to tướng, hộp to tướng luôn. Không phải cái hộp mỏng mỏng đâu. Hộp này dùng đến bao giờ chắc phải mày vỡ đấy Ngọc. 2-3 năm. Dầu cù là đấy Ngọc mang lên bán tri ân cho các chị thôi chứ bán 150 mà. Đấy, từ cái đợt dịch mở lại đi Thái nhá, là mẹ chồng em không có dặn gì đâu. Mà chỉ dặn là 2 năm rồi con không có đi Thái được. Thì lần này đi Thái nhớ lấy dầu cù là về cho mẹ. Nó tốt khủng khiếp luôn. E đỏ chị Đào Nguyệt, e đỏ chị Nguyễn Thanh Thúy. Dầu cù là các chị em mình vừa về làm xoa bóp này, cảm lạnh cảm liếc các thứ mình bôi này, hay là bầm tím này, mũi đốt này, trái gió trở trời này, ho hiếc các thứ mình bôi. Đấy đau bụng đau biết các thứ mình bôi được nhá. Rồi còn 3 lọ e đỏ nữa, chị nào chưa được các chị lên nốt là e đỏ 99. 99.000 đồng. Toner là 199, Ngọc Nguyễn sau giờ này và chốt chị cái đấy cọc cho em. Ngọc Nguyễn. Kem chống nắng kèm quà cho chị Hiền Hà Thị Hiền. Ok cọc luôn đi chị ơi. Kem chống nắng sướng lắm các chị. Nó đẹp đó đấy, này, căng bóng luôn các chị nhìn. Cứ bôi thêm phát nào đấy. Bên này đỡ đỡ căng bóng, vã thêm tí kem chống nắng vào lại căng bóng luôn. Thích cực kỳ luôn các chị. Rồi e đỏ em còn 3 lọ nhá. Chị nào chưa được các chị lên comment và nói cho em luôn. Mặt nạ còn bao nhiêu? D98 cho chị Hoàng Yến nhá. Hoàng Yến thì như vừa nãy. Một lọ toner chị Đặng Liên đuôi 479, nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn chị ơi. Ok chị Hoàng Yến có D98. D98 chẳng biết còn mấy hộp, cái này dùng được lâu lắm, khiếp các chị ơi. Bà chả hiểu mẹ nghĩ gì làm hàng cái hộp to như này. Người ta mua cái hộp nó như cái nắp này thôi, đúng mỏng như cái nắp này thôi này. Điều mẹ chả bao dùng. Đúng mỏng như cái nắp này thôi. Kem chống nắng là 188. Lên rõ là kem chống nắng kèm quà, em tặng kèm cho cái áo đây. Cả một cái lọ này dùng đến bao giờ cho hết. Sướng lắm luôn các chị. À, dầu cứ. Cù là. Dầu nhiều cứ loa. Nhiều tiền không gian. Dầu cứ loa. 98.000 đấy bác lên là D98. 98.000 một hộp. Chuẩn hàng Thái.
đổi cho chị kem tay, kem tay, kem chân sang toner được không? Xem của anh Hương Trần nghe em kìa. Thế là tự dưng vừa nãy có chị nào dự bị kem tay đấy là lại được nhá em nhá. Kem chân thì còn được mấy hộp? Còn mấy lọ. Hôm nay quyết tâm là không còn hàng gì trong nhà. Còn những tặng hết đi chứ để làm gì nữa đâu. Quá mệt mỏi rồi. Bán lại nốt bữa này cho các chị em mình nghỉ. Chị nào mà mình ra. Chị nào mình cần nước hoa, cần son, cần nước hoa này, cần son này, rồi là cần kem chống nắng này, các thứ nữa các chị mua đi vì em nghỉ rồi. Ra năm em mới lại bán, sang năm mới lại bán. Vitamin hết hàng chị ơi. Vitamin em đang không còn hàng nữa đâu chị ạ. À. Đấy, còn chị nào chưa được các chị lên comment ở đấy cho em luôn nhá. Làm ô thôi chết rồi. Đâu nhỉ? À đây 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 đây. Trong lọ tẩy da chết này. D98 cho chị Hoa Trình, kem tan mỡ cho chị Đinh Thị Huệ. Hay tẩy luôn đi cho các chị xem nào, mày đứng đây tao tẩy cho. Thôi tẩy tay này, tay cháu lông ấy là, nhưng mà giờ nó thưa rồi. Tẩy cái chỗ kia. Thôi mẹ giờ hơi. Kem chống nắng cho chị Hồng Ân. Giờ này mà tự dưng đứng lên. À quên đấy, mẹ bảo mang lăn nách, mang lăn nách cho cháu không? Không có cái lăn kia, chỉ có lăn ấy thôi. Có ích cho siêu không? Thế sao không bảo mang? Thế sao không cứ mang đi. Chuyến sau các chị nhá. Chuyến sau sang năm mới bán thì nghỉ rồi còn đâu nữa. Em không cho nó nghỉ, em bắt nó bán tiếp. Không bán nhiên. Nữa. Bây giờ phải kem tẩy lông lên là tẩy lông 130 chị ơi. Bây giờ bà thấy mẹ cả một kho quần áo đấy không? Mà trong khi đấy chỉ còn độ 6 buổi nữa thôi. Thì đã mất mất ngày mai là đi ăn cưới rồi. Đi Phú Thọ ăn cưới rồi. Bán nữa đi. Không. Kem tẩy lông cho chị Trần Thị Nga. Có chết. Ok chị Trần Thị Nga, không có. Kem chống nắng 188, e đỏ em cho chị Lê Hà. Váy em đang mặc hôm trước bán rồi, bác không mua à? Bác chưa mua được hả? Váy em mặc là bán dưới kho quần áo rồi. À về quê đi cấy. Không, phải bán. Năm nay tất niên còn đang chưa biết cho bốc quà, không biết cho chúng nó bốc cái gì. Đánh nhau với chị. Ờ bốc thì thối tay thì phải chịu chứ rồi đánh nhau. Làm người thối không? Kệ chứ, chị sẽ làm bạn 20 cái phiếu. 20 cái phiếu, đứa nào 20 bèo cái nhất phiếu. Là sẽ được bông tẩy trang. Không, đấy, bèo nhất đó. Bèo nhất là cháu là phải triệu bà ơi. Mẹ cháu không xì kệ thế đâu. Lò vi sóng. À không, nhưng mà trong cái đấy 20 cái thì có 10 cái là chúc bạn may mắn. Ôi. Còn đâu trong 10 cái kia thì sẽ có tiền. Ví dụ như 1 triệu, 2 triệu. Cao nhất là chắc có khi đang phân vân đến là 1 chỉ vàng. Đấy. Các chúng mày bốc. Tẩy da chết này, cộng sữa rửa mặt, cộng toner, cộng kem chống nắng, cộng kem tan mỡ cho chị Thanh Thúy. Bán cho mình cái khăn choàng của... Khăn này thì lát nữa chị vào like của gì đi. Khăn này lát nữa vào like của gì nhá. Khăn để ở dưới kho Gia Lâm, khăn em không chở được lên trên này đâu ạ. Tẩy lông 130 cho chị Dung Nguyễn. Ok chị luôn này. Nào bây giờ còn những cái gì nào. Nào em ơi nhắc ra bây giờ bắt đầu đến tổng kết. Còn những cái tổng thứ còn ít này. Em ơi, cả những cái đống mà hàng mang lên làm mẫu nhá. Còn bao nhiêu? Hôm nay chị nào đơn to to tặng. Được không? Trong đồ tức là hàng mang lên làm mẫu nhưng còn toàn hàng đắt trên này thôi, lười mang về. Thì còn toàn hàng cao cấp đấy, toàn trăm mấy cái 200 mấy mà. Kệ, là chị nào đơn to to để em cho vào đấy. Nước hoa em còn dung dịch là mã dung dịch 135. Nước hoa em còn Mid Dior 5ml là 200.000. Lên là H200 là 200.000 được miễn ship. Còn nếu như các chị em mình thích nước hoa ngửi phát ra mùi tiền thì các chị lên cho em là nước hoa 680, 680.000 là 10ml thôi nhá. Em chiết ra 10ml. Thôi đi mẹ ơi. Chi một xịt. Không. Nào thử thử. Thôi thôi dẹp. Đây là mùi tiền. Hỡi các bạn ơi. Tiền không bạn ơi. Xịt một phát 100.000. Bạn đưa đây cho mình. Dung dịch 135 cho chị Hương Đặng. Toner em bán rẻ thế, chị mua nhà Phương tận 330. Chị ơi, hai loại toner khác nhau. Toner nhà Phương là toner peptide, nó là sữa dưỡng. Còn toner nhà em là 380.000. Em săn sale em bán tặng là 199. Nhá chị nhá, nên là chị phải nhìn cho kỹ vào chị ạ. Con này là toner tái tạo da. Xe khít lỗ chân lông ạ. Có thành phần của retinol tái tạo da, thành phần của vitamin C dưỡng sáng da đều màu. Nhá các chị nhá, hút hết những cái sợi bã nhờn các thứ. Được chưa? Đây là nghe kỹ vào các chị. À, em ơi, sao chị này vẫn còn vào mua hàng? Chặn luôn. Không, cháu có thèm chặn đâu, cháu chả bao giờ cháu thèm chặn. Hai lọ muốn đi đi đơn đơn cọc chuyện quả. Không nhưng mà xem đã. Ừ. Ăn lỗ gì hay nhầm. Thế thì bảo phải xem nữa, mình cứ phải kiểm tra cho chắc chắn đã chứ. À, bom nhưng mà chuyển khoản cọc. Chuyển khoản ship đúng không? Ừ. Thế thì lần này chị lấy hai lọ dung dịch thì phải cho chuyển khoản trước mới đi đơn nhá. Toner 199 cho chị Nguyễn Thanh Thúy. À bà Cường lại, bà Cường lại bắt đầu rồi. Ừ. Ờ, bà Cường không? Vào đây là chị. Dung dịch nó là chống viêm chị ơi. Cân bằng độ ẩm.
phòng chống viêm nhiễm nấm ngứa cho các chị em mình, làm sạch dịu nhẹ. Toner và nước hoa. Nước hoa chị lấy loại nước hoa nào chị Nịnh Thanh Trúc ơi? Chị Ngọc Thoa Lê Nguyễn, chị lấy hai lọ dung dịch này chị chuyển khoản trước nhá. Chị chuyển khoản trước cho em ạ, 135.000 một lọ thì em mới chốt cho chị, còn không là em không chốt cho chị đâu. Kem chống nắng kèm quà ok cho chị Trần Tươi. Còn được đâu, sao chị nghi nhìn nó chị thêm cái thùng kem chống nắng xem còn được mấy tuýp nào. Nghiêng cho chị nào. Ôi giời, các chị mà không chốt kem chống nắng hôm nay là trượt luôn này. Cái gì kia một kem Juicy giờ này bà này còn chưa cọc sao vẫn cứ vào comment. Cọc thẻ chưa? Nào nạp luôn cho chị cái. Này em nạp cho chị ấy. Này bà Ngọc nạp cho. Chốt của chị này em nhìn lại nhá. Toner đợi em một tí. Kem chống nắng kèm quà cho chị Hồng Ân. Chốt cho chị một kem Juicy ngày và một đêm. Một mặt nạ 199. Không có sữa rửa mặt collagen đâu ạ. Chị nhá. Nước hoa 199 là dung dịch 135 cho chị Vang Thùy. Kem chống nắng kèm quà cho chị Nguyễn Hằng. Tẩy lông cộng dung dịch cho chị Huy Triển. Em không có nước hoa nào 199 đâu chị. Toner mới là 199. Em còn kem đêm là 195. Vì không dùng gì ngoài mỹ phẩm nhà Giang này, em cũng thế thôi mà. Này các chị, toner là 199.000. Nước hoa nếu như chị lấy Mid Dior chị lên là H200. Kem tẩy lông em cho chị Hoa Anh Đào lên là H200, tức là 200.000. 5ml cho các chị em mình nhá, Mid Dior. Kem chống nắng kèm quà ok cho chị Lê Hà. Sữa rửa mặt em chỉ còn sữa rửa mặt Juicy 150.000 lên là S150. Comment chuẩn là S150 là em tặng thêm một cây son bơ dưỡng. Còn mấy suất sữa rửa mặt này em ơi? Em còn 11 suất kem đêm, mã là kem đêm 195. H200 cộng với cả toner cho chị Nịnh Thanh Trúc. Ok bác Nịnh Thanh Trúc này. Cái này các chị lên là S150, con này thì làm sạch dịu nhẹ. Mềm mịn da, sáng da, không có bị khô da, căng da đâu nhá các chị nhá. Dùng sướng lắm luôn. Được rồi. Ok. Bấm rồi đấy. Rồi, tiếp cho các chị em mình nào, đâu đến những cái gì còn ít này. Bây giờ còn những cái gì, tổng kết lại nào. Mang đây chị để chị tổng kết lại, chị lướt lại một lượt nữa luôn cho các chị chốt còn luôn. Dây hồ ly là 118.000 chị ơi. Dây hồ ly là 118 được miễn ship nhá. Đấy, chị nào chưa được các chị lên. Sữa rửa mặt đừng lên là sữa rửa mặt. Nếu như lên nguyên sữa rửa mặt là 150.000 là chị chỉ được mỗi một tuýp sữa rửa mặt thôi. Nhưng chị lên chuẩn là mã S150 thì chị sẽ được tặng cả cây son dưỡng, kem chống nắng kèm quà cho chị Phương Xuân. Em nói luôn này, các chị có thể quay lại cái đoạn này. Kem chống nắng các chị mua nhà em Giang về các chị dùng thử 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Nếu như bản thân các chị bảo không ok, các chị gọi điện cho em Giang, gửi lại hàng, em banh lại đầy đủ tiền cho mọi người. Vì đằng nào về em cũng bóc để em dùng. Kể cả không còn cái vỏ hộp nhá. Đâu rồi, tuýp kem chống nắng rồi em. Không còn cái vỏ hộp như này. Chỉ cần còn nguyên tuýp như này các chị gửi lại em vẫn banh lại đủ tiền luôn. Cho chị luôn sữa rửa mặt Juicy và đơn quà của chị Ngọc Nguyễn cộng thêm là S150 vào em ơi. Kem chống nắng kèm quà cộng một toner cho chị Vân Mai. Ok chị Vân Mai này. Đấy còn những chị nào chưa được, dây hồ ly các chị lên cho em luôn là dây hồ ly 118. Siêu bền màu luôn. Kem chống nắng dùng thích lắm, mình mua mấy tuýp về dùng dần. Em cảm ơn chị Hương Đặng. Một dây hồ ly cho chị Vui Hoàng. Kem đêm là 195, kem ngày là 185. Lấy cả kem ngày cả kem đêm em tặng một cái áo. Lấy hai lọ kem đêm em cũng tặng kèm một món quà luôn. Được chưa ạ? Đấy, còn những chị nào mình lấy các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Đang dùng kem chống nắng nhà Giang thích và ưng lắm. Em cảm ơn chị Huyền Dịu ạ. Bao nhiêu chị feedback kem chống nắng luôn. Nên em bảo rồi, con nhà em suốt ngày thích xem bác Giang like thôi. Bảo con lớn con cũng like bán quần áo. Ui bác Nguyễn Hương. Đến gặp cô Giang nha. Cô Giang đào tạo từ nhỏ. Đến đây gặp cô Giang cho live stream gấu bông nào. Mạnh mẽ không? Bảo không? Bảo nói không? Đến đây cô Giang cho live stream gấu bông. Đào tạo luôn. Ok, một dung dịch cộng với S150 cho chị Lê Hải, chị chuyển khoản. Ok bác Lê Hải, kem đêm em cho chị Thu Thủy. Kem đêm bôi đến đâu thấm đến đấy. Mềm, mịn, mướt da cho các chị em mình. Khi các chị bôi kem đêm xong thì ngày mai nhá, dù các chị có đánh phấn, không bao giờ có cái tình trạng mốc da. Cực kỳ sướng nha các chị. D98 hai lọ cho Nhung Nguyễn chuyển khoản. D98 là dầu cù là đấy. Đếm dầu cù là không là hết nha em nhá. Ơ, cái lúc nãy vừa nãy Safarong là hết chưa? Hết rồi, không còn. Safarong là không còn à? Bao nhiêu chị lấy? Hết rồi, không có còn nữa rồi. Tiếp này. Cù là còn 4 lọ. Một kem đêm em cho chị Hoa Trình. Ui dồi, cù là còn có 4 lọ. Thế bà bao nhiêu lọ? Bao nhiêu lọ? 40. Thế là còn có 4 lọ hay là 40 lọ? 4 lọ. Em còn có 4 lọ dầu cù là đấy, của Ngọc đấy. Chị nào lấy các chị lên luôn là D98. Kem đêm em cho chị Nguyễn Vân này. 40. Ui dồi ôi, kem đêm này có bôi tay được không á? Tiếc lắm. Em chỉ có bôi mặt thôi à. Còn kem đêm em còn không còn sen đêm đâu chị, chỉ còn mỗi sen ngày. Sen đêm là dừng hẳn luôn rồi.
D98 chị Dung Nguyễn có D98 luôn ạ. Ok chị Dung Nguyễn này. D98 cho chị Lê Hải. D98 cho Minh Thông. D98 còn có hộp nữa là hết luôn các chị. Hình như là Minh Thông có D98 lúc nãy rồi. Ủ tóc còn đúng một lọ cho chị Vang Thùy là vừa hết luôn đúng không? Vâng. Ok chị Vang Thùy. Hết à? Là hết luôn ủ tóc. Dầu cù lá D98 còn một hộp nữa. Hay hai hộp nữa là hết này. Này em ơi, để lại một hộp riêng là chị để chị mang về dùng chứ. D98 trẻ con bôi được nhưng mà mình cứ né mắt ra cho em là được. Còn các chị nó chơi này, mũi đốt, côn trùng đốt mà nó sưng cù, sưng kịt lên các chị bôi một tí là nó tan à. Hoặc là bầm tím các thứ bôi một xíu là nó tan. Đấy còn chị nào chưa được nữa các chị lên comment. D98 em cho chị Ngân Lê. Ok chị Ngân Lê này, kem chống nắng nhà Giang dùng xịn mịn sướng lắm. Em cảm ơn bác Trần Thị Phúc. Bảo rồi em nói thật em like cam thường. Còn dầu phủ bạc. Dầu phủ bạc lấy đâu ra nữa. Dầu phủ bạc không còn đâu. D98 cho chị Lê Hà là hết luôn D98. Giờ còn gì mày? Rồi em hết luôn D98. Kem tan mỡ còn mấy tuyết? Mặt nạ cộng với cả kem đêm. Ok chị Xuân Đinh, mặt nạ vào mặt nạ 199 ghi vào em nhé. Mặt nạ còn bao nhiêu đưa chị đi quên mất. Ui tí nữa mình phải đắp mặt xong mình mới đi ăn được. Cho mấy hôm nay cho đã đắp mặt đâu, không có thời gian luôn. Mấy nay bận tối mặt tối mũi luôn. Bán hết mới được, nghĩ đến ăn. 199.000 một túi, 30 miếng mặt nạ miễn ship luôn. Tí đi ăn gà nướng. Nếu bán. Còn son là màu đỏ cam. Đỏ cam bác lên cho em là son là mã may mắn 188 còn bao cây em ơi. Xong còn bao nhiêu cái lắc tay đưa đây chị bán kèm luôn. Son 188 nó son màu đỏ cam. D98 hết hàng rồi chị ơi. Mặt nạ 199 cho chị Phạm Thu. 199.000 30 miếng. Cháu dùng cái này từ khi còn đang 1.2 triệu đúng không? Không có sale, 1.2 triệu một túi luôn. Chắc là các chị em mình sợ bán pha ke đấy nhỉ. Hôm trước em bán là 230 với 270 giờ em cho luôn là 199 một túi mặt nạ luôn nhá. 30 miếng mặt nạ luôn. Các chị tính ra mỗi một miếng có mấy nghìn thôi. Đắp sướng cực luôn. Cái này nhá, nó gọi là cấp ẩm, cấp tốc cho da luôn. Đấy, rồi là nó các chị em mình dùng cái này nó gọi là nó san bằng những cái kiểu sẹo lỗ trên sẹo rỗ trên da ấy. Đấy, nó gọi là kích thích nó đẩy. Tức là nó gọi là nó thúc đẩy cái quá trình sản sinh collagen trên mặt da cho các chị. Mặt nạ em cho chị Nga Dương, mặt nạ cho chị Khánh Ngọc. Mặt nạ nhà Giang dùng thích cực luôn, em cảm ơn chị Minh Thông. Một tuần mà các chị đắp được 3 lần thì em nó thật ra các chị căng mướt. Trắng lên cho các chị em mình luôn. Khi bản thân các chị em mình da nó căng bóng lên là nó đã trắng lên một tông rồi. Da các chị em mình nhăn nheo chảy xệ là nó đã già đi, nó đen hơn rồi. Mặt nạ 199 em cho chị Nguyễn Thanh Thúy. Lên rõ giúp em nào. Mặt nạ 199. Được chưa, 199.000 một túi miễn ship cho các chị em mình luôn này. Son các chị lên là may mắn 188. Mặt nạ em cho chị Phó Thủy vào, của bác Phó Thủy thêm giá lên. Bà bảo bà tặng cái gì, cái tặng cho các chị đi. Không, thì khoe này cho biết có tiền. Lắc tay à? Đó. Ok, mặt nạ 199 em cho chị Diệu Hoa. Còn bao nhiêu cái lắc tay để đưa chị em? Đấy. Em còn có ít lắc tay thôi. Mặt nạ em cho chị Vũ Hoàng. Cái này em chỉ kèm đơn thôi nhá. Em bán tặng là 89.000. Cái này em đeo tận 6 tháng. Xong em tặng cho một chị luôn mà vẫn cứ sáng choang. Cái này các chị lên là lắc tay 89. 89.000 đồng em chỉ kèm đơn thôi nha mọi người. Mặt nạ em cho chị Hải Yến. Hải Yến đuôi 898. Chị nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn chị gái ơi. Nhắn giúp em đầy đủ địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn nhá. Này cái này kem đêm là 195 chứ không phải kem đêm 240 nữa đâu. Kem đêm 240 nó vẫn là con này. Nhưng tức là bây giờ em xả nốt luôn là 195 miễn ship. Chứ không phải là kem đêm 240 với cả kem đêm 195 nó khác nhau chỗ nào. Nó là một. Nhưng là được cái giá sale em được chiết khấu thì em trừ thẳng luôn vào sản phẩm cho mọi người. Lắc tay cho chị Đào Mai. Lắc tay cho Ngân Lê. May mắn 188 cho chị Phạm Hòa. Mặt nạ 199 cho chị Tuyền Thanh. Ok chị Tuyền Thanh này. Comment vào đấy cho em luôn nhá. Dạ vâng, ok chị Hải Yến. Lên cho em là lắc tay 89. 89.000 cho các bác mình luôn. Các chị lên comment vào đấy cho em là lắc tay 89. Em cho chị Vui Hoàng một cái lắc tay. Mặt nạ em cho chị Trân Vũ Như Hậu. Lắc tay em cho chị Nguyễn Hương. Này lắc tay này, cả cái mặt chỗ này của nó đều là đá hết cho các chị em mình luôn nhá. Này các chị nhìn cho em luôn này. Siêu đẹp cho các chị luôn. Các chị lên cho em là lắc tay 89k cho em luôn ạ. 89.000 em kèm đơn cho các chị luôn, đẹp lắm. Mà cái này các chị đừng có lúc tắm táp, các chị lại phải cởi ra làm gì, không phải cởi đâu. Tắm tiếc thoải mái. Không phải cởi ra đâu nha các chị nhá. Tắm tiếc rồi thoải mái rồi tắm giặt riêng các thứ. Không có sợ. Em đeo cả nửa năm rồi em đi biển đi biết các thứ. Mà các chị biết đi biển là nó mặn miếc muối miếc các thứ đó. Nhưng mà nó có bài mà phai màu đâu. Vẫn cứ sáng bóng như các chị em mình luôn. Đấy chị nào chưa chốt được kem tan mỡ là 165.000 kèm đơn chị ơi. Kem tan mỡ lên là kem tan mỡ 165. Tẩy lông còn bao nhiêu hộp nữa em?
Ok, lắc tay cho chị Vui Hoàng có rồi, chị Vui Hoàng ơi. Ok, chị Vui Hoàng có lắc tay 89 thả vào đi thì lắc tay 89. Kem tan mỡ là 165.000, chị nào lấy kem tan mỡ các chị lên luôn nhá. Kem tan mỡ thì đơn giản lắm. Các chị em mình bôi vào bụng này, chị nào mình xỉu xích mổ ấy, mình nhiều mỡ bụng dưới mình massage lên. Massage lên, sau đó các chị có thể đeo ghen bụng, mặc quần sinh nhiệt, hoặc các chị em mình có thể dùng cái màng bọc thực phẩm với các chị quấn. Kem đêm 195 em cho chị Tuyền Thanh. Nói chị nào chưa chốt được các chị lên. Sale ngày em sale ngày còn mấy hộp? Sale ngày là 330 nhá, nhớ là hàng của em hàng đi bay. Không phải là hàng vơ vẩn, các chị lên cho em là sale ngày. 330.000 một hộp miễn ship sale ngày luôn này. Các chị chốt nhanh vào đấy cho em luôn nhá. Đấy, những chị nào da mình nhiều khuyết điểm ấy, các chị em mình dùng cho em sale ngày xong mới vỗ kem chống nắng. Đấy, nó che hết khuyết điểm đi rồi lại thêm một lớp kem chống nắng lên nữa thì da quá là mướt mịn luôn. Đấy, các chị em mình nhìn cho em chuẩn chỉ cho các bác mình hàng bay luôn ạ. Comment vào đấy cho em là sale ngày 330. Cái gì nhỉ? Kem chân này còn bao hộp em ơi? Kem chân em còn 5 hộp nhá. 68.000 lên cho em là kem chân ạ. Kem chân vào đây cho em luôn, chị nào hay bị nứt nẻ gót chân đây này, các chị nhìn này. Đấy, các chị dùng cho em, cho gót chân các chị em mình nó hồng hào, mềm mịn. Đấy, lên vào đấy cho em là kem chân nhá, 68.000. Cái này để dùng thích không? Tao thấy nhiều người họ nặng nhỉ. Nó phải, cái này là thuốc ho tỉ bà. Nhạy hơn tất cả các loại thuốc ho trên thị trường. Thế á? Kể cả Propan chưa là gì. Ôi, bán sướng tay dã man luôn đấy. Lại tí nữa về cháu cầm. Ok, sale ngày 330 cho chị Hoàng Lương Lương. Kem chân em cho chị Xuân Đinh. Ok, chị luôn này. Kem chân em cho chị Hoa Trình. Hoàng Lương Lương là có sale ngày rồi ạ. Còn những chị nào chưa được, các chị lên comment vào đấy cho em luôn nha các bác. Sướng cho các chị em mình luôn. Kem chân là 68.000 thôi. Em bán 79 ấy, nhưng mà lên đây Ngọc lên mang lên em bán tặng luôn 68.000 kèm đơn. Còn mấy nhá? Vừa nãy mà vừa mới bảo còn 5. À, thế là còn lại là còn, thế là còn 4 kem chân nữa là hết nhá các chị nhá. Chị nào chưa được kem chân các chị lên vào đấy cho em kem chân thôi, chết rồi. Cắm sạc, chuẩn bị cắm sạc nào em ơi. Chuẩn bị cắm sạc các chị. Còn chưa đến túi nữa. Sale ngày 330 cho chị Nguyễn Hằng. Có những chị mà ok kem chân em cho chị Quyên Lê. Có những chị mà nghiện cả sale ngày luôn mà. Bảo bây giờ bôi sale ngày không bôi là nhớ. Không cài vào nó lệch máy. Sao lại cứ rủng la rủng làng như răng ông cụ này không biết. Làm nào được các chị? Giờ còn những cái gì nữa nào? Để tao lên nốt. Ngọc tặng nốt rồi, Ngọc tặng mẹ giờ là máu lắm rồi. Tặng đi, nhanh lên còn đi ăn gà. Làm nào được nhở? Đầy lông. Em ơi cho chị hai cái hộp ở đây. Nào cho chị tiếp em ạ. Ôi mà nó kiểu gì không hiểu được luôn. Ôi để kiểu gì được. Kem chân cộng với cả dây hồ ly cho chị Nguyễn Quyên kìa. Kem ngày cho chị Phong Nguyễn kìa. Và của chị Phong Nguyễn thêm kem dày. À kem ngày. Ấy chứ chị. Hả? Không gắn nữa mà để luôn cái đấy đằng sau đi. Thím để máy có thím đằng sau đi. Đây đây đưa đưa đưa. Hay có cái hộp gì không? Hay hộp này. Không, nó cứ bị quay thôi, chắc phải gài lên. Đợi em tí các chị. Đấy. Kem chân cho chị Tạ Hương kìa. Nào không gài nó đổ luôn mà đấy. Thôi không cần gài mà để cái gì lên đây cũng được. Đúng không? Để một cái túi đè lên đây là được. Rồi, thế là được. Kem đêm 195 cho chị Hà Trâm kìa. Lại thêm một máy một đêm vào nữa à? Ừ. Lại hai máy thì chốt đơn đến bao giờ mới hết. Nên là phải thôi chứ làm nào. Cài tạm thôi. Được rồi, ok rồi. Đấy. Nào các chị ủng hộ nốt em đi nào. Nào nốt cái gì nữa, tặng nốt đi, em chuẩn bị hết rồi. Em hiện tại là em chỉ còn mỗi kem chống nắng, kem ngày, kem đêm nữa hết hàng. Sên còn 8 lọ. Ok, kem đêm em cho chị Thúy Bùi này. B35 thêm 1 cho chị Thúy Lùn là bông tẩy trang đấy. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên comment đi. Ở đấy còn mỹ phẩm gì, cái lọ sữa rửa mặt mang ra đây tặng con. Tổng kết được. Đấy.
còn 4 lọ. Giải phóng 4. Thôi cái này lại để lại để thôi, cái này để bị sao? Định để mang về để dùng. Thế thì vẫn còn một lọ 299 à. Chị nào thích sữa rửa mặt làm sạch sâu ạ? Da chị nào da hỗn hợp thiên dầu ạ, lên cho em là sữa rửa mặt 299. Kem đêm cho chị Quyên Lê, sữa rửa mặt 299. Còn chị nào da hỗn hợp thiên về khô, nhạy cảm, siêu nhạy cảm, lên cho em sữa rửa mặt 310. Nhá, 310 miễn ship, 299 miễn ship. Cái này em còn một lọ này, cái này em còn ba lọ là hết. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em cái gì đấy. À còn một lọ. Không không không, cái đấy để riêng cho chị. Để riêng. Kem ngày à, kem ngày à quên, kem đêm cộng sen ngày cho chị dâu tây. Ok chị, kem đêm 195 cộng sen ngày 330. Đấy chị nào lấy các chị lên comment này. Rồi bây giờ bắt đầu đến tặng nào. Bà Ngọc ơi, có mấy lọ thuốc ho tỷ bà, cái tặng cho các chị đi. Cho Ngọc tặng nhá. Đấy. Tỷ bà, nhưng mà phải chị nào biết được cái loại này cơ. Thế á? Ừ, bởi vì cái loại này là nhiều chị chưa biết đến ấy, bởi vì cái thuốc ho tỷ bà này nó nhạy lắm. Nhạy nhất trong các loại thuốc ho luôn, kể cả Propan của Đức hay là của Propan của các nước ấy cũng không bằng cái loại thuốc ho tỷ bà này luôn. Tỷ bà này hàng của Thái Lan nha các chị nhá. Cứ đếm vào mùa một cái coi như các mẹ giáo giết tìm luôn. Hàng này thì em đang cho cháu một lọ về cho làm bom, nó bom thi thoảng nó vẫn ho nhạy không? Nhạy cực kỳ luôn, mà kể cả người lớn nhá, ho rát họng đến mấy nhá, sau 3 lần uống không dịu họng em cho hoàn tiền luôn. Kinh khủng. Gửi hàng về cho em hoàn tiền lại cho các chị luôn. Có những chị ở bóc một lọ nhá. Ở có những chị sang bảo là ui giời Ngọc ơi, sao thuốc ho đấy nó nhạy thế. Vẫn còn tin nhắn luôn. Mấy nhạy... mấy trăm. Lọ đợi em chút. Lọ này to nhỉ, nặng lắm. Ừ, lọ này chưa. Còn kem chống nắng, chị lên là kem chống nắng kèm quà. Bỏ luôn một lọ này mang về cho thằng bom. Mà to. Đấy, chị nào mà mình thích nhá, để xem nào. Bầu uống được không này. Ừ. Nặng lắm các chị, chết tôi bán này. Nóng đơn lại vỡ cả mồm. Nặng mà. Mà lại nặng. To. Mà lại còn đây các chị. Chị nào biết tiếng Thái. Ủa các cạp xa ra cạp. Cặp lên cặp xuống cặp vào ra. Đây, chị còn thuốc ho tỳ bà không? Chị còn thuốc ho tỳ bà không ạ? À? Đấy, gái Trúc Lâm này cũng khách ở bên này sang bên này. Ơ, chị gái Trúc Lâm là khách nhà cháu. Đấy, toàn hỏi chị còn thuốc ho tỳ bà không? Tức là cứ mua một lần xong quay lại mua nữa. Bởi vì bảo là nó sao? Quá nhạy luôn. Bao nhiêu bán cho các chị kìa, có mấy hộp để tặng cho các chị trừ một hộp này luôn nhé. Một hộp này cháu về mang về cho bom. 4, 6, 8, có 9 hộp và một hộp mang cho bom. Còn 8. Còn 8 hộp. 8 lọ. Cho bom, mang về cho bom. Để luôn cho các chị 230 đi, em đang bán 280 các chị nhá. Ngọc bảo 230, chị nào lấy các chị lên cho em ở đấy cho em luôn là ho tỷ bà. Ho tỷ bà nhá, lên cho em là ho tỷ bà bao nhiêu quên mất rồi. 230.000. Còn hai... là các chị đang mua ở bên Facebook em lẻ là 280 đấy. Hai tuýp kem chống nắng kèm quà cho chị sông nhỏ. Ok chị sông nhỏ. Có 8 lọ thôi. Đấy chị nào mà mình lấy nhá, các chị em mình lấy. Ho tỷ bà, các chị lên là ho tỷ bà. Em đảm bảo uy tín của em không nhận. Nếu các chị uống 3 lần, sau 3 lần cái siro này mà cảm thấy không từ bao dịu nhiêu, dùng check xem từ dùng từ bao nhiêu tháng. Không dịu họng nhá thì các chị quay lại ấy cho em. Dùng dùng bắt đầu từ 2 tuổi. Dùng từ 2 tuổi. Mày có biết tiếng không? Ai bảo không, đây này. Cái này Odil là cái gì? Thôi. Còn đây là đây từ 7 tuổi đến 12 tuổi là 3 ngày này. Từ 2 tuổi. Đấy, chị nào lấy các chị lên comment nha. Mẹ người ta không nhìn thấy là khạp lên khạp xuống à. Sao ra đi khạp. Ho tỳ bà. Ok, kem chống nắng kèm quà cho chị dâu tây. Ho tỳ bà. Ô, em cho chị Nguyễn Hằng thêm giá vào em ơi. Bao nhiêu quên mất đã? 230. Kèm giá đem 230.000. Mẹ lọ to vật rồi. Đây, em để một lọ về cho bom với các chị. Về cho bom nhà em với cả sâu hôm qua. Nó đá bóng, chị nào qua lấy đơn các chị biết nó đá bóng, nó cứ mặc cái áo cộc nó chạy bên ngoài. Sáng nay lại đáng ra là cho lên đây chơi với ông bà nhưng ho sùng sục. Mở ra để tủ lạnh thoải mái cả năm. Ho tỷ bà cho chị Phùng Thùy một hộp kìa. Chị nào lấy các chị lên cho em là ho tỷ bà nhá. Ho tỷ bà em cho chị Quyên Lê kìa. Ho tỷ bà em cho chị gà chip kìa. Các chị cứ tìm hiểu đi xong mới mua thoải mái mà. Tìm hiểu đi. Vì em nói thật luôn cái này. 2 tuổi. Từ 2 tuổi lên. Ho tỷ bà cho chị Đinh Thị Huệ kìa. Từ 2 tuổi. Còn chị nào chưa được chị Nguyễn Hằng có rồi chị ạ. Chị nào chưa được ho tỷ bà lên kèm giá 230 nhá. 230 có miễn ship không? Kiếp đặng này thì còn miễn ship nữa. Kiếp kèm đơn rồi. Có mấy mua chị cho chị Lê Hà có luôn ho tỷ bà hết chưa? Còn 2 hộp nữa là hết, nhớ là không tính hộp này nhá, hộp này của bom mới sâu rồi. Ho tỷ bà em cho chị Hoàng Yến. Hoàng Yến có luôn vì cái giờ này từ nó lạnh đấy các chị.
Từ 2 đến 6 tuổi ngày 3 lần mỗi lần 5 ml. Từ 7 đến 12 tuổi ngày 3 lần mỗi lần 10 ml. Còn từ 12 tuổi đổ lên, tức là người lớn mình rồi, thì ngày 3 lần và mỗi lần 15 ml các chị nhá. Đó. Đấy, chị nào lấy? Ok, cho Phạm Linh có ho tì bà. Hết luôn, hết hết nha các chị, không còn. Cái lọ này không phải em mang đi mà cái hàng nó em để sẵn trên xe. Để trên ô tô. Chị nào mà mình dùng hết thì mình qua Ngọc mua nhá, dùng hết mà hiệu quả mình qua Ngọc mua. Phạm Linh có rồi, Phạm Linh ạ. Hết rồi, ho tì bà em hết rồi. Các chị dùng hiệu quả, các chị qua Ngọc hết thì qua Ngọc mua nhá. Chả em lại đến lúc vào hỏi em không bán đâu. Đây. Em không có thời gian để like. 15 tí. Dưỡng cả tay cả móng. Bao tiền? Cái loại kia là chỉ dưỡng tay thôi. Nhưng loại này dưỡng cả tay cả móng. Đang bán 120 nhưng mà thôi bây giờ tặng luôn cho các chị. Cái này là hôm trước cháu đi làm móng nó bôi cháu này. Đấy. Cả tay cả móng luôn nhá các chị nhá. Tức là dưỡng cả da tay cả móng luôn. Cái loại vừa nãy em lên cho các chị là chỉ dưỡng da tay thôi. Còn cái loại này là dưỡng cả móng cho các chị luôn. Đấy, dưỡng cả móng luôn. Vaseline dưỡng chân móng hàng. Bao tiền bán cho các chị bao nhiêu? Cặp đơn thôi. Thôi. Giờ này hầu như thôi, các chị có đơn ấy. 68 bằng clip vừa nãy đi. Hay thôi phải cao hơn nhỉ. 69. Còn tặng thì tặng. Tặng đấy thì tặng 69. Bán đang bán 120 đó. 69 các chị đừng mua. 68. Đừng mua. Nói luôn. Còn có vài hộp mẹ lom rom. 15 hộp của người ta đấy mà đang bán 120. Đùa, các chị đang mua ở bên nhà em 120.000. Đừng mua các chị. 68-69.000 đừng mua. Thế mẹ bằng cái tuyết kia còn gì nữa. Mà tuyết này dưỡng thêm cả móng. 15 tuyết cuối cùng cho dành. Cho để lấy. Ấy cái gì? Các chị cho thì lấy. Hơn 59 nhá. Vãi đáng. Đó các chị phải ép ra 59.000. Quá lên thể. Comment vào đấy là tặng 59 quả. Lên rõ là tặng 59, quà tặng cho các chị em mình thôi. Quà tặng cuối like đấy. Kèm đơn cho các chị lên tặng 59. Nào thích dưỡng móng, dưỡng miếc, dưỡng da thêm quá mà thể. Cái này còn có thêm dưỡng móng, nó còn đắt hơn cái loại kia nữa cơ mà. Lên luôn là tặng 59, chị nào lấy các chị lên comment. Không phải tôi, phải bán, đã bảo rồi. Có mười mấy tuyết mày cứ lom rom. Trở về thì cũng mất công. Đúng không? Về tặng 300. Em nói luôn em không bán đâu, nên các chị em mình lấy tặng 59 các chị lên vào đấy. Tặng 59 cho Ngọc Dân Bùi 1. Cho chị Dung Nguyễn 1. Comment vào đấy là tặng 59 cho chị Nhuận Tâm 1. Đã chơi là phải chơi chứ không lom rom được. Cho chị Minh Thông có luôn một tuyết. Mua về mà dùng. Cái này các chị có đi làm móng làm miếc các thứ người ta cũng dưỡng móng. Ví dụ thi thoảng các chị em mình cắt khóe đấy, nó dưỡng những cái móng này cho nó đỡ bị cước kiếc ấy. Comment vào đấy cho em là tặng 59.000 đồng một tuyết. Cháu có bảo lại tưởng hàng pha kê. Có thể. Ai bảo mẹ. Cho chị Hoa Trình có, cho chị Ngọc Hà Nguyễn Thị có. Tặng 59 là cái dưỡng tay, dưỡng móng, dưỡng cả tay cả móng luôn cả ấy chị. Cả tay cả móng chứ không phải cái loại tay vừa nãy. Đây là cả tay cả móng nhé các chị nhé. Một Vaseline. Mềm luôn, mềm mại suốt 24 giờ luôn. Kem tan mỡ dùng như nào? Bôi vào bụng, massage một lúc. Chỗ nào có mỡ thì bôi. Bác có thể dùng cái gen bụng vào, massage một lúc xong tôi dùng gen bụng vào. Hoặc không thì bác có thể dùng cho em cái, mặc cho em cái quần sinh nhật mà em đã từng bán. Hoặc đơn giản nhất là lấy cái màng bọc thực phẩm các chị em mình quấn vào. Được chưa? Đấy, ví dụ như các chị em mình mới đầu dùng các chị dùng ngày một lần thôi. Dưỡng tay đã được chơi như được rồi, sao mình ạ? Mới dùng thì mình dùng cho em một ngày một lần thôi. Quen rồi ngày mình bôi hai lần kem tan mỡ cho em. Nhá các chị nhá. Nên có kem tan mỡ cho nó săn chắc cái vùng bụng ạ. Em sinh mổ nên em hay dùng lắm. Em cứ đợt nào mà chuẩn bị đi du lịch là y như rằng em phải tầm khoảng 15 đến 20 ngày liên tiếp ngày em bôi hai lần kem tan mỡ. Thì đi mặc bikini nó mới đẹp. Xong rồi trước đấy 2 ngày em tẩy lông. Đúng, không 2 ngày tẩy lông thì còn mang cả kem tẩy lông đi du lịch kia. Sợ nó lòi tòi phòi ra phải tẩy chứ. Cho đẹp. Ai xả đơn thuốc ho thì để mình nhé. Dạ vâng chị Tuyên Kim. Đấy. Chị nào biết được cái thuốc ho tì bà này nó cực kỳ là tốt luôn. Mặt nạ ngủ chứ ai mặt nạ ngủ. Mặt nạ ngủ là da mình khô, ví dụ như tối đến trước khi đi ngủ mình. Những cái hôm kia mình dưỡng da bình thường, còn hôm nay mình chỉ bôi một lớp mặt nạ ngủ lên thôi. Đấy, thế tôi cho em là được tuần mình dùng cho em mặt nạ ngủ tầm khoảng độ 2 lần. Kem tan mỡ là 165 chị ơi. Kem tan mỡ là 165 nhá. Đấy còn chị nào mình chưa được tặng 59 thì các chị lên tặng 59. Tặng 59 vào đấy cho em ạ. Tặng hết, tặng tới bến cho các chị em mình. Rồi tiếp nào, còn cái gì chơi nốt cho chị đi em ơi. Hôm tặng nốt cái tẩy da chết này thì nhiều chuyện thích à. Tẩy da chết này à? Ừ. Chị nào thích tẩy da chết này kèm đơn nhá, 99.000. Lên comment vào đây cho em. 96.
tao bù. Bà ế cái này đúng không? Không ế. Chính Phương vẫn đang bán đấy, đừng có bảo ế. Thế mà mẹ mình đang nào 993 và 96, 95 nghìn. Lên comment vào đây cho em luôn là mã T95. Lên luôn là T95 là tẩy ra chết 95 nhá. Chị nào cái này thì em bán nhiều lắm luôn rồi. Chị nào mà thích VIP hơn thì các chị lên là tẩy ra chết 155 là tẩy ra chết Ngọc Trai. Cái này em chỉ kèm đơn thôi. Lên comment vào đây cho em là T95 luôn. Dùng cả mặt cả body. Một tay chai to trà bá luôn này, kèm đơn này. Lên là T95 nhá các chị nhá. 95 nghìn cho các chị em mình luôn ạ. Đấy, chị nào mình lấy các chị lên comment luôn. Cho nó nhanh nhẹ luôn cho các chị em mình luôn này. Để Ngọc đỡ về trở về luôn các chị. Em bán cho các chị em mình buổi nay không cần phải suy nghĩ một từ gì luôn này. T95 cho chị Linh Nguyễn 1, cho chị Thoa Chu 1. Kèm đơn chốt nhanh nhá, cho chị Ngọc Hà Nguyễn Thị 1. Chị nào chưa chốt được chốt luôn đi ạ. Cho chị Nguyễn Trọng có luôn T95 ạ. 95.000 đồng một tip cho các bác mình luôn. Lên comment vào đấy cho em là T95. 95.000 nhá, các chị chốt nhanh lên đi ạ. Nay chị nào đơn to to, những cái còn quà trên này em tặng kèm cho chị nhá. Quà toàn quà VIP thôi, không báo trước. Có thể sẽ tặng bất chợt. Quy là T95 cho chị Anh Hương Trần một tuýp, cho chị Gà Chip một tuýp. Lên vào đấy cho em là T95. Chết rồi, to trà bá mà lại kèm đơn. Cái này đóng vào hộp nào được em? Lắc 20 kìa, vừa. Cái hộp của chị lắc 20. Thế chết đấy, mẹ biết chưa? Đấy. Hộp này là phải đóng vào cái to. Cái to cái cổng cảnh nó lại thế lại tốn tiền hộp nữa cơ các chị ạ, khổ lắm cơ. Đương nhiên rồi, phải có hộp. Đơn trên này toàn bộ nhà Giang mày đóng hộp hết. T95 cho chị Ngân Lê. Ok, chị Ngân Lê có luôn này. À, tặng chị quà nhé, đơn chị cũng to chưa. Bọn trẻ nhà mình nhận được thùng bánh à, bên nhà Giang ăn khen quá trời. Em cảm ơn chị Thoa Chu nhá, đấy là một cái niềm vui của em luôn. Con nhà các chị khen bánh là em thích rồi. À, Giang ơi, xử gì lý giúp chị việc này với. Việc gì chị ơi? Chị gọi vào số 838 cho nhân viên xử lý cho nhá chị nhá. Kem tan mỡ là mã kem tan mỡ 165. Đấy chị em ơi. Lên là kem tan mỡ 165 cho em là được các chị nhá. Rồi T95 chị nào chưa được nữa các chị lên nốt T95 cho em luôn này. 95.000 kèm đơn cho các chị nhá. Son còn mấy cây son đỏ cam các chị lên nốt cho em luôn là may mắn 188. 188.000 miễn ship cho các chị em mình son màu đỏ cam. Này lại không mang cái cây đấy để đánh. Dạ vâng, ok chị Diệu Hoa chuyển khoản. Đang dùng kem ngày loại khác. Giờ mình dùng sen đêm, thêm sen đêm được không? Kem ngày kem đêm nó có liên quan gì đến nhau chị? Nó là hai cái bước khác nhau mà. D98 không còn, kem tan mỡ cho chị Phan Tho. Nghĩa là đang dùng kem ngày loại khác. Giờ mình dùng thêm sen đêm được không? Chị mua sen đêm là chị cứ dùng bình thường thôi. Không vấn đề gì cả hết chị nhá. Còn nếu như muốn mua sen đêm là em không còn. Kem chống nắng là 188.000. Lên là kem chống nắng kèm quà vào đấy cho em luôn nhá các chị nhá. Tẩy lông là 130 miễn ship hay sao ấy. Dạ vâng, ok chị Hiên Đỗ chuyển khoản. Kem chống nắng lên cho em là kem chống nắng kèm quà 188, em tặng thêm một cái áo miễn ship cho các chị em mình luôn. Là hết nha các bác nhá. Sợ thật hôm nay các chị em mình mua kinh khủng luôn các bác. Sữa rửa mặt này còn mấy suất lên nó là S150 đi. 150.000 miễn ship ạ. Tặng kèm một cây son dưỡng bơ. Lên là S150. 150.000. Kem chân này còn mấy hộp em ơi? 4 hộp à? Kem chân mà. Kem chân em còn 2 hộp. Lên là kem chân 68.000. Các chị lên comment vào đây cho em là kem chân nhá. 68.000 đồng cho các chị em mình luôn ạ. Đấy các bác lên comment vào đây cho em là kem chân. Kem chân 68. Đêm mà chẳng bay rơi phát là biết đường đi tìm đấy. Yêu vào ngồi ngủ. Kem chân nha chị Hoa Anh Đào. Ok chị Hoa Anh Đào, thế là em còn có một kem chân nữa là em hết luôn này, gọn tiếp này. Gọn tiếp. Còn chơi gì nữa, còn cái gì, còn thôi, một hai. Còn nữa. Nốt một tip lên nốt cho em đi. Không em mỗi không em trở về. Nào, trở về mà dùng. Ok kem chống nắng kèm quà cộng kem chân, ok chị Hằng Trần. Nói thế là hết luôn kem hết chân. Kem chân. Hết kem chân xong. Tuyên dương chị Hằng Trần. E đỏ còn mấy hộp? E đỏ còn 2 hộp. E đỏ còn 2 hộp, lên cho em là E đỏ 99.000 em kèm đơn này. Hộp 30 viên cho các chị em mình uống trong vòng 1 tháng. Cái này là cải thiện nội tiết ạ. Đấy, đẹp da đẹp tóc cho các chị em mình, tăng thêm nước nôi nhá. Uống và cảm nhận cho em cực kỳ là thích luôn, không bao giờ là thừa đâu. Ok Hằng Trần chuyển khoản.
Lên nốt cho em là E đỏ 99k. Em ơi, E đỏ. Thế đó. Nói lên là E đỏ 99k còn hai hộp. Đưa chị dung dịch. Dung dịch các chị lên cho em là dung dịch 135. 135.000 chống viêm ạ. Làm sạch dịu nhẹ, cân bằng độ ẩm ạ. Thơm tho sạch sẽ mát mẻ cái con bím nha các chị. 135.000 kèm đơn ạ, lên cho em là dung dịch 135. 135.000. Đấy, còn chị em nào mình thích cái gì nữa các bác mình comment luôn này. Tẩy lông còn mấy hộp? 4 hộp tẩy lông. Đúng không? À đâu, còn tẩy lông các chị lên là tẩy lông 130 đi. Tí nữa em về đi tẩy lông cho xinh gái phát. À, đã chuyển khoản hết cho số tài khoản của em nên nhân viên bưu điện đang đòi chị lần đầu tiên chị chuyển khoản. Là cái gì? Chị nhận được hàng nhà em rồi và đã chuyển khoản hết cho số tài khoản của em nên bưu điện đang đòi chị. Lần đầu tiên chị chuyển khoản nên không biết, em giúp chị với, chị cảm ơn. Nghĩa là sao? Tức là chuyển khoản rồi nhưng mà người ta vẫn thu cốt gì ấy. Không phải, chị này chắc là đi cốt đến nhưng lại chuyển khoản cho nhà mình, không chuyển khoản cho bưu tá. Chứ còn chị này có trong danh sách chuyển khoản đâu. Được, không vấn đề gì. Chị ơi, chị gửi cho em cái giao dịch và tin nhắn. Chị gửi cho em cái giao dịch và tin nhắn xem nào, để xong rồi cho nhân viên kế toán nó check cho, xem chị chuyển khoản vào số tài khoản nào bên em. Thì chị muốn chuyển khoản lại vào số tài khoản của chị cũng được. Hoặc chị cho em cái số tài khoản của bưu tá, em chuyển khoản cho bưu tá cũng được. Nhá chị nhá, ủi rồi cái đấy thì đơn giản mà. Chị gọi em vào số 838 đi cho Thoa nó kiểm tra cho. Nhá. E đỏ cho chị nhuận tâm kìa. Dung dịch 135 cho chị Thoa Chu kìa. Có lên túi mình ơi. Tẩy da chết em lên rồi. Dung dịch cho chị Vui Hoàng kìa. Dạ vâng đấy. Chị bảo cho chị cần đọc cái comment này là chị đã thấy ra rồi. Sau sinh bao sau sinh cái uống được E đỏ luôn. Chị ơi không vấn đề gì. Càng tốt luôn. Còn có một lọ E đỏ nữa thôi. Dây hồ ly là 118.000. Chị lấy dây hồ ly, chị lên là dây hồ ly. E đỏ cho chị Phùng Thùy là hết luôn E đỏ. Ok chị Phùng Thùy. Tưởng cái gì chứ cái đấy phút bóp là xong ấy mà. Tẩy da chết có hai loại. Em đều bán kèm đơn đưa cho bác cái này. Chị thích tẩy da chết cao cấp hơn một chút, chị dùng cho em con này 230.000, em xả là 155. Lên là tẩy da chết 155. Còn nếu như chị lấy cái tẩy da chết mà em bán quá trời nhiều này rồi thì chị lên là T95. Em bán tặng cho 95.000 kèm đơn. Mà cô chuẩn bị like ở kho em nhé. Cái này là mã tẩy da chết 155, còn con này là T95. Đều là tẩy da chết, các chị thích lấy loại nào thì các chị em mình lấy nhá. Thích lấy loại nào các chị em mình hợp với túi tiền thì các chị em mình lấy. Các chị ủng hộ Ngọc với em, Ngọc với Giang nốt nha. Lắc tay 89 cho chị Nguyễn Thị Nguyện. Còn gì tặng nốt đi thì các chị các ủng hộ cho. Tặng hết. Bà xem còn gì bà tặng nốt đi. Hết rồi còn gì nữa. Cũng còn gì đâu. Cũng còn có mỗi tẩy lông với cả là tẩy da chết thôi, chứ còn với katakem tan mỡ chứ còn cái gì. Chị nào hói nào ơ? Chả có chị nào nhà em hói cả. Chả thật. Hói thì chị nào một tóc cơ, chị em mình hay dùng cơ, chị em mình dùng cho em kích thích mọc tóc này, tinh dầu bưởi này. Tinh dầu bưởi, cái này lên comment vào đây cho em là xịt bưởi. Xịt bưởi bao nhiêu nhỉ? 179 miễn ship hay sao ấy? Xịt bưởi, có tẩy trắng. Có tẩy trang, dạ không, không còn nước tẩy trang đâu, chị hết hàng rồi. Đây cái này các chị lên comment cho em là xịt bưởi 179 nhá. 179.000. Cho xem lại lắc tay với, lắc tay còn không em nhỉ? Đâu lắc tay đây chị, lắc tay 89 em chỉ kèm đơn thôi chị ơi. Lắc tay con này em đeo đến cả hàng nửa năm, xong rồi đến lúc em tặng các chị em mình vẫn sáng choang. Đây này, đá này, kim cương nhân tạo. Nha các chị, comment vào đấy cho em là lắc tay 89 em kèm đơn cho. Dây hồ ly là 118.000 miễn ship này. Còn lắc tay là em chỉ có kèm đơn thôi nhá. Đấy, chị nào chưa chốt được các chị lên nốt luôn. Đi bảo trường chiết nước hoa. À ừ, bảo anh chiết nước hoa đây em ơi. Nhưng có mỗi một ống thì đóng đơn trả chị kia thôi. Lắc tay 89 cho Ngọc Ánh kèm đơn nha mình ơi. Kem chống nắng thì cứ lên là kem chống nắng kèm quà đi chị. Sữa rửa mặt lên là S150. Sữa rửa mặt Juicy chị lên là S150. Là 150.000 là em tặng kèm một cây son bơ này, lên là S150. Khả hết cả tiếng rồi. Lên là S150 vào đấy cho em luôn. Cái này thì dưỡng móng, dưỡng tay các thứ, Vaseline này. Lên comment vào đây cho em luôn là tặng 59.000 một tuyết. Nha các chị nhá. Cái này các chị không tranh thủ có mua, hôm sau các chị vào các chị không hỏi em đâu vì em không bán đâu. Ngọc mang đây lên để gọi là làm quà cho các chị em mình mới bán 59.000. Lên là tặng 59. Đấy, mặt nạ các chị lên cho em là mặt nạ 199. 199.000, 30 miếng. Miễn ship luôn cho các chị em mình luôn. Nước hoa Miss Dior các chị lên cho em là H200. S150 cho chị Vui Hoàng. Nước hoa lên là H200. 200.000, 5ml miễn ship ạ.
Đấy, còn chị nào toner lên là toner 199. 199.000 miễn ship cho các chị, giá nốt cho các chị em mình còn vài hộp. Bác nào lấy các bác mình lên nốt nhá. Kẹo ngập 199.000 à, tặng 59 cho chị Hồ Liên. Tặng 59 cho chị Hồ Liên. Sen ngày thì nó như kiểu là một dạng kem lười, nhưng nó cao cấp hơn kem lười, nó có thêm thành phần dưỡng trắng. Lắc tay 89 cộng với xịt bưởi cho chị Phùng Thùy. Ok chị Phùng Thùy. Còn kẹo ngậm giảm ho các thứ này các chị lên là kẹo ngậm 199. 199.000 4 hộp. Miễn ship luôn cho các chị em mình. Nói sen ngày thì các chị em mình gọi là mua về dùng cho đẹp da, mướt da thôi. Đấy, nó có chống nắng nhưng chỉ số chống nắng của nó thấp, các chị vẫn phải vỗ thêm kem chống nắng lên. Đấy, chuẩn chỉ cho các chị em mình hàng bay. Toner cho chị Ngân Lê kìa. Ok chị Ngân Lê, lên là sen ngày 330 nhá. 330.000. Nay các chị em mình vào, những chị nào mà đơn to to là chắc chắn hầu như sẽ có quà hết. Vì em dọn kho trên này cho các chị em mình. Cứ đơn to to là cho các chị em mình quà, nhưng còn toàn quà cao cấp thôi. Không còn cái quà gì gọi là rẻ đâu các chị, thật sự luôn. Còn hàng em mang lên lai mẫu. Nào cho chị luôn. Thật. Bán hàng quay ra bảo chả còn gì nữa. Còn mỗi tẩy da chết. Dung dịch còn mấy đấy, 3 thùng. Không, tròn 3 thùng. Đấy, hết rồi, có thế thôi, có bao nhiêu đâu. Thì chỉ dùng có thế thôi chứ mình có dùng cái gì nữa. Sen ngày em cho chị Triệu Huế. Kem đêm chị đã không còn sen đêm, chỉ còn kem đêm thôi, chỉ còn kem đêm của Juicy như em đang dùng này. 240 ạ. Em được chiết khấu em giảm nốt luôn, còn 195 nha các chị em mình, và miễn ship kem đêm nhá. Lên là kem đêm 195, cô like cho em ơi. Chắc có khi cô chuẩn bị like rồi, em cho chuẩn bị cho gì, cho gì like ở kho đấy các chị. Còn mỗi cái nịt, đúng rồi bác ơi, còn mỗi cái nịt không? Đấy các chị em mình không chốt là thôi rồi luôn. Kẹo ngậm bán 2 hộp kèm đơn được Phạm Linh. Và Phạm Linh nhá, cho Phạm Linh 99.000 2 hộp kẹo ngậm. Cho kèm đơn vào đấy thôi. Nào em ơi, còn gì nữa nào? Ngó đây để chị ngó ra nó còn gì nữa nào. Còn mỗi son này. Xịt bưởi này. Tẩy da chết này, tẩy lông này, kem tan mỡ này với cả dung dịch vệ sinh thôi đúng không? Kéo tay, mặt nạ ngủ. Mặt nạ ngủ còn mấy hộp này. Mặt nạ ngủ chị nào, cái này là mặt nạ ngủ rồi, ngủ dạng mini thôi. Rồi, mặt nạ ngủ dạng mini. Kẹo ngậm 2 hộp vào cho chị Dung Nguyễn nha. 99.000 là 2 hộp đấy. 9 giờ bán 2 hộp dễ hơn là bán. Không, bán luôn 4 hộp mệt lắm, bán 2 hộp chả bỏ đóng đơn mệt lắm. Nếu như bán 60.000 một 2 hộp. Kiếm được một vài nghìn. Chị không biết ship đâu. Ừ, kèm đơn. Xem ngày cho chị Nhung Nguyễn nha. Cho chị quà với nha. Lần nào vào nhà Giang cũng không thể rời được bác Nguyễn nào. Cái này các chị em mình lên cho em là mặt nạ ngủ bao nhiêu? 55 bằng 55 nha các chị nhá. Mặt nạ ngủ 55, cái này là lọ mini. Chị nào da mình khô quá, tuần các chị em mình dùng cho em độ 2 lần. Đấy, rửa mặt sạch sẽ các thứ xong các chị em mình dùng cho em cái này. Lấy nhá các chị nhá. Điều lên. Đấy, còn chị nào chưa được nữa các chị lên cho em luôn. Còn có mấy hộp này, cháu mang 2 hộp về dùng. Thi thoảng hôm nào lười lười đắp mặt. Cái này nó ngậm nước á. Ok, mặt nạ ngủ cho Ngọc Ánh. Em kèm đơn thôi, 55.000 nhá. Mặt nạ ngủ. Đấy, các chị em mình để qua đêm, sau các chị mới rửa lại một tuần. Các chị em mình kem chống nắng kèm quà. Ok, cho bác Nguyễn Trung Phong. Nó ngậm nước kinh khủng khiếp luôn cái dòng này. Nó căng mọng ra. Nó gọi là mặt nạ ngủ đấy các chị, 55.000 nhá, về dùng thử. Vì nó bé xíu à. Nó như ủ môi ấy, nó bé bằng ủ môi đó. Đấy, nhưng mà dùng tốn hơn ủ môi nhiều. Đấy, các chị em mình lấy về mà dùng còn có mấy hộp thôi mà. 55.000 tiện ấy. Cái này hôm nào lười lười đắp mặt, hôm nào mình đắp mặt rồi thì thôi, không đắp mặt thì mình dùng cái này. Cho nó căng mướt ra. Đấy, còn 2 này, 4 này, 6, 8 hộp nhá. Chị nào chưa được các chị lên là mặt nạ ngủ, 55.000. Em kèm đơn cho các chị em mình luôn. Bác nào chưa chốt được các bác mình chốt lẹ lên, em nhận thêm 2 đơn nữa thôi. Nhận thêm 2 đơn nữa thôi là đủ để gọi là ngất rồi. Nhận thêm 2 đơn nữa nha các chị. Được chưa? Nhận thêm son màu đỏ cam chị lên là may mắn 188. Mặt nạ ngủ dùng sau bước gì? Em thì em cứ rửa mặt xong cái là bắt đầu xong là em đắp cái này thôi. Nó như đắp mặt luôn ấy. Sáng sau rửa lại. Tuần đắp một lần thôi vì da em nó không đến mức là khô quá. Nói chị rửa mặt sạch sẽ xong rồi chị bôi cho em nhé chị nhá. Nói chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là mặt nạ ngủ. Em còn phải rửa hết đến mấy hộp này rồi còn gì nữa. Từ cái ngày bà đưa cháu một combo ấy. Xong sau lấy thêm 2 hộp ấy, hết 3 hộp hay 4 hộp rồi.
Vì kiểu là nhiều khi là em bận em không có thời gian để đắp mặt ấy. Nên là vẫn thi thoảng mình vẫn phải dùng cái đấy cho da mình nó mướt, cho nó căng. Nào còn gì nữa em ơi. Chơi đi, tới bến đi. Chào con chị. Còn đấy, còn mỗi mấy thứ đấy, còn chị nào mình lấy cái gì không? Còn chị nào thích lấy cái gì nữa các chị lên comment đi. Bông tẩy trang các chị lên cho em là B35 kèm đơn thôi. 35.000 bán bông tẩy trang 35.000. Mẹ chả bỏ công tập trọng. Ê thôi. Xong lại còn tốn diện tích nữa chứ. Thì kèm đơn vào thế bây giờ các chị mua toner rồi, các chị muốn lấy bông tẩy trang thì cũng phải cho các chị ý tí chứ lên. Mặt nạ này là mã 199 chị ơi, mặt nạ 199. B35 cho chị Ngọc Dân Bùi. Rồi, chị nào chưa được nữa các chị lên comment nha. Này con cái mi giống mi. Nó cũng có giống bố nữa đấy. Cái gì cũng thích mà hết tiền, kem tan mỡ có tam được mỡ bụng không chị? Nó là bôi mỡ bụng mà, nhưng mà mình phải chịu khó mình dùng lên. Nếu như các chị mà không kiên trì thì đừng mua kem tan mỡ làm gì cho phí tiền. Như em bôi có 14 ngày mà em giảm tận 7cm cơ mà. Bôi có 14 ngày em giảm 7cm vòng bụng. Thì các bác mình biết. Vì sinh mổ không biết làm cách nào để giảm mỡ bụng. Chỉ có cách là bôi kem tan mỡ rồi massage xong quấn cái màng bọc thực phẩm vào. Đeo thêm ghen bụng nữa. Cho chị xem, cho chị em ơi. Cho chị kem chống nắng kèm. Chị Nguyễn Trung Phong có rồi mà. Bác Nguyễn Trung Phong là em đã cho chị kem chống nắng kèm quà rồi đấy chị. Chị lên là kem chống nắng kèm quà vào đấy. Cái tuyếp kem chống nắng của chị đâu rồi nhỉ mấy đứa nhỉ? À đây đây. Nói lên là kem chống nắng kèm quà. Em tặng kèm một cái áo và miễn ship cho các chị em mình luôn. Áo hôm nay trên này cũng toàn áo xịn. Còn mỗi len tay bồng này, cổ bẻ này. Nói với cả còn toàn áo xịn cho các chị em mình thôi. Chị nào chưa được các chị lên này. Mấy hôm nay ngày nào cũng có đơn bên Giang nên tặng quà tặng chị tặng được đơn các chị to to thôi. Còn các hai tuyếp kem chống nắng là được tặng hai cái áo chị. Cứ hai tuyếp kem chống nắng được tặng hai áo và yên tâm là hai mẫu khác nhau luôn. Còn có áo mới đi chơi Tết. Thế sướng luôn mà đã bảo rồi. Toàn cho các chị em mình cái khoái khoái. Dì lên rồi thì chia sẻ cái gì thôi. Nãy là bắt đầu dì lên rồi. Chị nào mà thích khăn nem quàng thì các chị vào like của dì nhá. Xong rồi bảo dì là dì ơi còn khăn như Giang choàng không? Khăn này choàng sang cực luôn. Nào còn chị nào chốt được không ạ? Lướt lại một mã. À lướt lại tất cả các mã một lần duy nhất để cho các chị comment này. Nào em ơi những mã nào còn? Thứ nhất ạ. Tẩy da chết này lên cho em là T95. Kèm đơn 95.000 một hộp. To trà bá. Tiếp cho các chị em mình ủ tóc hết rồi. Thảo ủ tóc vào đi. Dây hồ ly 118.000. Miễn ship. Lên là dây hồ ly. Được chưa ạ? Kem tan mỡ, lên là kem tan mỡ. Lên là kem tan mỡ 165. Chỉ kèm đơn thôi, các chị muốn được miễn ship thì lấy kèm thêm cả sữa rửa mặt hay là kem chống nắng các thứ vào nhá. Bông tẩy trang ok chị Ngọc Hà Nguyễn Thụy. Nói lên cho em là kem tan mỡ 165.000. Được chưa ạ? Toner 199.000 được miễn ship. Chị nào mà chưa mua được toner nên mua. Da các chị em mình thô sần, không đều màu, lỗ chân lông to phình, nhiều mụn cám, nhiều mụn đầu đen là sợi bã nhờn đấy. Chốt luôn cho em là toner 199. Được chưa? 199.000 một lọ toner, miễn ship. Sale ngày em còn 7 hộp hay 8 hộp? Sale ngày còn có 4 hộp thôi á, đúng không? Kem tan mỡ ok chị Linh Nguyễn. Sale ngày là chỉ còn kem tan mỡ em cho chị Nguyễn Kim Oanh. Toner 199 đem cho chị Thủy Tung. Sale ngày là còn có 4 hộp thôi. 330.000 miễn ship chuẩn hàng đi bay. Không bán hàng công. Hàng pha ke đừng nói chuyện với em. Được chưa, lên là sale ngày 330. Sale ngày thì nó là nâng tông. Nó là kem tone up. Như kem lười nhưng nó cao cấp hơn kem lười chút xíu. Đấy, có thành phần dưỡng da cho các chị em mình luôn. Lên là sale ngày 330 bán nhiều lắm rồi. Sale ngày 330 ạ. Kem đêm 240. Sale note 195. Kem ngày 230, sale note 185. Đấy, chị nào lấy lên là kem đêm 195 ạ. Hoặc là kem ngày 185 ạ. Lấy cả kem ngày, cả kem đêm em cũng tặng một món quà. Lấy hai lọ kem đêm cũng tặng một món quà. Hai lọ kem ngày cũng tặng một món quà. Được chưa? Còn nếu như không thích, toner cho chị Mai Nguyễn kìa.
Đấy, em dùng combo nhà Giang nửa tháng da khác hẳn. Đấy, bà khỉ con bay bay. Tôi bảo rồi, không khác thì tôi bán cho các bà để các bà bóc phốt tôi à. Bà nào mà hợp nó còn đẹp, đẹp kinh khủng luôn ấy. Đẹp hơn cả da em luôn. Đấy, còn kể cả các chị em mình có không hợp, các chị dùng nó lên từ từ da nó cũng khác hẳn. Đấy nhá các chị nhá. Còn hai kem đêm em cho chị Hoa Ma. Ok chị Hoa Ma. Sữa rửa mặt lên là S150, còn có mấy suất thôi. Là 150.000 em tặng kèm một cây son dưỡng bơ. Lên giúp em là S150. Được chưa? Đấy cho các chị em mình luôn và miễn ship nhá. Xên ngày cho chị Mai Nguyễn luôn kìa. Ok chị Mai Nguyễn. Đấy, S150 cho em là sữa rửa mặt. Nước hoa em chỉ còn nước hoa chiết của Miss Dior. 200.000 5ml và được miễn ship. Mã cho em là H200. Là 200.000 nhớ các chị nhớ, không bán pha kè. Thơm cực kỳ thích luôn. Chị nào mà kiểu sau sinh mình bị kích ứng với mùi, mẫn cảm với các mùi nước hoa thì hãy dùng cho em con này. Em sau sinh mổ thằng bom em không dùng được nước hoa, em dùng được con này thôi. Đấy còn son này các chị, son màu đỏ cam, màu 02 của BBA. Lên giúp em là may mắn 188, 188.000 miễn ship. Đánh lên màu đẹp kinh khủng, tôn da sáng da trắng răng cho các chị em mình luôn. Tiếp cho các chị em mình này, xong rồi đến cái gì nữa ta. Tẩy da chết ngọc trai là 155.000. Lên là tẩy da chết 155. Được chưa ạ? Cái này các chị lên là tặng 59. Con này vừa dưỡng tay dưỡng móng mềm nhá. Để cho chị một cây son dưỡng bơ. Em không bán son dưỡng bơ, nhân viên cuốn luôn vào rồi. May mắn 188 cho chị Mai Nguyễn nhá. Cái này lên cho em là tặng 59. Được chưa? Cái này là giúp cho các chị em mình tay này, móng các chị em mình mềm mịn trong vòng tận 24 giờ luôn này. Nói lên cho em là tặng 59, 59.000 kèm đơn. Mặt nạ ngủ một tuần, nếu như da các chị quá khô các chị ủ 2 lần, còn không chỉ cần ủ 1 lần thôi. Lên cho em là mặt nạ ngủ 55k mini nha, chứ đừng có bảo ui cái mặt nạ này 200 mấy 300. Mặt nạ ngủ này tận 300.000 mà sao Giang bán có mỗi 55.000, là vì lọ mini, nó là hũ nhỏ mini. Lên cho em là mặt nạ ngủ 55k. Đấy em lướt cho các chị em mình. Tiếp đến dung dịch. Dung dịch cái này các chị em mình bản mới toanh luôn cho các chị em mình. Màu này nó là chống viêm, làm sạch dịu nhẹ, cân bằng độ ẩm. Nói khử mùi hôi hiếc các thứ cho các bác mình luôn. Chồng con các chị em mình dùng được, chị em mình dùng được. Mặt nạ ngủ 2 lọ cho chị Mai Nguyễn nhá. Ok chị Mai Nguyễn. Cái này đây là dung dịch 135. 135.000 cho các chị em mình. Kèm đơn cho các bác luôn. Lên rõ giúp em là dung dịch 135 nha các chị nhá. Tiếp đến tẩy văn lông. Cái này là tẩy bay cả giới tính luôn à. Ông nào thích tẩy lông nách tẩy được luôn. Chị em mình tẩy lông vùng kín được, tẩy tay, tẩy chân cho em được. Tối có lông thì tẩy. Đâu có lông thích tẩy là tẩy luôn ạ. Comment cho em luôn là tẩy lông bao nhiêu nhỉ? 130 đúng không? Tẩy lông 130.000 miễn ship. Chuẩn cho các chị em mình, hàng chuẩn nhá. Chả cái hàng này, nếu như các chị em mình mua hàng pha kè nó khó phân biệt lắm. Vì bây giờ nó fake, nó còn có fake 1, fake 2, fake 3, fake 4. Các chị mà mua phải cái hàng fake 1, các chị em mình còn không thể nào phân biệt được cơ. Nói đây em để cho các chị em mình 130.000 chuẩn chỉ cho các chị em mình hàng hau. Lên giúp em là tẩy lông 130. Đấy, lướt cho các chị em mình các mã luôn này. Tiếp còn mã gì còn nữa em ơi. Tẩy lông 130 rồi này. Kem tan mỡ 165 rồi này. Tẩy lông 130 cho chị Mai Nguyễn. Tẩy lông 130 cho chị Thủy Tung. Ok chị luôn ạ. Đấy còn những chị nào lắc tay. Lắc tay còn mấy cái. Lắc tay em bán kèm đơn nhá, 89.000. Lên giúp em là lắc tay 89. 89.000 đây các chị nhìn cho em luôn này. Con này thì tuyệt vời. Em đã đeo gọi là đeo đến cả nửa năm, xong đến lúc sau tặng cho khách vẫn cứ sáng choáng luôn các chị. Đấy, lên comment vào đây cho em luôn là lắc tay 89k. 89.000 cho các chị em mình, em kèm đơn cho các bác mình luôn nhá. Tiếp này xong còn cái gì nữa, còn cái gì, còn ít nữa nào. Chết rồi. Mệt quá rồi. Ngọc có cái gì tặng, Ngọc tặng đi cho các chị. À, tẩy lông cho chị Thúy Vũ. Ok chị Thúy Vũ có luôn tẩy lông. Hết rồi, bán chả còn gì bán đấy, chỉ lướt lại. Hôm sau có em chị nào? Em sẽ mang sang năm. À nhầm, sang năm like tiếp nha các chị. Dầu của anh Thảo lên cho các chị. Sang năm hẹn các chị em mình sang năm. Tẩy lông lâu mọc lại không, như em tẩy lông vùng kín thì nó phải được đến tầm khoảng độ tuần với 10 ngày đấy các chị. Nhưng mọc lại nó mềm, nó không bị cứng. Đấy. Còn chị nào chưa được, một lọ đấy dùng được lâu lắm. Nào tiếp còn đến cái gì nữa em ơi. Đấy coi như là hết các mã luôn rồi đấy các chị. Không còn nữa đâu. Quá nhiều mã. À còn xịt bưởi kích thích mọc tóc này, chắc chân tóc này, 179.000 miễn ship. Lên vào đây cho em là xịt bưởi. Xịt bưởi 179 nhá các chị nhá. Đấy 179.000 cho các chị em mình. Thế thôi.
Bông tẩy trang em cho chị Khánh An. Ok, chị bông tẩy trang, chị lên là bông tẩy trang. Mặt nạ là mặt nạ 199. Ok, bông tẩy trang à, thêm tẩy lông. Ok, chị Hoa Anh Đào. Cái này chị lên cho em là mặt nạ 199. 199.000, 30 miếng. Miễn ship ạ. À. Cái này là bản này là nhiều dưỡng chất nhất của NMN. Chống lão hóa, siêu tốt. Đấy, được chưa? Cấp ẩm, cấp tốc cho da của các chị em mình. Xịt bưởi cho chị Nguyễn Kim Oanh. Ok, chị Nguyễn Kim Oanh. Xịt bưởi cho nó vừa thơm, vừa chắc chân tóc. Đấy, thôi thì còn giờ còn bát nữa, còn cái đĩa hoa quả. Chị nào đến thì em mời nốt. Chị nào đến thì em mời nốt bữa đĩa hoa quả. Bây giờ còn gì nữa đâu các chị. Mặt nạ 199 cho chị Mai Nguyễn. Đấy, còn gì đâu để mà phải nuối tiếc. Hết rồi. Còn đâu, kem chống nắng thì lên kem chống nắng kèm quà đấy. Mặt em vừa nãy vừa bôi kem chống nắng cho các chị em mình ngắm. Thật sự là nó siêu sướng. Tay bên bôi và bên không bôi nó cũng khác này. Đây, bên này em bôi kem chống nắng, bên này em không bôi này. Được chưa? Siêu mướt mịn cho các chị em mình luôn. Đây là kem chống nắng kèm quà nhá. 188.000 em tặng kèm cho các chị em mình một cái áo. Và miễn ship cho các chị em mình luôn. Rồi xong rồi, giờ này chỉ còn một cái nịt chun thôi. Chị nào lấy các chị lên comment đi để em nghĩ nào. Sợ thật. Tầm này mà các chị em mình không mua thì quá phí luôn. Từ 12 giờ đấy. À, bầu chẳng mua được gì. Ui dồi ôi, Đào Hiền ơi, bầu bì chịu khó mà dùng kem chống nắng vào em nhá. Chứ không sau mình sinh xong cái là nó da nó sạm hết. Chịu khó dùng kem chống nắng này, kem đêm, kem điếc các thứ dưỡng ẩm vào. Đấy, những cái đấy là mình vẫn nên dùng cho em dùng hàng ngày luôn ấy. Còn chị nào mình chưa được cái gì nữa không? Này, dùng ủ tóc vẫn cứ là sướng. Quảng cáo vậy thôi chứ không muốn làm đâu. Ừ thì mình dùng mình thấy sướng thì mình báo sướng thôi chứ mình có quảng cáo đâu, hết dư nữa rồi bán là một quảng cáo. Mà làm gì có thì... còn đâu. Serum dùng chung với toner hay kem đêm tốt hơn? Ui chị ơi, cả ba thứ đều là ba bước khác nhau và cần có trong một chu trình chăm sóc da của các chị. Sữa rửa mặt dùng xong này, sau đó chị dùng đến toner này. Dùng toner thì chị có thể cho lên tay, chị vỗ trực tiếp lên trên mặt hoặc cho ra bông tẩy trang lau lại một lần nữa để cho nó hút hết những cái sợi bã nhờn ra, nó không bị tích tụ, không bị to lỗ chân lông. Đấy, sau đó rồi chị bôi đến serum, rồi chị bôi đến kem đêm khóa ẩm. Còn nếu như chị không dùng serum thì chị có thể gọi là rửa mặt xong đến dùng toner xong dùng kem đêm luôn. Đấy, chỉ cần như thế cho các chị em mình thôi. Tuần đắp mặt thêm độ 2 lần, 3 lần nữa. Rồi, chơi thế thôi các chị. Chứ chả không em khiếp quá rồi. Còn cái gì nữa đâu. Vườn không nhà trống. Đấy, tạm thời là như thế cho các chị em mình, còn em nghỉ. Nếu như lát nữa mà em khỏe em chắc là em sẽ làm một tiếp một phát nữa và em tặng nốt cho các chị em mình túi tiếc. Chứ giờ này là em không thể nào em đứng ngồi được nữa luôn. Nó sụn hết cả lưng luôn đấy các chị. Em hết ủ tóc rồi. Chị dùng ủ tóc mà người ta cứ hỏi đi làm tóc à. Nó bóng chị nhỉ, nó bóng, nó mượt luôn. Chị bảo mới làm 6 tháng tại nó mượt đấy, đúng rồi, nó bóng lắm. Dùng ủ tóc thích cực luôn. Đấy, còn chị nào comment nữa các chị em mình comment nốt luôn nhá. In Beauty Tuệ ơi. Giờ In Beauty kinh lắm. Mày ra in thì tao quay clip cái. Sợ. À quên mất, còn viên đặt không đưa đây cho nốt cho các chị chốt đi. Viên đặt biết đâu giờ này nhiều chị đã cần tại vì nó... Một năm mới viền. Hết. Ô đã hết viên đặt luôn. Thế thì bán hàng kiểu gì? Kem chống nắng một năm dùng mấy lọ đủ dạng? Ui bác ơi. Em nha. Tùy bôi ít bôi nhiều. Tùy bôi ít bôi nhiều cái thứ nhất, tùy mặt to mặt nhỏ là cái thứ hai. Em nhá. Một năm em dùng hết gần 10 tuýp. Gần 10 tuýp. Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 10 năm nay là em dùng sang đến tuýp thứ 10. Và từ tháng 10 bây giờ em dùng đến tuýp thứ 3 nữa rồi. Em dùng 13 tuýp kem chống nắng rồi ạ. Ngày em còn bôi tận 2 lần kia. Hôm nào mà em dậy sớm như hôm nay dậy sớm em còn bôi tận 3 lần kem chống nắng cơ. Chứ các chị không phải ra nắng các chị mới bôi đâu. Trong nhà các chị vẫn bôi ánh đèn, ánh điện các thứ này này. Các chị đều nên bôi. À thế còn gì lẻ lẻ tao chụp ảnh có áp lên. Chút ở trên Facebook. Đâu phải
Giang bán thuốc tránh thai một viên chưa? Chưa chị ơi. Để em còn đang sợ đấy. Em còn đang sợ em bầu rồi này. Hôm qua em vừa mới uống này, em nó cứ uống vào ngày mùng 1 hàng tháng. Thế mà cũng chưa thấy có kinh lại. Xong rồi kiểu người dạo này nó cứ mệt mệt như nghén ấy. Ôi giời ơi. Máy móc. Em nhạy lắm. Cứ đề phát là nổ thế này chứ. Đề phát là nổ, không xịt phát nào đâu. Em uống được tháng này là 4 tháng rồi. 3 tháng kia thì chắc chắn là an toàn rồi, đến tháng thứ tư không biết thế nào. Sợ lắm. Cho kem cho xem lại kem chống nắng. Kem chống nắng đâu em nhỉ? Đây. Kem chống nắng, em nói luôn nhá, các chị có mua kem chống nắng về, các chị dùng cho em 2 ngày 3 ngày đi. Thứ nhất này, kem chống nắng của nó nâng tông, không gây bết zip. Được chưa? Thẩm thấu nhanh, không lộ vân kem. Chống nắng, chống tia UV, bảo vệ da và kháng nước. Và một cái phần nữa là nó có thành phần của vitamin E. Dưỡng da mềm da không bị khô. Thích cực kỳ luôn. Bây giờ các chị có thể đến bên em đi rửa tay cho các chị nhìn. Cái bên mà em bôi này và bên em không bôi này, có rửa tay đi rồi thì cái bên này da cũng vẫn mềm mịn và sáng hơn một tông so với bên này luôn. Sướng cực kỳ. Các chị lên là kem chống nắng kèm quà. Em dùng từ khi em bán là 399.000 đây, em tặng cho các chị em mình có 188. Tặng kèm một món quà và miễn ship cho các chị em mình tặng kèm một cái áo. Cái gì các chị có thể không cần chứ riêng kem đêm và kem chống nắng là nên có. Em đi đâu ba thứ không thể thiếu được là son, kem đêm, kem chống nắng. Đấy, và sữa rửa mặt bốn thứ. Gọi là bốn thứ. Vì em không làm môi mà nên em chỉ có đánh son thôi. Nên không đánh son nhìn nó như con chết trôi ấy. Đi làm môi đi. Không, đi làm môi đau lắm, đái mẹ ra quần, sợ lắm. Làm mày còn đau nữa là làm môi. Mẹ có động lực đi làm mày mà không làm nổi môi. Không, đau lắm. Kem chống nắng kèm quà em cho chị Trang Hoàng Nguyên. Chị nào lấy các chị chốt lẹ lên đi ạ. Chết rồi, vừa nãy bảo nhận thêm 2 người là nhận thêm cả 10 người rồi. Giờ lại nhận thêm 2 chị nữa. Cái gì? Đấy, chị nào chưa được các chị chốt đi. Hoặc làm lọ dung dịch vệ sinh về mà rửa. Cho sạch sẽ. Cái gì mà bảo cần thiết em bảo các chị cẩn thận. Các chị chỉ cần gọi là sữa rửa mặt, toner, kem chống nắng, kem đêm. Cẩn thận hơn nữa mình mua thêm serum, mặt nạ. Đấy, thế thôi là da nó đẹp. Nhưng mà nhớ đừng quên bôi kem đêm và đừng quên bôi kem chống nắng. Là hai cái thứ bản thân em rút từ em ra. Không bôi là da các chị em mình nó không căng bóng được. Đấy, nên đừng có bảo em là em dùng cam, dùng áp hay cái gì. Đây là em không dùng áp nhá. Mụn ruồi của em vẫn rõ nguyên luôn này. Đây em có một cái vết bớt vẫn nguyên luôn này. Còn đây da em đây các chị. Đó. Một hộp kem đêm cho chị Nhung Trần, kem chống nắng kèm quà cho chị Khánh An. Em nhận cho 2 người nó đi các chị. Cho nó tròn đơn cho các bác mình luôn này. Bác nào chưa được nó xên ngày em còn 3 hộp, các chị mua nốt cho em đi. Kem chống nắng kèm quà cộng kem đêm, ok chị Ninh Nhi ạ. Ok bác. Xên đêm em còn 3 hộp, chị nào lấy các chị lấy đi. 330.000 một hộp, miễn ship luôn. Chuẩn hàng bay luôn các chị. Dầu cù là làm gì còn đúng không nhỉ? Dầu cù là, cù la còn không? Hết dầu cù là rồi chị ạ. Hết dầu cù là rồi. Chị nào lấy nữa các bác lên comment đi. Nốt một đơn nữa thôi, nốt cho một người nữa. Tiếc là hôm nay không còn ủ tóc mà bán cho các chị. Sợ nhất là hoa anh đào, hoa anh thảo. Kinh khủng, có 5 lọ hoa anh thảo mà phải đến cả hàng trăm chị, 200 chị comment. Kem đêm là 195 chị ơi. Cầm cẩn thận, ông thím vỡ phát cái đấy là đi cả tháng lương. Chia ra một ống thôi nhá. Một ống nhá. Ừ. Còn đâu để mình dùng mà. Chả biết Lan với Thảo nữa hay sao, không biết là Lan lấy một ống nữa hay sao. Cái đấy là người phát là thấy mùi tiền mang về hai vợ chồng mình dùng. Không xịt. Mang về hai vợ chồng mình dùng nữa chồng ạ. Chồng đam mê Trấn Thành thì chồng phải có lọ đấy chứ còn gì. Răng ơi của mình có nhị hoa nguyệt tây bột trắng răng. Dưỡng tay. Được miễn ship không? Dạ có chị Thùy Linh ạ. Có nhá chị nhá. Có nha chị. Còn chị nào mình lấy kem đêm cho chị Trang Hoàng Nguyên luôn này.
sữa rửa mặt chị lên là S150. Chứ chị mà lên nguyên sữa rửa mặt không là vẫn cộng, à, vẫn là không được tặng cái cây son bơ này đâu. Chị phải lên là S150, em còn có mấy suất thôi. Nhớ là chiếc ra ống 10ml đấy nha em nhá. S150 nhá, 150.000. Miễn ship em tặng kèm một cây son bơ. Ôi giời, em còn có 4 cây son mà các chị cũng nỡ lòng nào. Còn có 4 cây son với cả 3 lọ kem sen ngày mà các chị không nỡ lòng nào, các chị lấy nốt cho em đi. Buồn quá. S150 cho chị Hiển Nguyễn. Túi chắc là phải like khác thôi chị ơi. Lát nữa đi em nghỉ tí đã, các chị giờ cho nhân viên chốt đơn đã các bác ơi. Này. Không, bây giờ chấm chốt nhanh mà tính tiền trên bill. Tính tiền thẳng trên bill luôn, xong chụp bill gửi cho khách là xong. Cộng tiền là lâu rồi. Mẹ mùi tiền. Mùi tiền. Được chưa? Đấy, và nhận thêm mai đơn, nhận xong rồi nhận chị Hiền Nguyễn. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn các chị nhiều nhá. Giờ các chị vào like S150 cho chị Hiền, Hà Thị Hiền. Các chị vào like của gì đi, vào mua quần áo ở đấy nhá. Em giờ em đang ở trên Ba Vì, em cũng like được quần áo đâu. Thế thì bảo là mùi tiền mà lại bôi gì cho đỡ nám. Ôi bác ơi, nói đến nám nó là cả một câu chuyện. À bà Ngọc ơi, nay không mang collagen lên à? Collagen luôn ấy. Collagen như cho bà Nhân uống ấy. Nhưng mà không là bảo mang lên nhiều, chị hỏi. Có chị nào lấy thì cho các chị lấy luôn. Bye bye các chị nha.